vẫn khuôn mặt đó, ngoài việc hắn thêm tự tin và trầm tĩnh thì ánh mắt vẫn sáng như trước, cơ thể vẫn cao như vậy. Tất cả giống như vẫn vậy nhưng lại không thể như xưa. Đây là số mạng. Cô cắn chặt vào môi, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống. Đường Cần ngẩng đầu thở dài một tiếng, sau đó lấy khăn lặng lẽ lau giọt lệ. Quyển 12, chương 10. Đường Cần đến đám cưới làm Triệu Quốc Đống có chút giật mình. Nhưng hắn sớm chuẩn bị tư tưởng nên không quá hốt hoảng, vẫn duy trì được lý trí và bình tĩnh. Đương nhiên cảm nhận trong lòng hắn lại là việc khác, nhưng dù sao hắn cũng qua được cửa này. Chẳng qua ánh mắt buồn của Đường Cẩn làm tim Triệu Quốc Đống như bị bóp thắt. Trái tim hắn như muốn tan ra, chẳng qua cuối cùng hắn vẫn kiên cường chịu đựng. Triệu Quốc Đống ra khỏi khách sạn đã làm 5 giờ chiều. Hắn vốn định đi sớm hơn nhưng Hoàng Hóa Thành và Chu Lệ rất nhiệt tình nói chuyện với hắn. Lúc ra khỏi ngành chính sách, Triệu Quốc Đống đã không còn bất mãn gì với Hoàng Hóa Thành. Hắn cũng cảm thấy Hoàng Hóa Thành bây giờ đã trở nên chín chắn hơn, thay vào đó là sự tàn nhẫn, quyết đoán của lính trinh sát. Mặc dù ngoài mặt thi thoảng vẫn hiện vẻ mất tự nhiên nhưng khi nói chuyện về công việc của y thì Hoàng Hóa Thành vẫn có chút tự hào. Chu Lệ lại là người khá biết cách làm sôi nổi không khí. Mặc dù có cả Hoàng Hóa Thành nhưng hầu hết đều do cô bắt chuyện, hơn nữa cô ăn nói cũng khóe, biết chọn đề tài và tạo cơ hội. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không khỏi thừa nhận cô có khả năng giao tiếp, không hổ làm bên quận đoàn. Hoàng Hóa Thành ở điểm này đúng là kém Chu Lệ. Chồng đồng mạn đúng như Triệu Quốc Đống đoán, đã được quyết định xuống làm phó trưởng phòng công an huyện Mai, thời gian xuống kiêm nhiệm là 2 năm, chủ yếu căn cứ yêu cầu của Đảng ủy Chính pháp thành phố muốn phong phú đội ngũ cơ sở, đồng thời cũng đề cao kinh nghiệm công tác cơ sở cho đội ngũ cán bộ. Hai hôm trước Minh Diệu mới tới huyện Mai báo danh, gặp mặt thành viên bộ máy công an huyện Mai. Đương nhiên cũng phải gặp Chu Tinh Văn. Mặc dù tâm trạng không quá tốt nhưng hắn không thể từ chối lời mời dùng bữa của Khâu Nguyên Phong và Cao Dương. Hơn nữa còn có cả phó bí thư huyện ủy huyện Mai Tề Danh Viễn để cho đủ chân đánh bài nữa. Nếu là đánh mặt trượt thì tự nhiên không tránh khỏi việc có người chi tiền. Cũng may Khâu Nguyên Phong và Cao Dương không thích trò này, khách liền theo chủ. Tề Danh Viễn coi như làm chủ bố trí mọi người ngồi chơi. Đánh mấy ván Triệu Quốc Đống không thua không thắng làm hắn khá vui. Khi xe Triệu Quốc Đống chạy ra khỏi cửa khách sạn, hắn vô thức nhìn sang bên, một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt. Hắn liên tục thay đổi động tác ở chân, cuối cùng đã dừng lại. Đường Cần không biết sao mình lại lên xe hắn. Cô cảm thấy mình như mơ màng, ngồi trên ghế mà cô không biết nói gì, chỉ lặng lẽ khóc. Lúc này Triệu Quốc Đống lại thấy mình rất tỉnh táo, chút xúc động vừa nãy đã biến mất. Hắn lấy khăn giấy đưa cho Đường Cần, cũng không lau cho cô. Hắn biết mình phải phân rõ giới hạn. Em đi đâu, anh đưa em đi. Em về cục công an. Nước mắt có lẽ là con đường thổ lộ tâm trạng tốt nhất. Đường Cần dần bình tĩnh lại, cô lau nước mắt, đôi mắt tuy đỏ nhưng vẫn quyến rũ như xưa. Trên đường không ai nói gì, Triệu Quốc Đống lặng lẽ lái xe, Đường Cần nhìn về trước. Xe buýt tiến tới khu tập thể cục công an thành phố, Triệu Quốc Đống nhìn căn nhà 6 tầng cũ này. Đây là nơi hắn và Đường Cần có nhiều kỷ niệm, hắn rất muốn mình một lần nữa vào phòng của cô, nhưng tất cả đã trôi qua. Quốc Đống, chúng ta còn có thể làm bạn không? Trước khi xuống xe, Đường Cần hỏi một câu. Đương nhiên, chúng ta mãi là bạn. Triệu Quốc Đống nở nụ cười làm Đường Cần không nhịn được khóc. Chấm. Triệu Quốc Đống nhìn bản danh sách nhân viên mà Hứa Kiều đưa tới. Thay đổi bộ máy lãnh đạo công ty khai thác đô thị là công việc Hứa Kiều đang tập trung vào. Cả cô và Triệu Quốc Đống đều thống nhất công ty khai thác đô thị cần có bộ máy kiên cường, có sức chiến đấu, giỏi nghiệp vụ, có tố chất chính trị cao. Dám nói dám làm, có can đảm chống lại áp lực từ bên ngoài mang tới. Triệu Quốc Đống lúc nói về việc bộ máy cần có sức chịu đựng làm Hứa Kiều có chút khó hiểu. Sức chịu đựng không dễ giải thích, chống đỡ áp lực bên ngoài thì cô hiểu, mảng xây dựng thành thị là đi trên bờ sông, áp lực từ đủ các mặt khiến cho xây dựng thành thị dễ đạt thành tích, cũng dễ lật thuyền. Gần như cứ 2-3 năm là sẽ có một nhóm cán bộ trung tầng trong lĩnh vực xây dựng thành thị, giao thông bị ủy ban kỷ luật, viện kiểm sát mời đi. Đây như là một quy luật ở Hoài Khánh. Trước khi Triệu Quốc Đống tới, một vị phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng và hai nhân viên công tác đã bị bắt và truy cứu trách nhiệm hình sự vì tội nhận hối lộ. Đây là danh sách chung, nói cách khác còn có thể thay đổi. Triệu Quốc Đống một lần nữa xem qua, người trong danh sách không hoàn toàn là người của hệ thống ủy ban xây dựng thị xã hoặc bộ máy nhân viên công ty khai thác đô thị hiện tại, có thể nói điều chỉnh khá nhiều.
nhưng mỗi vị trí lại có vài sự lựa chọn làm Triệu Quốc Đống không khỏi nhíu mày. Trước đó tôi không muốn làm danh sách dự bị, nhưng mà thành viên bộ máy lãnh đạo công ty khai thác đô thị đưa ra sẽ khiến nhiều tranh luận nên tôi cũng cân nhắc có phải là đưa ra vài sự lựa chọn không. Hứa Kiều cung kính nói. Lúc trước khi Triệu Quốc Đống giao nhiệm vụ này thì cô mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng nhưng lại có sự thỏa mãn. Nhưng theo thời gian từ trên xuống dưới của thị xã đều biết bộ máy công ty khai thác đô thị sắp điều chỉnh. Triệu Quốc Đống đã xác định giao quyền quyết định thành viên bộ máy công ty khai thác đô thị cho cô, điều này làm phiền phức kéo tới. Gần như mỗi ngày cô đều nhận được điện thoại, lãnh đạo cũ, đồng nghiệp cũ, cấp dưới cũ, bạn bè, người quen, tất cả đều gọi. Công ty khai thác đô thị là đơn vị cấp phó huyện. Giám đốc và bí thư đảng ủy đều là cán bộ cấp phó huyện, phải qua cửa ban tổ chức cán bộ thị ủy. Còn ba phó giám đốc, một tổng công trình sư cùng một chủ tịch công đoàn kiêm trưởng phòng thanh tra là cán bộ cấp phòng, phải do ủy ban xây dựng thị xã bổ nhiệm và báo cáo với bên cục nhân sự thị xã thông qua. Phương Hùng Phi cùng mấy phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng đều có suy nghĩ, điểm này Hứa Kiều cũng biết. Phương Hùng Phi là kẻ kiêu ngạo, sau khi thất bại việc cạnh tranh làm phó thị trưởng thì càng dễ nổi nóng hơn, rất nhiều chuyện có quan điểm khác Hứa Kiều. Ngay cả quy hoạch tổng thể của nội thành Hoài Khánh, Phương Hùng Phi cũng tranh cãi không ít. Khi lựa chọn thành viên bộ máy công ty khai thác đô thị cũng đã có tranh luận với Hứa Kiều. Thậm chí còn lấy ý kiến đảng ủy ban xây dựng để chống lại ý kiến của Hứa Kiều. Chỉ mình Phương Hùng Phi đại biểu ủy ban xây dựng thì Hứa Kiều còn thấy dễ làm. Dù sao ủy ban xây dựng do cô phụ trách, cô không phải không biết kéo bên này đánh bên kia. Ủy ban xây dựng cũng không phải một khối đoàn kết, cũng có cách để thực hiện. Nhưng khi lãnh đạo thị xã khác xen vào thì cô không thể khống chế được. Lữ Thu Thần gần đây không ngồi yên, điểm này Triệu Quốc Đống hiểu. Hứa Kiều cũng gặp áp lực do Lữ Thu Thần mang tới. Hơn nữa Lữ Thu Thần và Phó Thiên có vẻ đã liên minh với nhau. Hơn nữa Lữ Thu Thần có quan hệ khá tốt với trưởng ban tổ chức cán bộ Tiêu Triều, xem ra tính cách kiêu căng của Lữ Thu Thần vẫn không đổi, dự định làm mất uy tín của Triệu Quốc Đống ở việc cụ thể. Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng, Lữ Thu Thần đúng là quá coi thường người khác. Cảm thấy y từng làm trưởng ban tổ chức cán bộ nên có mạng lưới quan hệ tốt nên làm gì thì làm, hay là nghĩ có Trần Anh Lộc đứng sau lưng nên muốn khiêu chiến quyền uy của mình. Chỉ sợ ngay cả Hứa Kiều hay cả các phó thị trưởng khác đều nhìn chằm chằm điểm này, muốn xem ở vấn đề nhân sự này mình và Lữ Thu Thần ai sẽ thắng. Đây là thể hiện hướng gió mới trong quyền lực ở ủy ban thị xã. Quyền 12, chương 11. Tôi không cần xem nhiều như vậy, chỉ nói qua tình hình của mấy người này xem. Trong này không quá rõ ràng, chị nói xem cả suy nghĩ của mình nữa. Tôi không muốn chọn thay chị, đây là công việc tôi giao cho chị, như vậy chị phải làm chủ, do chị quyết định. Triệu Quốc Đống tỏ thái độ rõ ràng làm Hứa Kiều vui mừng. Đối phương có vẻ không bị nhân tố bên ngoài tác động, vẫn làm việc theo ý mình. Nhưng chuyện này không phải cô tự quyết định được, mặc dù ủy ban xây dựng trực thuộc chính quyền thị xã quản lý, mà công ty khai thác đô thị là công ty trực thuộc ủy ban xây dựng. Nhưng bởi vì chức năng đặc biệt của công ty khai thác đô thị nên nhiều người muốn thò tay vào đó. Hứa Kiều thấy thái độ của Triệu Quốc Đống cứng rắn như vậy nên không nói nhiều, cô giới thiệu qua những người được lựa chọn. Triệu Quốc Đống nghe rất chăm chú. Hứa Kiều giới thiệu ngoài tình hình cơ bản mấy thành viên bộ máy, còn nói ra nguyên nhân tại sao chọn những người này vào công ty khai thác đô thị. Tôi nếu đã trao quyền cho chị thì sẽ không hỏi quốc nhiều. Tôi vẫn nói câu đó. Chọn thành viên bộ máy công ty khai thác đô thị, nhất là giám đốc và bí thư đảng ủy nhất định phải thận trọng, nhất định phải chọn người thích hợp nhất. Bởi vì sau này công ty khai thác đô thị sẽ dựa theo ý đồ của chúng ta. Cụ thể mà nói chính là thông qua công việc của họ để thực hiện quy hoạch của chúng ta. Chọn ai vào bộ máy ở trình độ nào đó sẽ quyết định chất lượng và tiến độ phương án quy hoạch đô thị, tầm quan trọng như thế nào chị cũng hiểu đó. Nếu chị cảm thấy đây là người lựa chọn thích hợp nhất, như vậy tôi về nguyên tắc đồng ý với chị. Còn chị nói những người này khiến Phương Hùng Phi có ý kiến, chị nói đây là ý của tôi, nếu y thấy có gì khác thường thì tìm tôi. Ừ, ý tôi là chức phó thì chị có thể xử lý linh hoạt. Nhưng giám đốc và bí thư đảng ủy thì phải là người đáng tin. Hứa Kiều hiểu ý, Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ nhưng không phải người nông nổi. Công ty khai thác đô thị là cơ quan trực thuộc ủy ban xây dựng. Nếu Phương Hùng Phi thay mặt đảng ủy ban xây dựng mà lại không có chút quyền nào trong bộ máy công ty khai thác đô thị, như vậy đúng là đánh vào mặt Phương Hùng Phi. Cho nên Triệu Quốc Đống mới nói như vậy. Tôi hiểu, tôi sẽ theo ý ngài nói chuyện với chủ nhiệm Phương,
tôi tin có thể tìm được phương án làm mọi người hài lòng. Hứa Kiều gật đầu nói. Tôi cũng còn vài ý kiến cần trao đổi với chị một chút. Đương nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, chưa chắc phù hợp tình hình bây giờ. Chị và ủy ban xây dựng có thể cân nhắc trao đổi với công ty khai thác đô thị một chút về các thứ. Ví dụ như dùng ga, nước, điện, xây dựng và các phương tiện dùng chung, phải cân nhắc đầy đủ. Bây giờ xem ra vì đầu tư lớn nhưng từ lâu dài mà nói nó sẽ khiến chúng ta không phải quy hoạch lại, không phải làm lại. Hứa Kiều nhíu mày suy nghĩ lời Triệu Quốc Đống nói. Nếu như làm hết các mảng thông tin, điện, ga, nước, hệ thống thoát nước ngầm hóa thì sẽ phải huy động nhiều ngành, các ngành đều có đơn vị thi công. Nuôi một nhóm lớn người ăn cơm, nếu như tất cả đều để công ty khai thác đô thị thống nhất chỉ huy thì các ngành kia sao có thể chấp nhận. Cũng may Triệu Quốc Đống không nói quá cứng rắn, chỉ là muốn cân nhắc đủ các điều kiện này, cũng không đặt ra yêu cầu tất cả đều phải ngầm hóa. Triệu Quốc Đống nhớ như in ấn tượng về các ngành chức năng không ngừng đào đường lên để ngầm hóa thiết bị, hệ thống dùng chung trong sự phát triển của đô thị sẽ không ngừng đổi mới. Trong đó có một khoản tiền phải dùng để ngầm hóa các hệ thống, nhưng càng quan trọng hơn nó động tới miếng bánh của các ngành, dẫn đến sự tranh chấp rất lớn. Như vậy khi bắt đầu xây dựng đã tính toán đến việc này thì sẽ dễ làm hơn. Đây là công việc rất lớn, cũng là chuyện khó khăn. Nhưng Hoài Khánh chúng ta gặp phải vấn đề trung tâm nội thành di chuyển với diện rộng. Chúng ta không thể lấy lý do việc giải phóng mặt bằng khó khăn, việc thi công tốn kém mà lùi bước hoặc làm theo cách cũ. Ở điểm này sợ rằng chị phải chuẩn bị tư tưởng. Hứa Kiều thở dài một tiếng, cô biết Triệu Quốc Đống sẽ không dễ dàng bỏ qua mình, cũng không dễ dàng bỏ qua quy hoạch đô thị. Đây là một cơ hội lớn, hắn cần việc xây dựng thành thị để chứng minh giấc mơ trong đầu mình có thể thành sự thật, mà cô chính là người thực hiện giấc mơ của hắn. Thị trưởng Triệu, tôi sẽ dựa theo ý của anh mà thực hiện. Nhưng tôi phải nói trước, quan điểm của anh mặc dù tốt đẹp nhưng khi thực hiện sẽ gặp khó khăn rất lớn, thậm chí có thể khiến các ngành khác cùng phản đối, điểm này chúng ta phải chuẩn bị tư tưởng. Làm như thế nào phối hợp các ngành là vấn đề không dễ dàng. Nếu như nhất định phải làm thì tôi lo sẽ ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng thành thị. Hơn nữa tôi cũng không cho rằng ủy ban thị xã có thể có năng lực lớn đến như vậy. Đây là chuyện rất khó khăn. Tôi đương nhiên hiểu khúc mắc do lợi ích trong đó mang tới. Nhưng tôi vẫn nói câu đó, chúng ta không thể vì khó khăn mà phải lùi bước, nhất là cơ hội này đã mất sẽ không trở lại. Tôi tin chị, đương nhiên tôi cũng tin vào mình. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Cần phối hợp như thế nào thì tôi biết, đến lúc đó chị đưa ra kế hoạch, tôi nghĩ xem làm như thế nào. Hứa Kiều nghe vậy liền biết Triệu Quốc Đống đã hạ quyết tâm. Xem ra khí phách và tham vọng của vị quyền thị trưởng này thậm chí còn vượt qua suy nghĩ của cô. Càng chuyện khó khăn càng làm hắn thấy có hứng thú, lại càng thấy hoàn thành làm vinh dự. Đây là việc tốt nhưng người bên dưới hắn sẽ chịu khổ, bị ăn mắng. Thị trưởng, tôi hiểu, tôi sẽ lập tức phân công bọn họ đưa ra kế hoạch. Hứa Kiều gật đầu nói. Ừ, chị đừng nghĩ tôi đưa vấn đề khó khăn cho chị. Khó khăn này cũng là điều cả bộ máy ủy ban phải đối mặt. Có bộ máy làm chỗ dựa cho chị cứ mạnh dạn đi trước mà làm. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Ngoài ra tôi còn có một ý kiến đó là khi đẩy mạnh xây dựng thành thị nhất định cần phải chú ý bảo vệ hoàn cảnh tự nhiên Hoài Khánh chúng ta, không nên vì xây dựng mà làm hỏng đi phong cảnh đẹp của chúng ta. Hoài Khánh chúng ta chẳng những có nhiều di tích lịch sử, đồng thời còn có tài nguyên thiên nhiên như hồ nước, cây xanh, chúng ta khi quy hoạch đã rất chú ý đến vấn đề này. Nhưng khi thi công cũng phải chú ý. Ngoài ra lúc thi công có lẽ sẽ đào ra một vài di tích lịch sử, đây là tài sản lịch sử của Hoài Khánh chúng ta, là tấm danh thiếp lớn đối với Hoài Khánh, nhất định phải tăng cường bảo vệ. Hứa Kiều cẩn thận ghi nhớ lời Triệu Quốc Đống nói, cô không ngờ Triệu Quốc Đống lại cân nhắc cẩn thận như vậy ở điểm này. Theo cô thấy đây là mấy chi tiết nhỏ, không quan trọng, nói chuyện với đội thi công là đủ, vậy mà thị trưởng lại còn quan tâm. Thị trưởng, anh còn có gì dặn dò nữa không? Bây giờ thì không. Theo công việc diễn ra nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Chúng ta giờ coi như buộc trên một sợi dây, không ai chạy được, cũng không có đường nào khác ngoài đi về phía trước. Rất nhiều người đang muốn cười chúng ta, cũng có nhiều người mong chúng ta ngã, chúng ta không thể để bọn họ như ý. Phải cho tất cả mọi người thấy Hoài Khánh này không những phát triển kinh tế thật mạnh, bộ mặt đô thị cũng phải đẹp hơn nữa, cuộc sống của dân chúng cũng tăng lên. Triệu Quốc Đống rất kiên quyết nói. Quyển 12, chương 12. Phương Hùng Phi có thể nhận ra thái độ lần này của Hứa Kiều rất cứng rắn,
nói rõ tiêu chuẩn chọn thành viên bộ máy công ty khai thác đô thị nhất định phải có lợi cho quy hoạch xây dựng lâu dài của Hoài Khánh, có lợi cho việc đẩy mạnh xây dựng thành thị, có lợi cho sự ổn định lâu dài. Ba điểm này nghe thì hư vô giống như ai cũng có thể làm được. Nhưng sau đó Hứa Kiều đưa ra một loạt yêu cầu cụ thể, nói rõ bỏ đi mấy người do Phương Hùng Phi lấy danh nghĩa đảng ủy ban xây dựng đề cử, nhất là chức giám đốc và bí thư đảng ủy không có sự bàn bạc, điều này làm y rất tức giận. Phương Hùng Phi đang suy nghĩ về thái độ của Hứa Kiều khác với hai lần trước. Phó trưởng ban thư ký ủy ban thị xã Vu Văn Lượng cũng có chút kinh ngạc. Vu Văn Lượng và Phương Hùng Phi có quan hệ khá tốt, cả hai đều là người Vũ Xuyên, còn từng học chung ở trường đảng. Vu Văn Lượng vẫn theo mảng xây dựng thành thị, giao thông. Đặng Nhược Hiền sau khi rời khỏi mảng này, Vu Văn Lượng liền đi theo Hứa Kiều. Nhưng y không kính trọng Hứa Kiều bằng Đặng Nhược Hiền. Dù sao Hứa Kiều chỉ là phó thị trưởng ngoài đảng. Nếu như không phải do tính cách độc đoán của Triệu Quốc Đống thì không đến lượt Hứa Kiều phụ trách mảng này. Cuộc họp kết thúc trong sự khó chịu. Phương Hùng Phi mặc dù vẫn lấy đảng ủy ban xây dựng ra để duy trì ý kiến của mình nhưng không dám cứng rắn như trước. Phương Hùng Phi cũng biết nếu muốn hoàn toàn xây dựng bộ máy công ty khai thác đô thị theo ý của mình là không thực thế. Dù là đảng ủy ban xây dựng thực sự đã có biểu quyết cũng có thể bị bác bỏ. Còn không nói bên trong ủy ban xây dựng cũng không hoàn toàn đồng ý. Thời này quan to một bậc đè chết người. Hứa Kiều là người cứng rắn, kiên định, nhược điểm duy nhất là cô ngoài đảng. Mà bây giờ Đảng Cộng sản cầm quyền Trung Quốc, đảng quản cán bộ là thiết luật. Ở vấn đề nhân sự Hứa Kiều không có mấy quyền lên tiếng. Chẳng qua thái độ lần này của Hứa Kiều rất khác, làm người ta phải suy nghĩ. Phương Hùng Phi có hai phó chủ nhiệm, Hoàng Minh thì có thái độ không rõ ràng. Người này vốn không hòa hợp với y, hay chống đối y. Nếu không phải y không cho đối phương nắm giữ quá nhiều nghiệp vụ thì người này nhất định sẽ gây chuyện. Bây giờ có lẽ Hoàng Minh muốn ôm chân Hứa Kiều. Hứa Kiều vừa đi, Vu Văn Lượng cũng đi theo. Chẳng qua Phương Hùng Phi lợi dụng lúc vào WC đã hẹn Vu Văn Lượng tối đi ăn. Phương Hùng Phi vốn định gọi phó chủ nhiệm Tiêu Toàn Lễ và tránh văn phòng cùng đi, nhưng suy nghĩ mãi y cảm thấy chỉ có một mình và Vu Văn Lượng là tốt hơn cả. Lão Vu, ông nói Hứa Kiều sao cứ nhằm vào ủy ban xây dựng tôi vậy? Công ty khai thác đô thị là đơn vị trực thuộc ủy ban xây dựng, ai có thể hiểu được công ty khai thác đô thị này bằng ủy ban xây dựng chúng tôi? Đảng ủy ban xây dựng nếu mất quyền nhận, đuổi với nhân sự đơn vị trực thuộc, như vậy còn cần ủy ban xây dựng làm gì? Quá đáng, thị trưởng Đặng trước đâu có như vậy. Vu Văn Lượng cười cười một tiếng nói. Được rồi, anh đừng giả vờ với tôi còn không biết anh như thế nào sao? Lúc thị trưởng Đặng quản anh, có thể đến lượt anh kêu gào như vậy không? Thị trưởng Đặng vừa lên tiếng, anh không phải vẫn sẽ dựa theo ý của thị trưởng Đặng làm sao? Bây giờ đổi sang thị trưởng Hứa nên anh cảm thấy người ta không trong đảng nên dễ ức hiếp sao? Phương Hùng Phi không thèm để ý vì bị Vu Văn Lượng nói như vậy, y cười nói. Lão Vu, thị trưởng Đặng quản chúng ta thì không nói, thị trưởng Đặng biết chừng mực, không nhúng tay vào phạm vi công việc của tôi. Việc cần quản thì thị trưởng Đặng quản cũng tốt, tôi không thể không phục. Nhưng Hứa Kiều thì sao? Chỉ thích thành tích, làm ra trận thế lớn như vậy, tăng địa vị, nghiệp vụ cho công ty khai thác đô thị thì tôi cũng vui. Tốt xấu cũng là đơn vị trực thuộc của ủy ban xây dựng mà. Nhưng cái này thì hay, đã ủy ban xây dựng sang bên, tất cả nghe theo ả, trên đời có lý như vậy sao? Vu Văn Lượng xa sầm mặt nói. Anh nói năng cho cẩn thận, chỉ có hai chúng ta thì anh có thể nói như vậy. Nhưng nếu truyền ra thì anh không yên đâu. Phương Hùng Phi không sợ. Được rồi, anh đừng có thổi phồng họ Triệu lên trời. Chẳng qua ý tốt của anh thì tôi biết, người dưới mái hiên phải cúi đầu mà. Chẳng qua tôi vẫn phản đối với phương án quy hoạch đô thị của thị xã, tôi rất nghi ngờ phương án này có thể áp dụng hay không. Họ Triệu dù được bầu thì hắn có thể ở Hoài Khánh mấy năm? 2 năm hả, phương án này chắc mất 5 năm, 10 năm mới áp dụng xong, hừ nói thì ai chẳng nói được. Thực hiện đâu có đơn giản thế. Vu Văn Lượng cảm thấy tâm trạng Phương Hùng Phi không quá đúng. Tên này vốn không phục ai, ỷ vào có quan hệ khá tốt với Bí Thư Trần, có quan hệ mật thiết với Lữ Thu Thần nên đôi khi lãnh đạo thị xã nói không nghe. Ở ủy ban thị xã Phương Hùng Phi chỉ tôn trọng mỗi thị trưởng Đặng, các phó thị trưởng khác y không nể mặt. Thêm cả việc cạnh tranh chức phó thị trưởng thất bại nên trong lòng càng tức, nói chuyện cũng không quá để ý. Tâm trạng này rất nguy hiểm. Bởi vì con người là loài động vật có tình cảm. Dù anh giỏi khống chế nhưng khó tránh khỏi lúc nào đó sẽ lộ ra.
Phương Hùng Phi nói ra như vậy là do hai bên có quan hệ mật thiết, nhưng điều này có nghĩa y sẽ lộ ra trước mặt người có quan hệ mật thiết khác, chẳng lẽ ai cũng sẽ kín mồm được sao? Hơn nữa chức chủ nhiệm ủy ban xây dựng là rất hiển hách, bình thường cũng tiếp xúc với lãnh đạo các cấp khá nhiều. Những người khác ai đều thông minh, anh mà lộ miệng cái, bọn họ sẽ nhận ra ngay. Nếu ai đó nói một chút với Triệu Quốc Đống thì anh có bản lĩnh hơn nữa cũng khó sống. Lão Phương, tôi thấy tâm trạng này của anh không ổn. Phương án quy hoạch đô thị đã được Hội nghị thường vụ thị ủy thông qua, Hội nghị thường trực Đại hội đại biểu nhân dân thị xã cũng đã thông qua, bây giờ còn được Bí thư tỉnh ủy tán thành, đây là việc không thể thay đổi. Anh là chủ nhiệm ủy ban xây dựng, nếu không chú ý tâm trạng của mình thì sẽ khó khăn đó. Tôi biết chừng mực mà. Nói chuyện khác đi, sao Hứa Kiều lại cứng rắn như vậy chứ? Có phải là thị trưởng Triệu tiếp sức cho à không? Phương Hùng Phi vẫn không thèm để ý khiến Vu Văn Lượng không khỏi lắc đầu. Anh cũng biết thị trưởng Hứa nắm rõ quan hệ của hai chúng ta, cho nên rất nhiều lời nói đều để lại một phần. Chẳng qua tôi tin chị ta đã tìm thị trưởng Triệu. Tôi nghe ý của thị trưởng Hứa thì thị trưởng Triệu có lẽ là muốn giao quyền định đoạt thành viên bộ máy công ty khai thác đô thị cho chị ta chọn. Cho nên tôi nói anh phải biết tình thế, không nên quá căng thẳng với thị trưởng Hứa. Sau lưng thị trưởng Hứa còn có thị trưởng Triệu cơ mà. Vu Văn Lượng trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa thái độ của Bí thư Trần đã thay đổi. Trước đó Bí thư Trần không quá đồng ý với phương án này, nhưng sau khi Bí thư Ninh đến thị sát, thái độ của Bí thư Trần thay đổi rất nhiều. Tôi đoán Bí thư Ninh nói gì đó. Anh cũng biết Bí thư Ninh cùng Bí thư Trần đã nói chuyện hơn tiếng ở Thất Tinh Quan chứ? Không phải chứ? Phương Hùng Phi run lên. Chỗ dựa lớn nhất của y là Trần Anh Lộc cùng Lữ Thu Thần. Mấy ngày hôm trước Lữ Thu Thần còn cùng Trần Anh Lộc đi thị sát công tác bảo vệ môi trường của nội thành. Lữ Thu Thần mặc dù không điểm danh phê bình Triệu Quốc Đống, nhưng ai cũng nghe được ý này. Trần Anh Lộc không nói gì. Không phải sao? Tâm tư lãnh đạo anh đoán chính xác thế sao? Vu Văn Lượng hỏi lại một câu. Phương Hùng Phi vô thức gật đầu nói. Lão Vu, anh biết thị trưởng Lữ cùng thị trưởng Triệu có mâu thuẫn. Tuy nói thị trưởng Triệu thắng ở quy hoạch đô thị, nhưng tôi thấy lúc trước Bí thư Trần không hài lòng mấy với phương án này, có lẽ cân nhắc Triệu Quốc Đống là thị trưởng, cuối năm còn tuyển cử nên không muốn vì việc này ảnh hưởng toàn cục nên mới chấp nhận. Nhưng khi áp dụng vào thực tế cũng là việc nhiều năm. Tôi nghĩ ý tưởng của lãnh đạo có nhiều ẩn số. Hơn nữa trong thực tế cũng sẽ gặp nhiều vấn đề, sao có thể hoàn toàn dựa theo phương án được. Vu Văn Lượng vội vàng nói. Chuyện này anh đừng có mà gây rối. Thị trưởng Triệu là người trọng thể diện, nhất là ở việc lớn như thế này. Anh nếu mà gây chuyện thì xong đó. Hừ, yên tâm, chuyện cụ thể không phải do công ty khai thác đô thị làm sao. Phương án có rồi, tôi trêu hắn làm gì. Chẳng qua tôi cảm thấy người làm việc đừng có quá đáng quá. Anh ăn cá ăn thịt cũng phải cho người bên dưới chén canh chứ. Quyển 12, chương 13. Theo trình tự bình thường thì thành viên bộ máy công ty khai thác đô thị sẽ tiến hành điều chỉnh một lần nữa. Phải do đảng ủy ban xây dựng đưa ra ý kiến, sau đó do ban tổ chức cán bộ và ủy ban kỷ luật thị ủy tiến hành khảo sát, xong trình tự rồi mới được bổ nhiệm. Nhưng ý kiến của đảng ủy ban xây dựng không nhất trí với thị trưởng Hứa, cục diện bế tắc này phải thay đổi. Triệu Quốc Đống lúc gọi Vu Văn Lượng tới không nói rõ, chỉ bảo y phối hợp ý kiến của Hứa Kiều, ủy ban xây dựng mà đưa ra một phương án. Triệu Quốc Đống đương nhiên không phải vì mình và Phương Hùng Phi có quan hệ tốt nên mới giao cho mình. Đây có lẽ là thử thách về năng lực, cũng là thử thách thái độ của mình. Mặc dù Vu Văn Lượng không thích Hứa Kiều mấy, nhưng y lại phục Triệu Quốc Đống. Mặc kệ như thế nào thì năm trước khi Triệu Quốc Đống mới tới được giao mấy việc khó, hắn đều giải quyết tốt. Ủy ban thị xã có 5 phó trưởng ban thư ký, nhưng hắn chọn mình. Tuy mình theo Hứa Kiều, nhưng Vu Văn Lượng cảm thấy đó không phải nguyên nhân chính. Tôi nhắc anh, theo cảm giác của tôi thì phương án mà Hứa Kiều đưa ra chỉ sợ đã được thị trưởng Triệu cho phép, hoặc là nói đây là ý của thị trưởng Triệu. Anh cân nhắc một chút, đừng có mà vì việc nhỏ mà mất lớn. Vu Văn Lượng và Phương Hùng Phi ngồi 2 tiếng, gạt tàn cũng đầy. Làn khói dày đặc trong phòng làm Vu Văn Lượng cảm thấy khó chịu. Triệu Quốc Đống không hỏi công việc cụ thể, tính của hắn thì tôi hiểu. Hắn chỉ nắm việc lớn, mấy việc này đều ném cho Hứa Kiều. Phương Hùng Phi xem ra cũng nghiên cứu tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống. Thằng Diệp Nhất Bình xem ra đã được Hứa Kiều thấy thuận mắt. Tôi không rõ sao Hứa Kiều lại nhìn chúng hắn. Hắn trước ở công ty khai thác đô thị chỉ là phó giám đốc trên danh nghĩa, tôi rất khó chịu với hắn.
nếu không phải vì do độ tuổi của bộ máy công ty khai thác đô thị nên cần đến hắn vào cho đủ thì sao tới lượt hắn. Anh nói vậy là hơi quá. Diệp Nhất Bình dù có nhược điểm nhưng năng lực nghiệp vụ của hắn rất được, nhân phẩm cũng tốt. Việc hắn có là giám đốc thích hợp nhất hay không thì tôi không dám nói, nhưng tôi cảm thấy anh tốt nhất chấp nhận hai người giám đốc, bí thư đảng ủy, còn về phần người khác thì tôi nghĩ có thể trao đổi. Vu Văn Lượng nói làm mắt Phương Hùng Phi sáng lên. Lão Vu, sao ông không nói sớm? Tôi còn tưởng thành viên bộ máy đều do Hứa Kiều đề cử hết chứ. Được rồi, anh đừng giả vờ với tôi. Chọn giám đốc và bí thư đảng ủy anh đừng dây dưa mãi, thành viên khác anh có thể tính toán. Ừ, cũng nên trao đổi với thị trưởng Hứa, sau đó mau báo cho tôi cũng tiện về báo cáo với lãnh đạo. Vu Văn Lượng thầm than Phương Hùng Phi này đi quá xa rồi. Với tính cách của Triệu Quốc Đống nhất định sẽ không cho phép lãnh đạo của ngành chức năng quan trọng như Ủy ban xây dựng chống đối ý của mình. Hứa Kiều chẳng qua chỉ là quân tiên phong của Triệu Quốc Đống, đẩy mạnh việc xây dựng thành thị chính là thành tích rất lớn của Triệu Quốc Đống. Phương Hùng Phi nếu tiếp tục dở trò thì chỉ sợ sẽ có chuyện. Bộ máy mới của công ty khai thác đô thị sau mấy lần tranh luận, cuối cùng đến tháng 10 đã thành hình. Thị xã bổ nhiệm Trúc Trung Nguyên nguyên cục trưởng cục quản lý cây xanh làm giám đốc công ty khai thác đô thị Hoài Khánh. Nguyên phó giám đốc công ty khai thác đô thị Dương Phong làm bí thư đảng ủy, bổ nhiệm Nhạc Hạc Minh nguyên phó cục trưởng cục quản lý cây xanh làm phó giám đốc kiêm tổng công trình sư. Ngoài ra hai vị phó giám đốc khác do một vị phó giám đốc kỳ cựu của công ty khai thác đô thị làm, một người khác do trưởng phòng quản lý xây dựng của ủy ban xây dựng điều sang. Đây là sự thỏa hiệp nhưng Triệu Quốc Đống không hài lòng, nhất là bổ nhiệm Dương Phong. Triệu Quốc Đống vốn muốn phó cục trưởng cục giao thông đến làm, nhưng cán bộ hệ thống giao thông mà đưa vào hệ thống xây dựng thành thị đã bị người ủy ban xây dựng kiên quyết phản đối. Hứa Kiều suy nghĩ mãi, sau khi trưng cầu ý kiến vài lần liền quyết định đẩy Dương Phong lên. Dương Phong xuất thân giao thông nhưng lại điều tới ủy ban xây dựng nhiều năm, sau đó đã làm phó giám đốc công ty khai thác đô thị, tính cách khá ôn hòa, là nhân vật mà cả Hứa Kiều và Phương Hùng Phi đều có thể chấp nhận. Có y làm bí thư đảng ủy vừa có thể phối hợp với Trúc Trung Nguyên để triển khai công việc, có thể trấn an sự bất mãn của thành viên cũ của công ty khai thác đô thị và bên ủy ban xây dựng. Lần này hệ thống quản lý cây xanh toàn thắng cũng là đả kích không nhỏ đối với Phương Hùng Phi. Cục quản lý cây xanh mặc dù cũng là chi cục cấp phó huyện trực thuộc ủy ban xây dựng thị xã nhưng khá độc lập. Trúc Trung Nguyên là ủy viên đảng ủy ủy ban xây dựng, nhưng Phương Hùng Phi từ trước đến nay rất khó chịu với Trúc Trung Nguyên. Trúc Trung Nguyên là người cứng rắn, mặc dù Phương Hùng Phi nhiều lần chèn ép mà vẫn không ngã. Hơn nữa dưới sự lãnh đạo của Trúc Trung Nguyên, Ủy ban xây dựng khống chế cục quản lý cây xanh khá yếu. Trúc Trung Nguyên có quan hệ khá tốt với Đặng Nhược Hiền và Hứa Kiều, nhất là quan điểm đưa ra rất được Hứa Kiều tán thành, cho nên Hứa Kiều mới không ngừng đề cử Trúc Trung Nguyên làm giám đốc công ty khai thác đô thị. Hứa Kiều suy nghĩ việc ai làm bí thư đảng ủy công ty khai thác đô thị sẽ tranh chấp mãi khiến cho ảnh hưởng đến việc triển khai công việc nên mới chọn nhân vật mà hai bên đều có thể chấp nhận. Mà Dương Phong cũng rất khôn khéo tỏ thái độ với Hứa Kiều là sẽ ủng hộ Trúc Trung Nguyên triển khai công việc, áp dụng theo phương án mà ủy ban thị xã đưa ra. Nhạc Hạc Minh cũng được điều từ cục quản lý cây xanh sang, điều này làm Trúc Trung Nguyên có cánh tay đắc lực. Trúc Trung Nguyên đi vào văn phòng Triệu Quốc Đống mà có chút lo lắng. Y tự nhận mình không bị hoàn cảnh bên ngoài tác động, nhưng lần này điều chỉnh nhân sự lớn như vậy trong hệ thống ủy ban xây dựng làm y có chút ngạc nhiên. Phương Hùng Phi rất cứng rắn ở trong hệ thống ủy ban xây dựng. Mình mặc dù đứng vững không ngã nhưng chỉ có thể bị dồn ở cục quản lý cây xanh, các ngành khác trong hệ thống ủy ban xây dựng vẫn bị Phương Hùng Phi khống chế. Địa vị công ty khai thác đô thị lớn như thế nào thì ai cũng biết, nhất là sau khi phương án quy hoạch đô thị được đưa ra khiến chức giám đốc là điểm nóng. Y không ngờ mình sẽ ngồi vào vị trí này. Y biết Hứa Kiều rất hài lòng với công việc của cục quản lý cây xanh, nhưng không ngờ Hứa Kiều lại muốn mình làm giám đốc công ty khai thác đô thị. Trước đó Y không nghe được tin tức gì. Đến khi Hứa Kiều và Phương Hùng Phi tranh chấp mãi, Y mới biết Hứa Kiều đề cử mình làm giám đốc công ty khai thác đô thị. Điều này làm Phương Hùng Phi rất tức giận. Trúc Trung Nguyên vốn cho rằng đây chỉ là chuyện như trò đùa. Phương Hùng Phi có quan hệ tốt với bí thư Trần, thị trưởng Lữ và trưởng ban Tiêu. Hứa Kiều mặc dù đẩy mình lên nhưng ý kiến của đảng ủy ban xây dựng lại khác, Hứa Kiều là người ngoài đảng thì sợ khó có thể ảnh hưởng đến đảng ủy ban xây dựng. Nhưng làm y ngạc nhiên đó là đảng ủy ban xây dựng rất dễ dàng thông qua quyết định mình làm giám đốc công ty khai thác đô thị, Dương Phong làm bí thư đảng ủy.
thậm chí ngay cả Nhạc Hạc Minh cũng điều từ cục quản lý cây xanh sang làm trợ thủ nghiệp vụ cho mình. Mà chức cục trưởng cục quản lý cây xanh cũng theo ý của mình đề cử, do một phó khác của mình phụ trách. Trúc Trung Nguyên cảm thấy mình đã coi nhẹ sức ảnh hưởng của Hứa Kiều trước mặt thị trưởng Triệu. Hoặc là coi nhẹ sự tin tưởng của thị trưởng Triệu với Hứa Kiều. Sức hấp dẫn chính là tài chính của công ty khai thác đô thị. Thị xã sẽ giao một bộ phận quyền lực cho công ty khai thác đô thị, cũng ủy thác công ty khai thác đô thị đến áp dụng. Điều này cũng có nghĩa là do thị xã sẽ không cấp tiền cho công ty khai thác đô thị, cả quá trình hoạt động do công ty khai thác đô thị thực hiện. Chúng ta cần là phải dựa theo quy hoạch của Hoài Khánh, thực hiện một năm biến hóa, 3 năm lên cấp cao, 5 năm tạo thành hoàn cảnh xuất sắc. Điểm này anh có tin tưởng và quyết tâm không? Không có thì sớm nói, tôi sẽ không trách anh về cục quản lý cây xanh của mình. Trúc Trung Nguyên ra khỏi văn phòng Triệu Quốc Đống mà trong tai vẫn quanh quẩn lời nói của thị trưởng Triệu. Đây là lần đầu y gặp cách nói chuyện như thế này. Trước đây chỉ là nhắc nhở lấy lệ, mà hôm nay coi như mở rộng tầm mắt, đúng là không giống bình thường. Quyển 12, chương 14. Sau khi Trúc Trung Nguyên và Nhạc Hạc Minh nhận chức, Phương Hùng Phi mới hiểu ra mình bị Hứa Kiều và Vu Văn Lượng chơi đều. Diệp Nhất Bình căn bản không phải người được Hứa Kiều xác định làm giám đốc. Hứa Kiều biết mình tuyệt đối không cho phép Diệp Nhất Bình làm giám đốc, cho nên mới ra vẻ trước mặt mình, giả vờ đề cử Diệp Nhất Bình. Khi mình phản đối mới không cam lòng đưa Trần Anh Lộc lên. Ở tình huống đó mình không thể nào phủ quyết đề nghị của ả. So sánh với Trần Anh Lộc, Diệp Nhất Bình quả thực là thằng danh không biết điều. Nhưng Trần Anh Lộc lại là kẻ có thủ đoạn và dã tâm hơn xa Diệp Nhất Bình. Trần Anh Lộc làm giám đốc công ty khai thác đô thị, như vậy có nghĩa là ủy ban xây dựng sẽ khó chen chân vào công ty khai thác đô thị. Hối hận, Phương Hùng Phi trong lòng đang rất tức giận. Không ngờ ả Hứa Kiều này lại chơi đều mình đến thế. Mà Vu Văn Lượng chính là người làm cầu nối ở đó. Phương Hùng Phi rất căm hận Vu Văn Lượng. Phương Hùng Phi đương nhiên biết tay mình cuối cùng không bằng chân, nhưng mình hoàn toàn có thể lựa chọn một người phù hợp và đứng về phía mình làm bí thư đảng ủy công ty khai thác đô thị. Mà Dương Phong tất nhiên không phải người thích hợp nhất. Người của cục quản lý cây xanh tiến vào công ty khai thác đô thị không nói, chức cục trưởng cục quản lý cây xanh cũng không phải do mình nắm giữ, đó là đả kích lớn nhất đối với Phương Hùng Phi. Cục trưởng cục quản lý cây xanh và giám đốc công ty khai thác đô thị đều là ủy viên đảng ủy ban xây dựng. Điều này có nghĩa quyền lên tiếng của y ở ủy ban xây dựng sẽ giảm đi. Phương Hùng Phi buồn bực không phải điều mà Triệu Quốc Đống và Hứa Kiều quan tâm. Vu Văn Lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ làm Triệu Quốc Đống khá hài lòng. Không phải hắn không có thủ đoạn làm Phương Hùng Phi cúi đầu thần phục, nhưng hắn không hy vọng vì chuyện này gây sóng gió quá lớn. Triệu Quốc Đống biết mình bây giờ không thích hợp làm quá nhiều động tác, nhưng hắn cũng không thể ngồi yên. Trong hội nghị công tác kinh tế quý 3, bí thư, chủ tịch các quận, huyện đều tới tham gia. Hội nghị này đã được bắt đầu theo thông lệ ở tỉnh An Nguyên từ khi Ninh Pháp làm chủ tịch tỉnh. Bây giờ nó đã thành thông lệ, giống như không có hội nghị này sẽ cho thấy thị ủy, ủy ban không coi trọng công tác kinh tế. Hội nghị này yêu cầu bí thư, chủ tịch quan hệ đều phải tham gia. Mà tất cả các thường vụ có mặt ở nhà cùng phó thị trưởng đều tham gia, không được vắng mặt. Hội nghị theo thông lệ do phó thị trưởng thường trực Lữ Thu Thần chủ trì. Lữ Thu Thần đưa ra đánh giá khá cao với tình hình phát triển kinh tế các quận, huyện, cũng chỉ ra một ít vấn đề tồn tại của các quận, huyện, thái độ khá ôn hòa nhưng nó không phù hợp với tính cách của Triệu Quốc Đống. Xu thế phát triển của Hoài Khánh năm nay khá tốt, nhưng còn khoảng cách không nhỏ với yêu cầu mà Ninh Pháp đặt ra với Trần Anh Lộc và Triệu Quốc Đống. Trần Anh Lộc và Triệu Quốc Đống cũng đã ngồi tính toán với nhau mấy lần. Nếu muốn cho năm nay phát triển tăng vọt thì năm nay phải tạo trụ cột tốt cho các điều kiện cơ sở. Đây chính là thỏa hiệp của Trần Anh Lộc và Triệu Quốc Đống về phương án quy hoạch đô thị. Nếu như không có việc xây dựng thành thị trên quy mô lớn làm vật dẫn, không thể tạo ra hoàn cảnh đô thị tốt đẹp, không thể thu hút đầu tư nhiều vào Hoài Khánh, Hoài Khánh muốn có GDP nhảy qua Tân Châu Lam Sơn là không thể. Chính vì như vậy nên Trần Anh Lộc mặc dù cảm thấy phương án quy hoạch của Triệu Quốc Đống là quá khổng lồ và vượt quá thời gian, nhưng y vẫn phải cắn răng ủng hộ Triệu Quốc Đống. Y thật ra hy vọng phán đoán của mình là có thành kiến, mà mong phán đoán của Triệu Quốc Đống là chính xác. Kinh tế quốc gia năm nay đã bắt đầu khôi phục lại, như vậy Hoài Khánh mới có thể có khả năng phát triển nhanh chóng. So sánh với lời nói của Lữ Thu Thần, Triệu Quốc Đống nói càng trực tiếp hơn. Các công ty vừa và nhỏ trong lĩnh vực giày dép, may mặc của Hoài Châu là điểm sáng chói mắt.
Ở tình huống Hoài Châu không thể cạnh tranh các hạng mục lớn với khu khai phát, Hoài Châu đã rất sáng suốt hấp dẫn các công ty tới khu công nghiệp Hoài Châu gây dựng sự nghiệp, hơn nữa cũng đưa ra các ưu đãi về tài chính và chính sách. Khu công nghiệp Hoài Châu cũng nhanh chóng tập hợp một nhóm các công ty tuy quy mô không lớn nhưng có ngành nghề khá tập tùng. Đây là điểm sáng của kinh tế Hoài Châu nửa cuối năm. Gần như mỗi tuần cũng có hai công ty đến đầu tư vào khu công nghiệp Hoài Châu. Triệu Quốc Đống cao độ khen ngợi quận ủy, ủy ban Hoài Châu đã cổ vũ và giúp đỡ các công ty gây dựng sự nghiệp, thậm chí còn nói rõ Hoài Châu khi xây dựng thành thị đã có sự lựa chọn chính xác khi xây dựng khu công nghiệp, đã đưa ra các sự cung ứng cần thiết cho các công ty tiến vào đây. Ví dụ như hệ thống thoát nước, xử lý nước thải đều hoàn thiện, hệ thống điện, thông tin chuẩn bị đầy đủ, qua đó tăng cường sức hấp dẫn của khu công nghiệp Hoài Châu, lộ rõ ưu thế của khu công nghiệp Hoài Châu, khiến cho nơi đây cùng khu khai phát Hoài Khánh có thể hỗ trợ lẫn nhau. Triệu Quốc Đống cũng khen ngợi việc thu hút đầu tư của huyện tỉnh. Bí thư huyện ủy Trần Đức Kiến tự mình đi thu hút đầu tư, một nhà đầu tư Đài Loan đã đến huyện tỉnh khảo sát việc trồng rau sạch với số tiền hơn 5 triệu. Chuẩn bị xây dựng công ty chế biến rau với sản lượng 3.000 tấn, chủ yếu là các sản phẩm như ngô bao tử, dưa chuột bao tử. Xây dựng xong giá trị sản lượng sẽ đạt được trên 25 triệu. Mà nhà máy chế biến thực phẩm lớn nhất Hoài Khánh sau khi cải cách ở huyện tỉnh cũng đã được chuyển biến rất lớn. Một nhà đầu tư Singapore quyết định đầu tư xây dựng trụ sở nuôi lợn lớn nhất tỉnh ở Hoài Khánh, hy vọng có thể lợi dụng nguồn cung cấp lợn ổn định ở Hoài Khánh. Sau nhiều lần khảo sát cuối cùng quyết định bỏ ra 6,8 triệu mua lại nhà máy chế biến thực phẩm, cũng đầu tư thêm 12 triệu mua dây chuyền sản xuất mới, chủ yếu sản xuất thịt lợn, dự tính sẽ nhanh chóng tiêu thụ 150.000 con lợn, giá trị sản lượng đạt trên 60 triệu. Triệu Quốc Đống sau khi khen ngợi Hoài Châu cùng huyện tỉnh liền đổi giọng. Hắn phê bình ba huyện Vũ Xuyên, Lâm Giang, Cổ Lâu, nghiêm khắc phê bình ba huyện không có khởi sắc trong công việc, nhất là kinh tế sản xuất công nghiệp thiếu quyết tâm. Cải cách công ty nhà nước khó khăn, chậm chạp, hiệu quả thu hút đầu tư không có mấy. Yêu cầu ba huyện tích cực thu hút đầu tư, tranh thủ có đột phá. Triệu Quốc Đống chưa bao giờ có thái độ nghiêm khắc như vậy làm cho lãnh đạo huyện bên dưới chấn động. Vốn nghĩ Triệu Quốc Đống gặp đủ tranh luận trong phương án quy hoạch đô thị thì sẽ tạm dừng một chút. Không ngờ thị trưởng Triệu lần đầu tham gia hội nghị tổng kết công tác với tư cách thị trưởng lại nói như vậy, làm cho các quận, huyện nghĩ rằng sẽ có hai tháng cuối năm yên ổn không khỏi thầm kêu khổ. Chẳng qua sau đó lời tổng kết của Trần Anh Lộc càng làm bí thư, chủ tịch quận, huyện bên dưới mở rộng tầm mắt. Mọi lần Trần Anh Lộc đều có giọng điệu ôn hòa, chỉ cổ vũ mà thôi. Nhưng lần này Trần Anh Lộc lại nói với giọng cứng rắn, vừa ủng hộ ý kiến của Triệu Quốc Đống, hơn nữa còn đưa ra quan điểm nếu ai không thay đổi tư tưởng sẽ đổi người. Có không ít người đoán cả bí thư Ninh và thị trưởng Triệu có thái độ cứng rắn như vậy là có quan hệ đến việc bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp đến khảo sát Ninh Pháp. Mặc dù có nhiều lời đồn đại nhưng bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp khá hài lòng với công việc của bí thư thị ủy Trần Anh Lộc, muốn đưa Trần Anh Lộc lên tỉnh, nhưng lại nói kinh tế Hoài Khánh đang hơi yếu, yêu cầu Trần Anh Lộc trong 1-2 năm phải thay đổi cục diện kinh tế Hoài Khánh. Có phải là cảm thấy quan điểm của tôi và bí thư Trần chưa bao giờ nhất trí như vậy không? Triệu Quốc Đống cười cười đưa cho Trần Đức Kiến điếu thuốc. Chủ tịch Tử Sam không có ý gì sao? Thị trưởng Triệu, tôi cũng quen rồi. Trước bí thư La nghiện thuốc, bây giờ bí thư Trần cũng không kém. Võ Tử Sam sau cơn phong ba kia nên giờ cũng trở nên tích cực hơn. Trần Đức Kiến cũng cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản. Thị trưởng Triệu, bí thư Trần ít khi có thái độ như vậy trong hội nghị công tác kinh tế. Tôi tham gia không ít lần. Đây là lần đầu thấy bí thư Trần nói với giọng phê bình. Trần Đức Kiến nói, có phải dẫn tới nhiều suy đoán không? Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Trần Đức Kiến cười cười không nói nhưng lại nhìn sang Võ Tử Sam. Võ Tử Sam biết ý Trần Đức Kiến, cô là chủ tịch huyện, lại là phụ nữ nên không quá nhiều cố kỵ trước mặt Triệu Quốc Đống. Thị trưởng Triệu, mấy lãnh đạo gặp nhau ở Thất Tinh Quan đã tạo thành nhiều lời đồn ở Hoài Khánh chúng ta. Mọi người đều tò mò không biết bí thư Ninh rốt cuộc nói gì với hai vị. Quyển 12, chương 15. Bí thư Ninh nói gì với tôi thì tôi hiểu, bí thư Trần cũng hiểu. Bí thư Ninh và bí thư Trần nói gì thì tôi không rõ. Tôi lúc ấy cùng trưởng ban thư ký Hồ bàn xem làm như thế nào kết hợp xây dựng thành thị với bảo vệ di tích lịch sử, cũng tạo thành thương hiệu cho Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống cười nói. Trưởng ban thư ký Hồ rất hứng thú với tài nguyên di tích lịch sử và nhân văn của Hoài Khánh chúng ta, hy vọng chúng ta có thể chú ý ở điểm này. Huyện tỉnh cũng có mấy di tích lịch sử quân sự,
vì thế nên chú ý đến phương diện này. Trần Đức Kiến và Võ Tử Sam đều cười cười vì câu nói này của Triệu Quốc Đống. Thị trưởng Triệu, huyện Tĩnh có lịch sử quân sự là đúng, chẳng qua việc khai thác, bảo vệ di tích lịch sử cần có đủ tài chính chống đỡ. Chúng tôi cũng hy vọng lợi dụng tài nguyên di tích lịch sử để phát triển ngành du lịch, nhưng như vậy cũng phải có đầu tư. Nếu như huyện ủy, ủy ban bỏ tiền ra thì chỉ có thể sửa chữa đôi chút, khai thác là điều không thể. Trần Đức Kiến nói thẳng làm Triệu Quốc Đống không nhịn được cười cười một tiếng. Bí thư Trần, vậy anh cảm thấy huyện Tĩnh cần làm như thế nào để giải quyết vấn đề này? Trần Đức Kiến trầm ngâm một chút rồi nghiêm túc nói. Thị trưởng Triệu, đây chính là nguyên nhân mà hôm nay chúng tôi tới tìm ngài. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Lão Trần, tôi biết anh đến huyện Tĩnh nhất định có suy nghĩ gì đó. Chẳng qua tôi cũng vui, có ý tưởng tức là nói đã dụng tâm. Nói đi. Thị trưởng Triệu, huyện ủy, ủy ban chúng tôi có một ý tưởng muốn huyện Tĩnh tiến vào vành đai kinh tế của thị xã, làm cho kinh tế huyện Tĩnh kết hợp hài hòa với nội thành Hoài Khánh, mà muốn làm như vậy thì đường quốc lộ cấp 3 tới huyện Tĩnh không thể đủ. Cho nên huyện ủy, ủy ban huyện Tĩnh chúng tôi muốn xin thị ủy, ủy ban cân nhắc đưa huyện Tĩnh vào nhóm đầu tiên khi làm đường. Trần Đức Kiến nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống mà nói. Vành đai kinh tế là câu mà Triệu Quốc Đống mới nói ra, cũng là ý tưởng sơ bộ hiện nay, thậm chí còn chưa chính thức đưa ra thảo luận trong hội nghị thường trực ủy ban và hội nghị thường ủy. Hắn chỉ nói với Hứa Kiều, Vũ Văn Lượng về ý này. Không ngờ Trần Đức Kiến lại nắm bắt nhanh như vậy. Theo Triệu Quốc Đống nghĩ Hoài Khánh nên chia làm 3 bước để nhét tất cả 6 huyện vào vành đai kinh tế lớn. Bước đầu tên là muốn đả thông chướng ngại giao thông tới Quy Ninh cùng Lâm Giang. Quốc lộ có quốc lộ kính quốc làm chính, trên thực tế đã không vấn đề gì. Về phần Lâm Giang cách nội thành Hoài Khánh không xa, nhưng bây giờ chỉ là quốc lộ cấp 3. Triệu Quốc Đống hy vọng trong vòng 2 năm sẽ làm đường dành riêng cho xe ô tô đến đây, thực hiện nối thẳng huyện Lâm Giang đến nội thành Hoài Khánh, xúc tiến kinh tế Lâm Giang phát triển. Về huyện Tĩnh, Triệu Quốc Đống cũng suy nghĩ nhét vào vành đai kinh tế. Nhưng do kinh tế huyện Tĩnh không bằng Lâm Giang, cách nội thành Hoài Khánh xa hơn nữa có 25 km là đường đồi núi. Dù là giá trị làm đường hay lợi ích kinh tế đều chênh lệch lớn với Lâm Giang, cho nên Triệu Quốc Đống cân nhắc sang năm sau mới đến lượt huyện Tĩnh. Triệu Quốc Đống không lên tiếng. Không phải hắn không phải muốn đưa huyện Tĩnh vào giai đoạn 1, nhưng nó không phù hợp với lợi ích kinh tế và vấn đề làm từ dễ đến khó. GDP Lâm Giang năm nay dựa vào mấy ngành sản nghiệp trụ cột về cơ giới chế tạo nên cũng có chút danh tiếng, dự tính năm nay có tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 10%. Mà GDP của huyện Tĩnh kém hơn Lâm Giang, cũng còn kém hơn cả Cổ Lâu không ít. Nếu như đưa huyện Tĩnh vào giai đoạn 1 của vành đai kinh tế thì đầu tư cải tạo quốc lộ Hoài Tĩnh lên cấp 2 là con số không hề nhỏ. Lão Trần, tôi cũng không giấu anh, vành đai kinh tế bây giờ mới là suy nghĩ sơ bộ của tôi, thị xã còn chưa thảo luận gì. Nhưng anh có lẽ cũng biết giai đoạn 1 tôi dự tính là Quy Ninh cùng Lâm Giang, sau đó mới tới các huyện còn lại. Đương nhiên đây chỉ là ý kiến riêng của tôi. Dù sao ai cũng biết muốn giàu phải làm đường trước, nhưng làm đường cần nhiều tài chính, dù là tỉnh, thị xã hay huyện thì do một nhà nào gánh vác hết tài chính cũng không thực tế. Tôi dự định tập sức nhiều nhà lại, nhưng dù như vậy tài chính của huyện cũng gặp áp lực không nhỏ. Các anh nghĩ huyện Tĩnh có đủ năng lực tài chính không? Triệu Quốc Đống nói làm Trần Đức Kiến, Võ Tử Sam phải suy nghĩ. Tài chính của huyện Tĩnh khá yếu, có thể nói là lấy bên này bù bên kia cũng không quá đáng, nếu không đến mức gặp chuyện lần trước. Nếu đúng như Triệu Quốc Đống nói, tài chính huyện Tĩnh sẽ phải gánh vác một bộ phận, như vậy muốn sửa đường trong giai đoạn gần là không thực tế. Thị trưởng Triệu, tôi nghe nói lúc ngài ở huyện Hoa Lâm Ninh Lăng cũng từng làm rất lớn ở mảng giao thông, chẳng lẽ nói huyện Tĩnh chúng tôi không bằng Hoa Lâm? Võ Tử Sam nhìn Trần Đức Kiến rồi nói. Triệu Quốc Đống ngẩn ra, hắn không ngờ Võ Tử Sam lại đi nước cờ này. Chị nói là muốn biến quốc lộ Hoài Tĩnh thành quốc lộ thu phí. Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Có gì không ổn sao? Võ Tử Sam cười hì hì nói. Quốc lộ Hoài Tĩnh bây giờ mặc dù là cấp 3 nhưng vẫn không thu phí, dù đổi thành cấp 3, thu phí cũng ảnh hưởng tới lợi ích nhiều người, tạo thành không ít mâu thuẫn. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Quan trọng nhất chính là sắp tới thị xã sẽ xây dựng rất nhiều, nếu muốn nhét của quốc lộ Hoài Tĩnh vào đó, mặc dù là muốn chuyển thành quốc lộ thu phí thì giai đoạn đầu cũng DDTU rất nhiều, sợ rằng rất khó khăn. Thị trưởng Triệu, chúng ta không thể vì khó khăn mà không làm mà. Ngài không phải hay nói tới câu nói của Chủ tịch Mao sao,
Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần có muốn làm hay không mà thôi. Chúng ta không thử làm thì sao biết không được? Trần Đức Kiến nói. Triệu Quốc Đống nhìn thẳng vào Trần Đức Kiến rồi gật đầu nói. Được, lão Trần, cũng học được cách dùng lời của tôi để bịt miệng của tôi. Anh định như thế nào? Vẫn là hai con đường, một là tranh thủ tài chính, chính sách hỗ trợ của tỉnh, thị xã, phần khác là nếu có thể tìm được nhà đầu tư thì tốt nhất. Thành lập công ty, làm trước, đạt được quyền hạn thu phí trong số năm nhất định, nếu có thể tranh thủ tài chính của tỉnh thì quá tốt. Thị xã, huyện dựa vào tỷ lệ góp vốn mà đạt được cổ phần, hoặc là cũng có thể vay vốn ngân hàng để thêm tài chính. Anh đúng là sớm có mưu kế, giống như tất cả đều tính toán trước rồi. Triệu Quốc Đống cười nói, mặc kệ tính như thế nào nhưng ít nhất cũng chứng minh đối phương muốn làm việc, chỉ bằng điểm này đã đáng khen. Thị trưởng Triệu, không tính không được, tài chính huyện tính quá yếu kém nhưng lại không thể chờ nổi nữa, bánh trên trời rơi xuống cũng không rơi vào đầu chúng tôi, không thể không xuống tay trước mà. Trần Đức Kiến cười nói, bên sở tài chính thì tôi cũng có chút quan hệ, nhưng sợ rằng phải được sở giao thông lập hạng mục mới được. Tôi biết thị trưởng Triệu từ sở giao thông đi ra, chúng tôi có quan hệ như vậy sao lại không lợi dụng. Ha ha, phó bí thư Phó Thiên mới là ông lớn từ sở giao thông đi ra, tìm anh ta có tác dụng hơn tôi mà. Tôi sẽ tìm hết, không ai chạy thoát mà. Thị trưởng Triệu, quốc lộ Hoài Tĩnh là con đường sống còn cho sự phát triển kinh tế huyện Tĩnh chúng tôi. Vị trí địa lý của huyện Tĩnh không thể so sánh với Quy Ninh Hoài Châu, thậm chí không thể bằng Thanh Bình nên không thể không ngừng nhờ thị xã. Nếu huyện Tĩnh có thể tiến vào vành đai kinh tế của Hoài Khánh, như vậy có lợi cho sự phát triển kinh tế của huyện Tĩnh chúng tôi. Đến khi Trần Đức Kiến và Võ Tử Sam rời đi, Triệu Quốc Đống mới cân nhắc ý đồ bọn họ tới. Tất nhiên Trần Đức Kiến cũng muốn làm một phen, quốc lộ Hoài Tĩnh nâng lên làm cấp 2 không chỉ là vấn đề kinh tế, còn là vấn đề chính trị. Những lời phát biểu của Trần Anh Lộc trong hội nghị công tác kinh tế đã cho thấy vững vàng phát triển không phải điều y muốn thấy. Chính xác mà nói Trần Anh Lộc vì lợi ích chính trị nên đã buộc chặt với Triệu Quốc Đống vào một chiếc xe, từ bây giờ những biểu hiện của Hoài Khánh sẽ quyết định tiền đồ chính trị của Trần Anh Lộc. Vĩnh Lương cùng Ninh Lăng phát triển cực nhanh, Miên Châu cùng Kiến Dương vẫn củng cố được địa vị, Hoài Khánh làm như thế nào để khiến lãnh đạo tỉnh thay đổi cái nhìn, chỉ dựa vào ổn định xã hội, chính trị là không đủ, còn phải đạt điểm sáng ở các phương diện khác. Đẩy mạnh xây dựng thành thị Hoài Khánh là một cơ hội. Quyển 12, chương 16. Triệu Quốc Đống quan sát biến hóa ở Hoài Khánh sau khi Ninh Pháp tới thị sát công việc, hắn đã nhận ra Trần Anh Lộc thay đổi. Trần Anh Lộc đã quyết đoán ủng hộ phương án quy hoạch đô thị mới. Bây giờ Trần Đức Kiên nhìn trúng điểm này nên chuẩn bị muốn làm lớn, quốc lộ Hoài Tĩnh chính là một trong số đó. Từ trước đến giờ công trình thành tích cấp trên thích, cấp dưới không thích, đó là điều mọi người vẫn biết. Triệu Quốc Đống biết mình nếu muốn thay đổi suy nghĩ này gần như là không thể. Vấn đề nằm ở chỗ anh nhìn nhận công trình thành tích như thế nào. Nếu chỉ làm công trình mặt mũi cho lãnh đạo xem, không cần biết giá trị thực tế của nó thì đó chính là không có trách nhiệm. Mà lợi dụng việc lãnh đạo cấp trên chú trọng xây dựng thành thị, các hạng mục sản xuất công nghiệp cùng với các công trình dân sinh để làm vật dẫn thực hiện ý đồ của anh, đó chính là sự lựa chọn tốt nhất, cũng khiến cho người thực hiện cẩn thận cân nhắc. Trần Đức Kiên cũng cảm nhận được sự thay đổi của Trúc Trung Nguyên. Điều kiện ở huyện Tĩnh có hạn, chỉ trong nhiệm kỳ ngắn ngủi của y nếu muốn phát triển vượt bậc là không dễ dàng, như vậy cần phải mượn lực lượng ở bên ngoài mới là biện pháp tốt nhất. Triệu Quốc Đống cũng có thể hiểu được sự suy tính của Trần Đức Kiên. Chẳng qua hệ thống chính trị như kim tự tháp, anh càng đi lên trên càng được lãnh đạo ưu tiên. Như vậy ngoài cơ hội thì cần có trụ cột chắc chắn, mà trụ cột này thể hiện trong công việc, ngay cả cơ hội cũng chỉ xuất hiện trong công việc mà thôi. Ít nhất Trần Đức Kiên cũng là người muốn làm việc phục vụ nhân dân huyện Tĩnh, cho dù kết hợp với tham vọng bản thân cũng là chuyện tốt. Triệu Quốc Đống mặt mày sa sầm lại, chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm Trúc Trung Nguyên. Vẻ mặt Trúc Trung Nguyên cũng đang rất nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì thế này lão Trúc? Đây là khả năng làm việc của công ty khai thác đô thị sao? Anh làm giám đốc kiểu gì vậy? Trúc Trung Nguyên hơi đỏ mặt lên. Triệu Quốc Đống luôn nói thẳng mặt và trực tiếp, nhưng chuyện này cũng không thể trách tại sao hắn lại tức giận đến thế. Lễ khởi công sắp tới mà công tác chuẩn bị vẫn kéo dài, chậm chạp khiến cho hiện trường vẫn đầy bùn đất, máy móc, xe cộ khó tiến vào. Đáng lẽ ra công tác chuẩn bị không thể chậm như vậy mới đúng. Trúc Trung Nguyên nhìn qua một chút là biết tình hình có chút không ổn. Số lượng máy xúc, máy ủi ở đây đã ít đi vài chiếc so với hai lần trước y tới đây kiểm tra.
mặt Hứa Kiều cũng không dễ chịu gì. Trúc Trung Nguyên là người do cô tiến cử, bây giờ lại khiến Triệu Quốc Đống có ấn tượng đầu tiên rất không tốt. Lão Trúc, gọi điện hỏi Lý Đạt Long xem y đang ở đâu. Máy móc đâu, công nhân đâu? Hứa Kiều nói vậy nhưng Trúc Trung Nguyên không làm theo mà đi tới hỏi quản lý công trường đâu, sau đó tìm tên này hỏi vài câu rồi về. Xin lỗi thị trưởng Triệu. Trúc Trung Nguyên cũng đang rất buồn bực. Lý Đạt Long là người được điều từ phòng xây dựng chuyển tới làm phó giám đốc, y đã biết không thể giao việc lớn cho y. Vì thế Trúc Trung Nguyên chỉ giao cho đối phương phụ trách công tác chuẩn bị này, mà thực tế do thời gian cũng nhiều nên chắc không xảy ra chuyện. Hai lần trước Trúc Trung Nguyên tới đây kiểm tra cũng thấy khá ổn, không ngờ chỉ một tuần sau mà lại thành như thế này. Xảy ra chuyện gì thế này? Triệu Quốc Đống không nói gì nhiều nhưng lời nói như cơn gió lạnh thấu xương đập vào mặt Trúc Trung Nguyên. Đây là sự ngạc nhiên mà anh mang tới cho tôi và thị trưởng Hứa sao? Trúc Trung Nguyên cúi đầu không biết nói gì. Lão Trúc, tôi biết lần này sai không phải do anh. Tôi tin anh biết nặng nhẹ, biết chừng mực. Tôi chỉ hỏi anh đây là xảy ra chuyện gì? Lý Đạt Long đâu? Bên này có phải do y phụ trách không? Đúng là lão Lý phụ trách. Công trường bên kia cần gấp nên tạm thời điều máy móc và công nhân sang đó. Trúc Trung Nguyên biết không dễ lừa Triệu Quốc Đống, nhưng hắn hỏi như vậy thì y không thể không trả lời. Công trình bên kia quan trọng hơn đây sao? Triệu Quốc Đống nhướng mày, lớn tiếng nói. Trúc Trung Nguyên mấp máy môi nhưng không nói được gì. Hứa Kiều lập tức đoán được ra nên trầm giọng nói. Có phải là công trình xây dựng tập thể của Ủy ban xây dựng? Trúc Trung Nguyên giám đốc không nói. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Giỏi, Trúc Trung Nguyên, anh lên cao được hai hôm đã học cách vòng vo lừa người rồi. Tập thể của Ủy ban xây dựng mà quan trọng hơn công trình trọng điểm của thị xã sao? Một xe Santana màu đen phanh gấp bên đường, một người đàn ông vội vàng chạy tới. Thị trưởng Triệu, thị trưởng Hứa, tôi tới muộn. Triệu Quốc Đống lạnh lùng nhìn tên kia và không thèm để ý tới y. Đây là Lý Đạt Long, phó giám đốc công ty khai thác đô thị. Trúc Trung Nguyên, tôi nói thật là mình rất không hài lòng với biểu hiện của anh. Quốc lộ hoàn thành là công việc hàng đầu trong quy hoạch đô thị của toàn thị xã vậy mà anh dám để như thế này sao? Tôi đúng là không thể tưởng tượng nổi giám đốc công ty khai thác đô thị lại làm ra chuyện như thế này. Tôi muốn nghe anh giải thích rõ ràng. Triệu Quốc Đống nói xong liền nhìn mấy người này rồi xoay mặt đi. Công trường chỉ còn lại mấy người mặt mày khó coi. Hứa Kiều cũng đang rất tức giận. Cô nhìn chằm chằm Trúc Trung Nguyên và Lý Đạt Long, cô rất muốn gào lên nhưng thấy Trúc Trung Nguyên mím chặt môi, mặt co quắp nên không thể nói gì nữa. Cô thầm phục sự nhẫn nhịn của Trúc Trung Nguyên. Lão Trúc, lão Lý, chuyện hôm nay tôi không muốn nói nhiều. Chuyện như thế nào thì các anh tự cân nhắc. Công ty khai thác đô thị được thành lập với mục đích chính phụ trách các công trình trọng điểm của thị xã. Bây giờ công ty khai thác đô thị cũng không giống công ty khai thác đô thị trước đây, thị ủy, ủy ban đặt nhiều kỳ vọng vào các anh. Nếu các anh vẫn còn có tác phong cũ thì công ty khai thác đô thị không có bao nhiêu tác dụng, có lẽ cũng cần thay đổi một lần nữa về nhân sự. Hứa Kiều nói xong liền xoay người lên xe, Lý Đạt Long thấy thế cũng có chút lo lắng. Giám đốc Trúc, chuyện gì thế nào, sao thị trưởng Triệu và thị trưởng Hứa lại tức giận đến thế? Anh còn hỏi tôi phải hỏi anh mới đúng, tôi đã nói với anh như thế nào, muốn anh làm xong việc ở đây trước tháng 11, anh làm như thế nào? Trúc Trung Nguyên lúc này cảm thấy ngực mình như bị tảng đá lớn đè vào làm y rất khó thở. Lý Đạt Long liếm liếm môi rồi có chút buồn bực nói. Nói thì dễ nhưng ngài cũng biết địa hình nơi này khó đi, thời gian trước mưa cũng nhiều nên đường lầy lội, máy móc thi công không thể vào được, vào là bị lún xuống, vì thế mới làm cho tiến độ chậm lại. Đây là chuyện khách quan mà. Vậy thời gian này thì sao? Tạnh mưa bao lâu rồi mà vẫn còn chậm như thế này? Là ai cho anh điều máy móc sang công trình xây dựng khu tập thể? Anh to gan đó, Lý Đạt Long, tôi thấy anh không muốn làm phó giám đốc công ty khai thác đô thị rồi. Anh có phải muốn thị trưởng Triệu lấy anh ra để giết gà dọa khỉ không? Trúc Trung Nguyên càng lúc càng tức giận. Giám đốc, tôi cũng không có biện pháp mà. Chủ nhiệm Phương tự mình gọi điện tới nói mượn máy móc và người của chúng ta sang đó vài ngày. Ngài cũng biết đầy người của Ủy ban xây dựng chúng ta đang trông chờ bên kia làm xong đường và trồng cây nhanh xong. Nhà đa xây dựng xong nhưng hoàn cảnh bên ngoài vẫn còn chưa ổn nên mọi người có chút sốt ruột. Dù sao cũng còn có vài ngày nữa mới động thổ ở công trình của thị xã mà. Nếu không được thì chúng tôi làm tối, dù sao cũng chỉ là lễ khởi công cho có, lãnh đạo đến đào đào mấy xẻng đất rồi vỗ mông đi mà.
Lý Đạt Long nói càng làm Trúc Trung Nguyên thêm tức giận. Lý Đạt Long, tôi thật không biết anh làm phó giám đốc như thế nào. Đây chẳng lẽ chỉ là một lễ khởi công thôi sao? Tôi thấy anh làm phó giám đốc mà không ra gì cả. Được, không nói nữa, anh giao công việc của mình sang cho Diệp Nhất Bình, tạm thời nghỉ ngơi, viết bản kiểm điểm cho tôi. Tôi sẽ thông báo cho Lý Đạt Long thay thế anh. Lý Đạt Long không khỏi tái mặt, y tức giận nói. Trúc Trung Nguyên, dù sao cũng là do tôi dựa theo ý kiến của chủ nhiệm Phương mà làm cơ mà. Trúc Trung Nguyên mặt không chút thay đổi nói. Lão Lý, công ty khai thác đô thị là đơn vị sự nghiệp độc lập. Chúng ta mặc dù là đơn vị trực thuộc của Ủy ban xây dựng, nhưng Ủy ban xây dựng không thể can thiệp vào phạm vi công việc của chúng ta. Trong cuộc họp lần đầu tôi đã nhấn mạnh điểm này, xem ra anh đã vứt ra sau đầu. Không nói nhiều nữa, cứ quyết định như vậy đi. Trúc Trung Nguyên, anh dựa vào gì mà miễn chức của tôi, anh không có quyền này. Lý Đạt Long đầy tức giận nói. Tôi nói với anh, đừng có khinh người quá đáng. Tôi miễn chức anh bao giờ? Tôi chỉ bảo anh chuyển công việc của mình cho Diệp Nhất Bình, hừ, tiền thưởng cũng không thiếu anh một đồng. Lão Lý, chấp nhận đi. Trúc Trung Nguyên cười lạnh nói. Quyển 12, chương 17. Phương Hùng Phi gọi điện tới với giọng đầy tức giận. Chủ nhiệm Phương, tôi đây là vì tốt cho Lý Đạt Long. Nếu thị trưởng Triệu biết rõ chân tướng chỉ sợ Lý Đạt Long không chỉ là tạm thời đình chỉ công việc mà là cách chức. Trúc Trung Nguyên trầm giọng nói. Hơn nữa ở tình huống này tôi cảm thấy tạm thời đình chỉ công việc cũng là cách bảo vệ tốt nhất cho y. Điểm này đảng ủy công ty khai thác đô thị đã nghiên cứu. Tôi và Bí thư Dương Phong đều nhất trí cho rằng để Lý Đạt Long tạm thời có thời gian suy nghĩ lại là thích hợp hơn cả. Trúc Trung Nguyên, anh giỏi. Anh bây giờ có phải cảm thấy ở công ty khai thác đô thị nên cứng rắn, có thể không thèm để ý tới lãnh đạo ủy ban xây dựng không? Tôi nói với anh, công ty khai thác đô thị mặc dù là đơn vị có tư cách pháp nhân riêng nhưng vẫn là đơn vị trực thuộc của ủy ban xây dựng. Trúc Trung Nguyên anh còn là ủy viên đảng ủy ban xây dựng, vẫn phải chịu sự lãnh đạo của đảng ủy ban xây dựng. Chủ nhiệm Phương, tôi chưa bao giờ nói công ty khai thác đô thị sẽ không nghe theo sự lãnh đạo của đảng ủy ban xây dựng. Nhưng chuyện hôm nay cũng cần phải nhắc nhở một chút, Lý Đạt Long tự tiện làm chủ, đó là điều công ty khai thác đô thị tuyệt đối không cho phép. Mặc dù là anh ra lệnh, công ty khai thác đô thị cũng cần phải xem theo công việc của mình, hoàn thành công việc trọng điểm của thị xã, bất cứ hạng mục nào cũng phải xếp sau. Hơn nữa đây là bước đi đầu tiên của công ty khai thác đô thị, nếu ngay cả bước này cũng không tốt thì sao có thể được thị ủy, ủy ban và dân chúng toàn thị xã tin tưởng. Điểm này anh phải rõ hơn tôi mới đúng. Phải dùng thuốc nặng mới hết bệnh Trầm Kha. Phương Hùng Phi ở đầu bên kia đang rất tức giận. Bệnh Trầm Kha, chẳng lẽ nói công ty khai thác đô thị trước đây là ung nhọt. Phương Hùng Phi bây giờ đang rất hối hận vì để Trúc Trung Nguyên làm chức giám đốc công ty khai thác đô thị. Người này đúng là hòn đá vừa thối lại vừa cứng. Thằng danh Diệp Nhất Bình so sánh với Trúc Trung Nguyên đúng là sách dép. Nhìn Lý Đạt Long rụt rè đứng bên, Phương Hùng Phi càng tức giận. Người này quá ngu ngốc, nói mình ra không tính. Còn sợ sệt Trúc Trung Nguyên đến mức này. Phó giám đốc sợ giám đốc làm gì chứ, chẳng lẽ hắn có thể miễn chức Lý Đạt Long? Sau khi Lý Đạt Long rời đi, Phương Hùng Phi mới dần tỉnh táo lại. Y biết chuyện này mình xử lý không tốt, không ngờ chuyện này còn bị Triệu Quốc Đống gặp phải. Mà Trúc Trung Nguyên cũng nhân cơ hội này xử lý Lý Đạt Long. Chuyện thối này còn đổ vào đầu mình, mặc dù mình được đám người ở hệ thống ủy ban xây dựng ủng hộ. Nhưng lại có ấn tượng không tốt ở trong mắt lãnh đạo thị xã, đó là không biết công việc nào nặng nhẹ. Trúc Trung Nguyên là kẻ đã túm được ai sẽ đẩy kẻ đó vào chỗ chết. Chẳng qua bây giờ quyền xử lý Lý Đạt Long còn chưa đến lượt hắn. Chuyện này cùng lắm đẩy Lý Đạt Long vào xó mà thôi. Chẳng qua bây giờ nếu công ty khai thác đô thị không có Lý Đạt Long cũng là khó cho Phương Hùng Phi. Nhạc Hạc Minh là thân tín của Trúc Trung Nguyên. Diệp Nhất Bình mặc dù là người cũ của công ty khai thác đô thị nhưng trời sinh không có trí tuệ chính trị, lại là kẻ nóng này. Chỉ cần người khác khen hắn hai câu, hắn thấy hợp ý liền vùi đầu vào làm việc ngay. Dương Phong. Dương Phong mặc dù cũng quản lý một phần nghiệp vụ của công ty khai thác đô thị, nhưng hắn dù sao cũng là bí thư đảng ủy, muốn quan tâm vào bất cứ nghiệp vụ nào cũng là bình thường. Chẳng qua tên này cũng không phải bí thư đảng ủy theo đúng điều mình mong muốn, tính cách hắn quá nhu nhược. Từ chuyện hôm nay có thể thấy Trúc Trung Nguyên đã nắm được đảng ủy công ty khai thác đô thị, Dương Phong không ngờ ủng hộ Trúc Trung Nguyên đồng ý tạm thời đình chỉ công tác của Lý Đạt Long. Không được, không thể tiếp tục như thế.
Nếu không công ty khai thác đô thị sẽ thành cục quản lý cây xanh thứ hai, lại là vương quốc riêng mà ủy ban xây dựng không thể xen vào. Phải làm công tác tư tưởng với Dương Phong và Diệp Nhất Bình mới được. Thấy Hứa Kiều muốn nói lại thôi, Triệu Quốc Đống cười cười như đã quên chuyện ở công trường. Không cần nói, tôi biết sự khó xử của Trúc Trung Nguyên. Muốn nói trách nhiệm cũng không phải do mình Trúc Trung Nguyên phụ trách, nhưng y không có trách nhiệm là không phải. Y là giám đốc, chuyện lớn như vậy mà y quản lý đến thế sao? Biết rõ Lý Đạt Long không thể phân công công việc vậy mà tại sao không tăng cường giám sát? Y là giám đốc bận, vậy còn Dương Phong thì sao? Hứa Kiều thấy Triệu Quốc Đống nói như vậy không khỏi yên tâm đôi chút. Đúng thế, Lão Trúc vừa nhận chức, công ty khai thác đô thị cũng không giống cục quản lý cây xanh, phức tạp hơn nhiều. Anh ta rất bận chỉnh đốn nghiệp vụ, mà anh ta cũng đang cùng Nhạc Hạc Minh quy hoạch một vài hạng mục. Hứa Kiều cẩn thận nói. Quy hoạch một vài hạng mục ư? Triệu Quốc Đống có chút tò mò. Ý của Lão Trúc gió là công ty khai thác đô thị không chỉ đơn thuần là một công ty khai thác đô thị của chính quyền, y cảm thấy hiện nay thị trường bất động sản đang khôi phục. Công ty khai thác đô thị nếu có chỗ dựa là chính quyền, hơn nữa quy hoạch đô thị lần này lại có quy mô lớn đến thế thì dù từ góc độ xây dựng thành thị hay kinh doanh bất động sản, công ty khai thác đô thị cũng cần làm ở mấy vấn đề này. Cho nên y dự định thành lập một công ty kinh doanh bất động sản trực thuộc công ty khai thác đô thị. Hứa Kiều khá coi trọng biểu hiện của Trúc Trung Nguyên nên nói giúp đối phương một chút. Ồ, công ty kinh doanh bất động sản. Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Trúc Trung Nguyên này không ngờ nhìn ra xu thế phát triển kinh tế sau này. 10 năm sau thị trường bất động sản phát triển cực nhanh, Hoài Khánh có hoàn cảnh tự nhiên trời ban, lịch sử nhân căn lâu đời thì sau này nhất định sẽ được vô số người tới mua. Đúng, nhưng đây chỉ là suy nghĩ sơ bộ của Lão Trúc. Dù sao công ty khai thác đô thị mới thành lập lạ bộ máy, vẫn tập trung chính vào quy hoạch xây dựng thành thị của thị xã. Bây giờ nếu muốn dành một phần tâm sức và nhân lực kinh doanh bất động sản có lẽ không hợp lý. Cho nên Lão Trúc có chút lo lắng cái nhìn của thị xã mà không dám tiết lộ. Tôi cũng chỉ nghe qua một chút mà thôi. Hứa Kiều thấy Triệu Quốc Đống có chút hứng thú với việc này, hơn nữa cũng không có thái độ phản cảm như cô lo lắng nên nói chuyện cũng thoáng hơn. Triệu Quốc Đống cũng biết Hứa Kiều là phó thị trưởng phụ trách, lại là người tiến cử Trúc Trung Nguyên nên muốn bảo vệ Trúc Trung Nguyên là bình thường. Tôi đúng là không ngờ Trúc Trung Nguyên lại giỏi làm kinh tế đến thế. Tôi đúng là tò mò không biết công ty khai thác đô thị trong tay anh ta sẽ phát triển như thế nào. Triệu Quốc Đống cười nói. Chị nói với Trúc Trung Nguyên, cá nhân tôi rất hứng thú với ý tưởng kinh doanh mảng bất động sản của anh ta, cũng ủng hộ anh ta. Tôi cảm thấy nó không có mâu thuẫn gì với nhiệm vụ đã đặt ra của công ty khai thác đô thị, thậm chí có thể nói nó hỗ trợ lẫn nhau. Tôi muốn nghe xem ý tưởng của anh ta là như thế nào. Hứa Kiều rất vui mừng. Cô lo nhất chính là Triệu Quốc Đống cho rằng Trúc Trung Nguyên không tập trung vào công việc hiện có. Triệu Quốc Đống tỏ thái độ như vậy cũng có nghĩa chính quyền thị xã ủng hộ ý đồ này của công ty khai thác đô thị. Thị trưởng Triệu, ý của ngài là ủng hộ công ty khai thác đô thị thử nghiệm. Cải cách chính là thử và hoàn thiện từng bước. Hơn nữa theo tôi biết một ít địa phương bản thân công ty khai thác đô thị cũng có nghiệp vụ kinh doanh bất động sản, đây không phải chuyện gì kỳ lạ cả. Trúc Trung Nguyên nghĩ được như vậy là rất tốt. Nói rõ anh ta nghĩ về công việc. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Chẳng qua tôi hy vọng anh ta phải đứng ở độ cao nhất định mà quản lý công ty khai thác đô thị, đồng thời cũng phải chuẩn bị tâm lý khi công ty khai thác đô thị tiến vào mảng bất động sản. Trách nhiệm của công ty khai thác đô thị nếu tiến vào mảng BDDS chính là xây dựng nhà ở cho quần chúng nhân dân hưởng thụ những thứ thuộc về họ. Câu nói của Triệu Quốc Đống làm Hứa Kiều có chút kinh ngạc. Thị trưởng Triệu hình như hiểu được gì đó nhưng cô chưa thể hoàn toàn xác định. Nhưng có một điểm rõ ràng đó là Triệu Quốc Đống ủng hộ công ty khai thác đô thị tiến quân vào mảng bất động sản. Tôi sẽ chuyển ý của thị trưởng với đảng ủy công ty khai thác đô thị. Tôi tin Trúc Trung Nguyên sẽ hiểu ý của thị trưởng. Công ty khai thác đô thị tiến vào mảng bất động sản không chỉ là giúp công ty khai thác đô thị phát triển lớn mạnh, không đơn giản là theo đuổi lợi ích kinh tế, hơn nữa còn phải có trách nhiệm xã hội. Hứa Kiều nói với giọng thăm dò nhưng cũng khiến mắt Triệu Quốc Đống sáng lên. Hứa Kiều này đúng là người nhanh nhạy, mình thoáng lộ ý ra một chút là cô ta hiểu ngay. Xem ra giao mảng xây dựng thành thị cho Hứa Kiều là chính xác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 12, chương 18. Lễ khởi công long trọng cuối cùng đã được diễn ra. Sau khi bí thư thị ủy Trần Anh Lộc, chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thị xã Lương Khải Sơn,
quyền thị trưởng Triệu Quốc Đống cùng chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã Diêu Cảnh cùng đưa xẻng đào đất tượng trưng, hơn 10 xe ủi cùng nổ máy tạo ra một làn khói đèn dày đặc. Đoạn Đông Phong nằm giao nhau giữa đại lộ Song Diệp và quốc lộ 226, nơi đây có mật độ xe qua lại tương đối lớn. Dọc theo phía nam đại lộ Song Diệp qua khu vực phía đông nam nhà máy lớn rồi sẽ chạy thẳng vào nội thành Hoài Khánh. Theo phương án quy hoạch đô thị mới, phía bắc đại lộ Song Diệp sẽ tạo thành khu nội thành chính của Hoài Khánh. Ngoài ra có đại lộ Ngô Đồng ở phía tây nam quận Hoài Châu, đây được coi là con đường chứa nhiều di tích lịch sử của Hoài Khánh. Cứ như vậy phía bắc đại lộ Song Diệp, đại lộ Huyết Mã hình thành nửa khu vực phía tây bắc nội thành Hoài Khánh, mà tính từ phía nam đại lộ Song Diệp, đại lộ Đại Khánh, phía nam đại lộ Ngô Đồng tạo thành trung tâm nội thành Hoài Khánh ở phía nam. Đại lộ Song Diệp, Huyết Mã, Ngô Đồng, Đại Khánh là bốn đại lộ chính chia nội thành Hoài Khánh làm khu vực trung tâm và khu vực thành thị chính. Trong đó khu vực phía nam chiếm khoảng 40%, khu vực phía bắc chiếm 60% diện tích. Lãnh đạo bốn bộ máy cùng đi với lãnh đạo quận Khánh Châu đi tới quan sát mười mấy chiếc xe ủi, máy xúc hoạt động khoảng chục phút rồi rời đi. Lúc này chỉ còn lại Triệu Quốc Đống, Hứa Kiều và lãnh đạo đảng ủy, chính quyền Khánh Châu có mặt ở hiện trường. Bí thư quận ủy Khánh Châu Hồ Dương và bí thư quận ủy Hoài Châu Khâu Dương đều có chữ Dương nhưng họ khác nhau, điều này làm người Hoài Khánh có chút tò mò. Hai quận nội thành có bí thư đều cùng tên Dương, hình như rất có hứng thú với chữ Dương. Chẳng qua Khuông Dương hơn Hồ Dương vài tuổi, là cán bộ thâm niên ở Hoài Khánh. Mà Hồ Dương làm bí thư quận ủy Khánh Châu chưa lâu, chỉ sớm hơn Triệu Quốc Đống tới Hoài Khánh 2-3 tháng mà thôi. Trước đó y làm cục trưởng cục giao thông. Bí thư quận ủy Khánh Châu Hồ Dương và chủ tịch quận Mi Trọng Bình cùng hai người Triệu Quốc Đống, Hứa Kiều đứng ở trên đống đất quan sát những chiếc máy đang hoạt động. Các máy xúc không ngừng xúc bùn đất đưa lên xe chở đi ra ngoài. Những xe tải nặng liên tục nối đuôi nhau vào, ra. Nhìn công trường bận rộn như vậy đúng là làm cho người ta thấy máu trong người mình bốc lên, cảm thấy thế giới này không ngừng biến hóa, không ngừng thay đổi. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Sinh trong thời đại này đúng là chúng ta phải làm nhiều việc hơn nữa cống hiến cho xã hội. Hồ Dương đã không dưới một lần nghe Triệu Quốc Đống nói với giọng điệu không hề e ngại này. Bình thường hắn nói với giọng điệu kiêu căng, nhưng bây giờ lại nói với vẻ xúc động làm cho Hồ Dương tốt nghiệp khoa lịch sử Đại học An Nguyên khá nhạy cảm nhìn ra có vấn đề. Có thể thấy một đô thị thay đổi rõ ràng cũng là một loại hạnh phúc. Thị trưởng Hứa, bí thư Hồ, chủ tịch Mi, lời của tôi tuy không đầu không đuôi nhưng đây là cảm giác thật lòng của tôi. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi, ngửi mùi bùn đất ập tới. Thị trưởng Triệu, lời này của ngài nói đúng, chúng tôi cũng hy vọng thấy Khánh Châu của mình thay đổi rõ ràng. Hồ Dương nói, bí thư Hồ, phương án quy hoạch lần này điều chỉnh rất lớn. Khánh Châu các anh có một khu vực rất rộng đưa vào phạm vi nội thành, điều này khiến công việc trọng tâm của Khánh Châu phải được điều chỉnh. Làm như thế nào kết hợp việc xây dựng thành thị để thúc đẩy phát triển kinh tế Khánh Châu, đây là một thử thách và cơ hội không nhỏ đối với các anh. Các anh cũng cần phải có kế hoạch thật chu đáo mới được. Thị trưởng Triệu, điểm này xin ngài yên tâm. Khánh Châu chúng tôi vẫn rất chú ý sau khi phương án quy hoạch đô thị mới được đưa ra. Quận cũng đã tổ chức nghiên cứu và bàn xem việc quy hoạch đô thị sẽ ảnh hưởng như thế nào tới Khánh Châu, nhất là mang tới cơ hội gì đối với sản xuất công nghiệp của Khánh Châu. Đúng thế thị trưởng Triệu, bí thư Hồ và tôi cùng với bộ máy đảng ủy, chính quyền Khánh Châu kiên quyết phục tùng quyết định của thị ủy, ủy ban thị xã, hơn nữa muốn biến bất lợi thành có lợi, biến đây thành bánh xe đẩy kinh tế Khánh Châu phát triển nhanh hơn nữa. Mi Trọng Bình cũng vội vàng nói theo. Mi Trọng Bình nói là có ý ám chỉ. Hoài Châu có vẻ không nhất trí với bản quy hoạch đô thị mà thị ủy thông qua. Bí thư quận ủy Khuông Dương rất khó chịu với việc thị xã nhét cả một mảng đất mà Khánh Châu vốn chuẩn bị cho khu công nghiệp vào nội thành. Hoài Châu đã yêu cầu thị xã khi quy hoạch đô thị cần phải cân nhắc tới tình hình thực tế của Hoài Châu, không được áp đặt. Chẳng qua thị xã không đồng ý, điều này làm Khuông Dương rất ấm ức. Chẳng qua Vương Lệ Quyên mặc dù có chút bực mình với việc thị xã làm lớn như vậy, nhưng cô biết đây là điều không thể tránh khỏi, không thể thay đổi. Thị xã muốn lợi dụng việc quy hoạch đô thị mà đạt được quyền khai thác đất trong khu vực nội thành. Quận nếu muốn đoạt quyền này với thị xã là không thực tế, tốt hơn hết là lùi bước, cố gắng kiếm chút lợi ích về mình. Nhất là việc xây dựng đại lộ hoàn thành đi ngang qua khu công nghiệp Hoài Châu, cải thiện lớn hệ thống giao thông cho khu công nghiệp, khiến khu công nghiệp Hoài Châu phát triển thêm nữa. Ở vấn đề này Khuông Dương và Vương Lệ Quyên có thái độ khác nhau. Chẳng qua ở Hoài Châu,
Khuông Dương hoàn toàn nắm quyền ở hội nghị thường ủy nên Vương Lệ Quyên bị áp chế rất chặt. Hoài Châu gây khó dễ, không chịu thực hiện khiến việc giải phóng mặt bằng ở phía tây đại lộ Ngô Đồng gặp rất nhiều khó khăn, tiến độ chậm chạp, cùng với đó Hoài Châu còn yêu cầu thị xã giúp đỡ nhiều thứ. Điều này khiến Triệu Quốc Đống và Hứa Kiều rất tức giận. Ngược lại bên Khánh Châu lại tiến triển khá thuận lợi. Quận ủy, ủy ban Khánh Châu yêu cầu lãnh đạo các xã, thị trấn làm tổ trưởng trong công tác giải phóng mặt bằng, khiến công việc giải phóng mặt bằng diễn ra nhanh chóng hơn nhiều. Phía bắc đại lộ Song Diệp, khu vực đại lộ Hiết Mã, đại lộ Ngô Đồng đi qua địa bàn Khánh Châu được giải tỏa rất nhanh. Vì thế trong hội nghị Triệu Quốc Đống đã phê bình quận ủy, ủy ban quận Khánh Châu làm việc không tốt, cũng khen quận ủy, ủy ban Khánh Châu. Câu nói của Mi Trọng Bình đã trúng suy nghĩ trong lòng Triệu Quốc Đống. Lão Mi, Khánh Châu có thể đứng ở góc độ đại cuộc mà nhìn nhận vấn đề là rất tốt, không như một số người chỉ thấy cái lợi trước mắt. Không từ góc độ phát triển mà nhìn nhận vấn đề, lại cố tình kéo dài, muốn kiếm được gì đó từ thị xã, đây là tư tưởng cổ hủ điển hình, ánh mắt thiển cận. Ha ha, thị trưởng Triệu, Khánh Châu chúng tôi không được đến mức được như ngài nói đâu. Chúng tôi chỉ hy vọng đại lộ Song Diệp, Hiết Mã nhanh chóng xây dựng xong, Khánh Châu chúng tôi chờ mong con đường huyết mạch này từ lâu. Bây giờ xe từ Lâm Giang đến đường Mãnh Quốc đang rất khó khăn, có ảnh hưởng lớn tới khu công nghiệp Khánh Châu chúng tôi. Hy vọng thị trưởng Triệu và thị trưởng Hứa có thể đốc thúc công ty khai thác đô thị tiến hành nhanh hơn một chút. Hồ Dương chuyển đề tài, y cũng không muốn làm kẻ bị người mắng mỏ. Triệu Quốc Đống có thể nói Khuông Dương nhưng y thì không thể. Nếu như chuyện này truyền ra thì không chừng y sẽ bị nói. Lão Hồ, khu công nghiệp Khánh Châu nằm ngay cạnh khu khai phát Hoài Khánh, tôi cảm thấy điểm này quận ủy, ủy ban Khánh Châu có ý tưởng rất rõ ràng. Khu công nghiệp Khánh Châu không lấy được bao lợi ích từ hệ thống sản xuất công nghiệp cũ của Hoài Khánh, toàn bộ dựa vào hai bàn tay trắng, có thể đi tới bước này là không dễ. Nhưng Khánh Châu không thể vì mình thiếu điều kiện mà chấp nhận đi sau người khác, phải tăng tính chủ động, tìm điểm sáng. Hồ Dương và Mi Trọng Bình đều cố gắng vểnh tai nghe Triệu Quốc Đống nói, đây mới là mục đích thật sự khi bọn họ quấn lấy Triệu Quốc Đống. Quyển 12, chương 19. Khu khai phát Hoài Khánh đã tiến vào quỹ đạo, ngoài công ty Hòa Tân, tập đoàn Quảng Đét, tập đoàn Nhân Bảo và nhiều công ty điện tử khác đều có ý tiến vào khu khai phát, bây giờ đang tiến hành các cuộc đàm phán cuối cùng. Ngoài ra các công ty như công ty dây cáp Khang Ninh nước Mỹ, công ty điện khí ép Nhật Bản và nhiều công ty Âu, Mỹ Nhật đều có ý tới đầu tư vào khu khai phát Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống dừng một chút rồi nói. Nhất là rất nhiều công ty hàng đầu trong làm việc điện tử thông tin đều có ý tiến vào Hoài Khánh. Nhưng hiện nay khu khai phát chỉ nhận các hạng mục lớn và hàm lượng khoa học kỹ thuật cao. Mà khu công nghiệp Khánh Châu lại ở ngay cạnh khu khai phát Hoài Khánh, điều kiện chênh nhau không mấy, nếu như có thì chỉ là phương tiện trụ cột. Hồ Dương lập tức tiếp lời. Thị trưởng Triệu, khu công nghiệp Khánh Châu chúng tôi mới thành lập, hơn nữa tài chính của Khánh Châu có hạn nên hệ thống điện, đường, nước thông tin còn chưa đủ. Cho nên thị xã có phải nên giúp Khánh Châu hay không? Làm cho khu công nghiệp Khánh Châu có thể nhờ chút từ khu khai phát. Triệu Quốc Đống cười cười, hắn và Hứa Kiều nhìn nhau rồi chỉ vào Hồ Dương. Lão Hồ, anh tính hay thật đó. Bảo sao công tác trước đó làm thuận lợi đến vậy, thì ra sớm có tính toán với thị xã. Ha ha, thị trưởng Triệu, ngài cũng phải hiểu Khánh Châu chúng tôi không thể so sánh với Quy Ninh cùng Hoài Châu. Thị xã nếu có thể giúp một chút thì nhất định phải giúp Khánh Châu. Khánh Châu cũng có thể mượn cơn sóng này mà phát triển, tốt xấu gì chúng tôi cũng là quận, hai quận không thể chênh lệch quá nhiều mà. Anh đúng là biết mở miệng đó. Triệu Quốc Đống cười phá lên nói. Trụ cột của Khánh Châu đúng là kém một chút, nhưng điều kiện không kém hơn Hoài Châu là bao. Khiêm tốn là tốt nhưng đừng hạ thấp mình. Bây giờ chính là cơ hội phát triển cho Khánh Châu, thị xã đang muốn tạo ra mấy động lực tăng trưởng kinh tế, khu công nghiệp Khánh Châu cũng là một trong các đối tượng được khảo sát. Hy vọng Khánh Châu có tầm nhìn xa và mục tiêu lâu dài. Triệu Quốc Đống nói ra câu này làm cả Hồ Dương và Mi Trọng Bình bừng tỉnh. Hồ Dương vội vàng nói. Thị trưởng Triệu, thị xã có kế hoạch này sao trước không thấy tin tức gì nhỉ? Không, đây chỉ là ý tưởng của tôi, phải xem điều kiện, cơ hội thế nào đã. Nhưng không có điều kiện nhất định không có cơ hội, cho nên khu công nghiệp Khánh Châu đừng đặt yêu cầu quá thấp. Đương nhiên dưới điều kiện cho phép thì tôi thấy công ty khai thác đô thị sẽ cân nhắc việc xây dựng một số phương tiện dùng chung cho cả khu khai phát và khu công nghiệp Khánh Châu. Triệu Quốc Đống gần như buộc chặt áo lông vào người. Mùa đông Hoài Khánh không quá lạnh nhưng gió ven hồ đập vào người lại khác. Lệnh Hồ,
bao giờ định kết hôn? Triệu Quốc Đống nhét tay vào túi rồi thở ra một làn sương trắng. Vẫn sớm, Sở Lỵ cũng không gấp, có lẽ chờ thêm 1-2 năm nữa. Lệnh Hồ Triều cũng không biết sao giữa trời đông giá rét này mà Triệu Quốc Đống lại thích đi dạo cạnh hồ. Trời mới 8 giờ tối mà đã tối đen, đường này không có mấy xe qua lại. Ồ, thanh niên kết hôn muộn mới tốt, tập trung nhiều vào trong công việc, tạo trụ cột cho tốt vào. Triệu Quốc Đống nói, việc giải phóng mặt bằng cho đại lộ Ngô Đồng bên Hoài Châu gặp áp lực rất lớn. Ủy ban xây dựng thị xã có 2 nhân viên đi giải tỏa bị đánh, mặc dù không bị thương nhưng nó tạo ra ảnh hưởng rất xấu. Phân cục Hoài Châu đã tạm giam 2 tên gây rối nhưng việc giải phóng mặt bằng không thể đẩy mạnh. Điều này làm Triệu Quốc Đống rất buồn bực. Lệnh Hồ Triều có chút khẩn trương. Khi Triệu Quốc Đống nói với y rằng muốn sang Hoài Châu xem một chút, y có chút lo lắng. Việc đi với tư cách cá nhân này sẽ gây không ít tác dụng phụ, hơi không chú ý sẽ tạo thành ảnh hưởng. Triệu Quốc Đống lúc này lại không biết là do Khương Dương cố ý gây rối hay đúng là do dân chúng địa phương chống đối. Theo lý thuyết thị xã đã tính tới việc giải phóng mặt bằng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nông dân, cũng đã làm công tác tư tưởng, chuẩn bị cấp một quỹ tiền tối thiểu để đảm bảo cuộc sống cho nông dân bị thu hồi đất. Con đường phía trước có mấy người, Triệu Quốc Đống không dừng lại mà trực tiếp đi tới. Lăng Phong, Hoa Minh, các anh sao lại tới đây? Một người đàn ông đằng trước đi tới bắt tay Triệu Quốc Đống. Thị trưởng Triệu, ngài đến. Triệu Quốc Đống biết nhất định là do lệnh Hồ Triều gọi cho cục công an thị xã. Hắn vốn định tới xem vấn đề khó khăn trong giải phóng mặt bằng ở Hoài Châu là gì, thuận tiện hỏi xem chính sách giải tỏa này khiến dân chúng nghĩ sao. Nhưng lệnh Hồ Triều biết Hoài Châu bây giờ không quá yên tĩnh. Nhất là mấy xã, thị trấn bị giải tỏa đều có vẻ kích động, quận ủy, ủy ban Hoài Châu lại làm không tốt bằng bên Khánh Châu. Khánh Châu cũng phản ánh vấn đề lên thị xã, nói Thượng Hải rất phức tạp, mâu thuẫn rất nhiều. Cho rằng chính sách thị xã đưa ra quá nghiêm khắc, khó có thể chứng thực công việc, yêu cầu thị xã phải điều chỉnh lại chính sách giải phóng mặt bằng, nếu không không thể đẩy mạnh tiến độ. Là lệnh Hồ thông báo cho hai anh. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Có gì mà phải thông báo, tôi chỉ là muốn tìm hiểu xem quần chúng có ý kiến gì với chính sách giải phóng mặt bằng do thị xã đưa ra hay không mà thôi. Thị trưởng, việc này sợ không ổn, chính sách của thị xã mới được đưa ra. Mặc dù kết hợp với chính sách của tỉnh nhưng có nhiều điểm không rõ ràng, rất nhiều điểm còn cần thay đổi. Nhưng tiến độ việc xây dựng của thị xã lại gấp như vậy cho nên nhiều lúc phải lấy đất trước, bàn việc bồi thường sau. Việc giải tỏa cũng có nhiều điểm không đồng nhất nên tạo thành nhiều vấn đề. Đường Lăng Phong đã lên làm chính ủy phân cục Hoài Châu, trong này đương nhiên có một phần nguyên nhân do Triệu Quốc Đống nói giúp y với Lý Trường Giang. Ồ, Triệu Quốc Đống dừng lại, hắn nhìn chằm chằm Đường Lăng Phong rồi nói. Nhiều vấn đề như vậy sao? Mâu thuẫn thật sự lớn đến thế. Đường Lăng Phong có chút nóng mặt vì biết lời vừa rồi của mình không ổn. Triệu Quốc Đống mặc dù chưa xuống xem trực tiếp nhưng cũng không phải người dễ lừa. Nhất là khi bên Khánh Châu đang làm khá tốt, chẳng qua nước bên Hoài Châu quá sâu, bản thân Đường Lăng Phong làm chính ủy Hoài Châu chưa lâu mà đã cảm nhận rõ ràng mâu thuẫn giữa quận ủy với ủy ban quận, giữa Hoài Châu với thị xã. Thấy Đường Lăng Phong không nói. Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn y sau đó dừng lại nhìn quanh. Một lúc lâu sau hắn quay đầu lại nói. Về. Đường Lăng Phong có chút khẩn trương. Y nhìn Đằng Hoa Minh và biết hôm nay nếu mình không giải thích tốt thì con đường chính trị coi như tới cuối. Thị trưởng Triệu, ngài chờ chút, tôi. Đường Lăng Phong vội vàng đuổi theo. Triệu Quốc Đống không thèm để ý tới y, trực tiếp đi tới trước. Lệnh Hồ Triều cũng có chút lo lắng. Y biết Đường Lăng Phong đã phạm vào điều kiêng kỵ của thị trưởng Triệu nhưng không dám mở miệng khuyên. Đường Lăng Phong không vì vậy mà dừng bước, y ra hiệu cấp dưới không cần đi theo rồi vội vàng chạy qua người Triệu Quốc Đống. Thị trưởng Triệu, ngài cũng biết tình hình Hoài Châu có chút phức tạp, bây giờ tôi cũng không dám nói bừa. Hừ, phức tạp như vậy sao? Thật sự khiến anh không thể làm sao? Tôi muốn nghe tình hình thực tế cũng không được ư. Triệu Quốc Đống dừng lại nói. Đường Lăng Phong cắn răng rồi nhìn quanh. Thị trưởng Triệu, có chút tình hình không đơn giản như ngài nghĩ. Tôi cũng là cảm thấy trong này quá phức tạp, dính tới lợi ích quá nhiều người, điều này một lời khó hết. Quyển 12, chương 20. Triệu Quốc Đống lặng lẽ suy nghĩ những gì Đường Lăng Phong nói. Không thể không nói tình hình Hoài Châu phức tạp ngoài tưởng tượng của hắn. Khó trách Vương Lệ Quyên mặc dù kết hợp với Tang Khắc Minh đã phát triển kinh tế khá tốt ở Hoài Châu nhưng theo hắn thấy thì bộ máy Hoài Châu vẫn có vấn đề.
Hắn vốn tưởng Vương Lệ Quyên muốn duy trì đoàn kết, có lợi cho triển khai công việc, hóa ra không phải vậy. Triệu Quốc Đống biết bản quy hoạch đô thị mới này ảnh hưởng tới lợi ích rất nhiều người, bảo sao bên Hoài Châu lại không phản ứng mạnh đến thế. Bọn họ không thể làm gì được ở công ty khai thác đô thị, dù sao đây là cơ quan thuộc thị xã quản lý, bọn họ cũng không thể nào chỉ trỏ với quy hoạch đô thị, bởi vì bọn họ biết cả Trần Anh Lộc và Triệu Quốc Đống đều chú trọng, không ai có thể ngăn cản được. Triệu Quốc Đống về trụ sở ủy ban mà vẫn phải suy nghĩ. Đường Lăng Phong có thể nói được như vậy đã là không dễ. Dù sao y cũng là chính ủy phân cục Hoài Châu, quận ủy Hoài Châu có sức ảnh hưởng lớn đối với y. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, Vương Lệ Quyên này đúng là không dễ, bị kẹp giữa mà muốn đạt được thành tích thì cố gắng đâu có ít. Lại là một quận Tây Giang mới ư. Triệu Quốc Đống không biết nói gì về việc này. Hắn không muốn làm Bao Thanh Thiên hoặc kẻ khiêu chiến quy tắc ngầm, bởi vì khi anh khiêu chiến cũng có nghĩa là anh phá hoại tất cả, sau đó xây dựng lại cả hệ thống. Nhưng mỗi lần hắn đều phải làm vậy giống như mình không có lựa chọn khác. Phu Văn Lượng từ nhà đến chính quyền thị xã đã là gần 10 giờ tối. Lệnh Hồ Triều vẫn ngồi chờ ở phòng thư ký, sau khi Phu Văn Lượng tới liền dẫn vào phòng Triệu Quốc Đống. Phu Văn Lượng cảm thấy sẽ có việc lớn gì đó sẽ rơi vào người mình làm y vừa vui sướng vừa thấy có áp lực. Triệu Quốc Đống gọi y tới buổi tối cũng có nghĩa dần nhét y vào vòng tròn của hắn. Lần chọn lựa người vào bộ máy công ty khai thác đô thị, Triệu Quốc Đống đánh giá rất cao Phu Văn Lượng. Triệu Quốc Đống không có lựa chọn nào khác, trưởng ban thư ký ủy ban thị xã vẫn do Hứa Lộ Bình kiêm nhiệm, mà người này hắn không thể tin tưởng nổi. Trên tỉnh và Trần Anh Lộc chọn Hứa Lộ Bình làm thị trưởng chỉ là kết quả cân bằng, theo Triệu Quốc Đống thấy như vậy là lãng phí một chức phó thị trưởng. Làm thị trưởng, hắn cần chọn một người thân tín trong các phó trưởng ban thư ký ủy ban thị xã, Quế Toàn Hữu đi, như vậy hắn càng cần chọn gấp hơn nữa. Phu Văn Lượng là người tỉnh táo, lý trí, biết cách làm việc, vì vậy đã được Triệu Quốc Đống chọn thử. Phu Văn Lượng ra khỏi văn phòng Triệu Quốc Đống đã là gần 12 giờ đêm. Chút hưng phấn trước đó đã tan hết, thay vào đó là cảm giác khẩn trương thêm phần áp lực. Nhiệm vụ Triệu Quốc Đống giao cho y tuy nghe thì đơn giản, đó là lập tổ công tác đến Hoài Châu, hoàn toàn tìm hiểu việc giải phóng mặt bằng ở Hoài Châu có vấn đề gì không. Rốt cuộc là chính quyền hai cấp quận, xã thị trấn có vấn đề, hay là do yêu cầu của quần chúng nhân dân vượt qua chính sách mà thị xã đưa ra. Ngoài ra còn có một vấn đề rất quan trọng đó là xem trong các thủ tục giải phóng mặt bằng và xây dựng ở Hoài Châu có nhân tố bên ngoài nào dính vào không. Như vậy theo chị sợ là không ổn. Cù Vận Bạch hơi nhíu hàng mi cong nói. Ồ, sao chị nói vậy? Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên nói. Triệu Quốc Đống đã có thói quen trong công việc có gì khó khăn hay vui mừng đều nói chuyện với Cù Vận Bạch. Mặc dù Cù Vận Bạch bây giờ càng lúc càng bận, thời gian ở Ando cũng ít. Hai người thậm chí chưa chắc một tuần đã gặp được một lần, nhưng chỉ cần có cơ hội là sẽ ở bên nhau. Còn hơn 20 ngày nữa là diễn ra hội nghị đại hội đại biểu nhân dân Hoài Khánh, em chọn vấn đề như vậy là rất nhạy cảm, rất dễ gây phiền phức. Chẳng lẽ em không sợ nó sẽ ảnh hưởng đến việc bầu cử sao? Cù Vận Bạch cảm thấy Triệu Quốc Đống sao lần này lại nghĩ đơn giản đến thế, ngay cả chuyện này cũng không nhìn ra. Chị nói nếu em để tổ công tác xuống Hoài Châu sẽ ảnh hưởng đến việc bầu làm thị trưởng của em. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Em không cho rằng bọn họ có năng lực lớn đến thế. Hơn nữa em chỉ nhằm vào Hoài Châu mà thôi, trên thị xã không thể không biết rõ nguyên nhân. Quốc Đống, em nghĩ đơn giản quá đó. Cù Vận Bạch mặc chiếc váy ngủ màu tơ tằm, bên ngoài khoác thêm chiếc áo dày, cô đi một vòng trong phòng khác và nói. Chị cũng không cho rằng bọn họ có năng lực đó. Nhưng em làm phó thị trưởng thường trực đã 2 năm, nếu như thị trưởng không đạt số phiếu cao thì chính là thể hiện vấn đề chính trị. Nếu em là người mới tới, số phiếu không cao thì không vấn đề gì, do mọi người không biết em. Nhưng em ở Hoài Khánh 2 năm, được phiếu thấp sẽ khác hẳn, sẽ ảnh hưởng đến uy tín và quyền lực thị trưởng của em sau này. Ở mức độ nào đó có nghĩa em không được đại biểu của quần chúng nhân dân ủng hộ, cũng nói rõ sự tin tưởng của dân chúng đối với em. Mặc dù đây chưa chắc là thật nhưng vẫn sẽ có chuyện. Ở vấn đề này chị thấy em đã hơi mạo hiểm. Triệu Quốc Đống im lặng không nói. Hắn đúng là không nghĩ tới việc này. Triệu Quốc Đống tin không ai có thể thay đổi kết quả tuyển cử, cũng không ai dám. Trừ khi Trần Anh Lộc dám liều cuộc sống chính trị của y. Nhưng vấn đề Cù Vận Bạch nói thì rất có thể sẽ xuất hiện. Hoài Châu là quận lớn về kinh tế của Hoài Khánh. Nếu bên Hoài Châu ám chỉ quy hoạch đô thì ảnh hưởng đến lợi ích của Hoài Châu.
như vậy rất có thể khiến đại biểu của Hoài Châu có ý kiến với hắn, qua đó ảnh hưởng đến việc bỏ phiếu của bọn họ. Nhất là Hoài Châu nếu như được một số người trên thị xã ủng hộ thì tâm trạng này rất có thể lan tới mấy huyện khác. Có vài huyện cho rằng phương án này chỉ khu Khai Phát và Khánh Châu được lợi, còn đâu quên đi lợi ích các huyện. Nếu số phiếu của hắn quá thấp, như vậy nhất định sẽ thành tin tức rung động cả nền chính trị Hoài Khánh, thậm chí tạo thành phản ứng dây chuyền, có lẽ sẽ ảnh hưởng lớn tới các chính sách mà hắn đưa ra. Ở điểm này Cù Vận Bạch nhìn rõ ràng hơn hắn, mà bản thân hắn lại chỉ muốn làm được việc, chứ không bận tâm quá nhiều tới việc khác. Chị nói đúng, em đúng là có chút kích động. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi nói. Em thấy phái tổ công tác xuống không phải không được nhưng cần điều chỉnh cách làm việc một chút. Đúng, cần điều chỉnh. Cù Vận Bạch khen hắn. Phái tổ công tác tìm hiểu rõ tình hình là điều bình thường, tỏ vẻ thị xã tôn trọng tình hình mà quận, thị trưởng phản ánh lên. 20 ngày thoáng cái là qua, hơn nữa tổ công tác xuống Hoài Châu cũng coi như gây áp lực. Đây là vừa không nói rõ Hoài Châu làm việc bất lực, cũng không ủng hộ chủ trương và yêu cầu của Hoài Châu, mà là muốn tìm hiểu rõ tình hình, cách này tiến có thể công, lui có thể thủ, coi như là ám chỉ với Hoài Châu. Còn đâu xem Hoài Châu biểu hiện, ở điểm này em chiếm ưu thế, có lý lẽ, chỉ cảm thấy công việc trung tâm của em chính là lắng nghe ý dân, dù chỉ là tỏ thái cũng được. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng, hắn giống như ứng cử viên tổng thống, Cù Vận Bạch là quân sư của hắn, là người phân tích và đưa ra kế hoạch cho hắn. Chờ sau khi em được số phiếu cao, em cũng đã có đủ thời gian điều tra, phân tích tình hình. Dù ngay lập tức không xử lý được thì em cũng còn thời gian để thay đổi. Còn trước khi tuyển cử mà có mạo hiểm chính là biểu hiện chưa thành thực. Trên tỉnh và Trần Anh Lộc sẽ có cái nhìn. Quyển 12, chương 21. Cù Vận Bạch đoán không sai, khi tổ công tác do Ủy ban thị xã phái ra tới Hoài Châu kiểm tra vấn đề gặp phải khi giải phóng mặt bằng đại lộ Huyết Mã, đại lộ Ngô Đồng, Hoài Châu lập tức có phản ứng rất lớn. Đây là như thế nào? Thị xã cho rằng quận ủy, Ủy ban Hoài Châu chúng ta không thể tin nổi nên muốn xuống nghe dân chúng có tố cáo quận ủy, Ủy ban Hoài Châu chúng ta hay không sao? Phó Bí thư Hoài Châu Chu Chi Sơn nói, y công tác ở Hoài Châu đã hơn 20 năm. Không chắc đã là ý kiến của thị xã mà là của một cá nhân nào đó. Địch Huy cười lạnh một tiếng. Khuông Dương xoay xoay chiếc bút trong tay, vẻ mặt rất bình tĩnh. Y có chút khó chịu khi Địch Huy dám nói rõ ràng như vậy. Không thể nói như vậy, thị xã chỉ nói sẽ phái một tổ công tác đến tìm hiểu tình hình, tôi thấy đây là việc tốt. Hoài Châu chúng ta có khó khăn, để cho thị xã hiểu cũng là bình thường. Tang Khắc Minh có chút không hài lòng với thái độ của Địch Huy. Nhưng Địch Huy vốn là kẻ kiêu căng, lại được Khuông Dương tin tưởng, là kẻ bá đạo nổi tiếng ở Hoài Châu. Mặc dù là Vương Lệ Quyên, Chu Chi Sơn cũng không muốn trực diện xung đột với Địch Huy. Tang Khắc Minh cũng không định lên tiếng, nhưng y là người phối hợp thị xã giải phóng mặt bằng đại lộ Huyết Mã cùng đại lộ Ngô Đồng, cho nên không thể không lên tiếng. Lão Tang, lời này của anh không đúng. Tổ công tác làm gì? Đó có nghĩa là quận ta không làm tốt công việc, hoặc là nói không làm tốt công việc theo ý của thị xã, nếu không thị xã sao phái tổ công tác tới Hoài Châu? Địch Huy lập tức đáp trả. Quận Khánh Châu vì lấy lòng thị xã nên ra sức giải phóng mặt bằng, hơn nữa điều kiện của họ sao có thể so sánh với chúng ta? Nhân số ít, mâu thuẫn ít thì đương nhiên là nở mày nở mặt rồi. Không thể nói như vậy, Khánh Châu làm từ tước, Hoài Châu chúng ta đi sau, thị xã có cái nhìn cũng là bình thường. Tổ công tác xuống quận thì chúng ta có thể trực tiếp trao đổi, nói cụ thể tình hình Hoài Châu, tôi tin thị xã không đến mức vô lý chụp mũ chứ. Vương Lệ Quyên có chút coi thường trình độ của tên trưởng ban tổ chức cán bộ Địch Huy này. Ngoài việc ăn nói bốc đồng ra thì điểm sáng duy nhất là giỏi quan hệ. Bị Vương Lệ Quyên nói câu như vậy, Địch Huy hơi tức giận. Hắn vốn tức vì không thể thành phó chủ tịch thường trực quận. Hắn cũng biết mình thua hơn phân nửa là do ả chủ tịch huyện này. Mặc dù không có chứng cứ gì nhưng khả năng Tang Khắc Minh như thế nào thì y biết. Mặc dù Tang Khắc Minh tìm Đàm Lập Phong nhưng Tang Khắc Minh không phải thân tín của tên kia, nhiều lắm nói giúp vài câu mà thôi. Hơn nữa theo tin tức chính xác mà hắn biết Lữ Thu Thần đúng là đã ra sức đề cử mình với bí thư Trần. Nhưng hai hôm sau Tang Khắc Minh thắng, điều này làm nửa năm nay Địch Huy rất khó chịu, vẫn muốn tìm cơ hội phát tiết. Hừ, chẳng lẽ quận không phản ánh vấn đề cụ thể của mình với thị xã sao? Địch Huy ngang ngạnh đáp lại. Thị xã chẳng lẽ không biết tình hình đặc biệt của Hoài Châu chúng ta? Tôi thấy quận quá mềm yếu ở việc này, vì lấy lòng thị xã mà làm theo nên mới gặp canh này.
nếu chúng ta sớm tỏ thái độ với thị xã, thái độ kiên quyết một chút. Đây cũng không phải vì lợi ích cá nhân thì sợ gì. Chẳng lẽ mũ trên đầu quan trọng như vậy sao? Đến mức không thèm để ý tới lợi ích của quận ư. Đây là bán quận cầu vinh. Trưởng ban địch, anh nói chuyện rõ ràng một chút, quận có lúc nào chưa tỏ quan điểm với thị xã? Ai sợ mất mũ, bán quận cầu vinh, ai bán lợi ích gì của quận? Theo tôi thấy chỉ sợ không phải bán đi lợi ích của quận mà có người sợ ảnh hưởng tới lợi ích riêng của mình. Thấy Vương Lệ Quyên đã tức, Tang Khắc Minh cũng không kìm được cơn tức giận. Lúc này Vương Lệ Quyên không tiện tranh chấp với Địch Huy, mình lại không vấn đề gì. Dù sao mình cũng trong sạch nên không phải sợ. Địch Huy ngẩn ra rồi đột nhiên tức giận, hắn không ngờ Tang Khắc Minh dám nói thẳng mình như vậy. Trước đây khi Tang Khắc Minh làm thường vụ, phó chủ tịch quận thì còn khách khí với mình. Dù có ý kiến phản đối cũng biết giữ mồm, không ngờ hôm nay y dám trực tiếp đối đầu mình. Tang Khắc Minh, anh hôm nay mà không nói rõ ràng. Đủ rồi, có ra thể thống gì không? Khuông Dương đột nhiên gầm lên, chiếc bút máy trong tay cũng được đập mạnh xuống mặt bàn, bay cao lên cả mét, gãy cán. Đây là đâu? Là hội nghị thường ủy, các anh xem mình như thế nào vậy hả? Đàn bà đi chợ cãi nhau hả? Sao, còn chuẩn bị sắn tay lên đánh nhau hả? Khuông Dương xa sầm mặt nói. Tang Khắc Minh nhìn sang bên giống như nhìn vào bình hoa ở giữa phòng hội nghị. Còn Địch Huy lại nhìn ra cửa sổ, môi mím chặt nhưng mặt mày co quắp thể hiện rõ hắn đang rất tức giận. Các anh xem biểu hiện của mình đi, còn giống lãnh đạo không? Khuông Dương nói. Công việc có ý kiến khác nhau cũng không cần dùng giọng điện đó nói chuyện. Đây là tự vạch áo cho người xem lưng. Địch Huy và Tang Khắc Minh cũng thấy mình vừa nãy hơi quá. Chẳng qua hai người đều tức, chẳng qua do quyền lực của Khuông Dương nên không dám tranh luận. Chủ tịch Lệ Quyên, thị xã phái tổ công tác xuống, chúng ta không thể ngăn cản. Dù lý do khách quan thế nào thì chúng ta đúng là chậm hơn quận bạn. Bọn họ xuống kiểm tra tôi thấy là việc tốt, nói ra khó khăn hiện tại, cũng có thể làm cho thị xã hiểu tình hình thực tế của Hoài Châu chúng ta. Tôi thấy như vậy, chủ tịch Lệ Quyên, chuyện này do ủy ban phụ trách tiếp đón, thể hiện rõ tình hình thực tế của Hoài Châu chúng ta. Để cho bọn họ hiểu rõ khó khăn trong công tác cơ sở chúng ta, cần được thị xã hiểu và ủng hộ, nhất là về mặt chính sách. Điều kiện của Hoài Châu có hạn, nhưng có một nguyên tắc đó chính là chúng ta phải tìm mọi cách để đạt được yêu cầu hợp lý của mình. Đây không chỉ liên quan tới lợi ích của quận, mà còn liên quan tới lợi ích của quần chúng nhân dân bị giải tỏa. Giảo hoạt, Vương Lệ Quyên thầm mắng. Sau một phen nói chuyện khá đường hoàng, sau đó Khuông Dương giao nhiệm vụ cho ủy ban. Đây vốn là việc khó khăn nhưng không thể không nhận. Nếu dựa theo chính sách của thị xã mà không tranh thủ được thì trách nhiệm là của Vương Lệ Quyên, cán bộ cơ sở sẽ mắng cô. Nếu ngang ngạnh chống đối với thị xã nhất định có cái nhìn với cô và lão Tang. Đến lúc đó Khuông Dương có thể nhẹ nhàng đẩy sang ủy ban là được. Chẳng qua đây là việc của ủy ban, muốn đẩy cũng không được. Vương Lệ Quyên cũng không có ý trốn tránh, làm thị xã hiểu rõ tình hình thực tế. Cũng có thể để lãnh đạo liên quan của thị xã hiểu rõ thái độ của Hoài Châu. Được, bí thư, bây giờ thị xã phái tổ công tác xuống nhưng tính chất của bọn họ chưa rõ, tôi cảm thấy chúng ta không thể nào nghĩa tổ công tác mang theo thành kiến đến xăm soi công việc của chúng ta. Chúng ta phải có tâm trạng bình thường mà ứng đối, chỉ cần chúng ta không thẹn với lòng, vì công việc, lấy việc nói việc thì tôi tin tổ công tác sẽ có đánh giá khách quan. Vương Lệ Quyên nói. Vương Lệ Quyên dũng cảm nhận công việc. Nói chuyện vừa cứng rắn cũng không mất nguyên tắc đã làm mấy vị thường vụ gật đầu, ngay cả Chu Chi Sơn, Khuông Dương đều như vậy. Chẳng qua chỉ có Địch Huy là xa sầm mặt lại. Quyển 12, chương 22. Bí thư Khuông, thằng Tang Khắc Minh quá láo. Ngài xem biểu hiện của hắn coi. Mới lên làm phó chủ tịch thường trực quận mấy hôm mà đuôi đã vểnh lên đầu rồi. Địch Huy oán hận nói. Không phải ỷ vào có Vương Lệ Quyên làm chỗ dựa sao? Tôi thấy ngài đúng là khách khí với Vương Lệ Quyên nên mới khiến ả thấy mình cứng cánh nên, cũng có thể dám chống đối ngài. Khuông Dương không thèm để ý đến lời chia rẽ của Địch Huy, mặc dù lời đối phương nói không sai. Vương Lệ Quyên càng lúc càng chững chạc, cũng tự tin, cẩn thận hơn, từng bước tạo được uy tín của cô. Đây là một quá trình không thể tránh khỏi. Người mới tới sẽ cẩn thận, sau đó dần đứng vững và tỏ được thái độ. Khuông Dương cảm thấy mình trước đây cũng là như vậy. Nhưng Vương Lệ Quyên chọn con đường khác của Khuông Dương. Vương Lệ Quyên dùng từng tiếng nói, hành động để mà tạo uy tín, điều này mặc dù chậm nhưng lại kiên cố và độc lập. Nếu nhìn ở góc độ khác thì Khuông Dương sẽ khen ngợi cách làm của Vương Lệ Quyên.
nhưng bây giờ Khương Dương không cho là như vậy vì y cảnh giác với Vương Lệ Quyên. Nói thật mới đầu Khương Dương không quá coi trọng Vương Lệ Quyên. Bởi vì theo y thấy người phụ nữ này không có kinh nghiệm chính trị mấy, hơn nữa xử lý công việc ủy ban còn rất non nớt. Quan trọng nhất chính là Khương Dương biết Vương Lệ Quyên không có quan hệ mật thiết với ai ở trên thị xã. Mấy nhân vật quan trọng như Trần, Hà, Đàm, Lữ hình như không thể nào biết cô từ trước, chỉ coi cô là cán bộ kiêm nhiệm được phái xuống mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân mà Vương Lệ Quyên khó có thể chính thức dung nhập vào nền chính trị Hoài Khánh. Về phần trên tỉnh thì Khương Dương hiểu đôi chút thì thấy cũng không có chỗ dựa mấy. Phải nói Vương Lệ Quyên là dựa vào đợt bồi dưỡng nữ cán bộ của tỉnh ủy mà được điều tới Hoài Châu. Nhưng dần dần Khương Dương cảm thấy mình đã coi thường Vương Lệ Quyên. Người phụ nữ này rất giỏi học tập và nghiên cứu, những thứ không biết cũng nhẫn nhịn học tập người bên dưới. Vương Lệ Quyên là nữ cán bộ nên việc này không ảnh hưởng đến uy tín của cô, ngược lại còn khiến cho không ít người cam tâm làm việc cho cô. Ví dụ như Tang Khắc Minh là nhân vật điển hình trong đó. Bởi vì dựa vào tác phong làm việc này khiến Vương Lệ Quyên dần đứng vững gót chân ở Hoài Châu. Mà bên ủy ban quận cũng có một đám người theo cô. Xu thế này mặc dù không rõ ràng, bình thường cũng không nhìn ra có biến hóa gì nhiều, nhưng tích lũy dần dần đến lúc quan trọng sẽ lộ diện. Ví dụ như hôm nay, Vương Lệ Quyên này không tầm thường, trong đầu Khương Dương đột nhiên đánh giá Vương Lệ Quyên như vậy. Câu này không phải lần đầu hiện lên trong đầu Khương Dương. Từ việc xóa bỏ quỹ tín dụng nông thôn năm trước, Vương Lệ Quyên thể hiện rõ sự tự tin đã làm cho Khương Dương đã nhận ra điểm này. Lúc ấy bởi vì do nhiều nhân tố không xác định nhưng lại còn thiếu 10 triệu tiền mới đủ số. Nhưng Vương Lệ Quyên này lại rất tự tin nói mình đã liên lạc được một khoản tài chính, nếu cần thì bất cứ lúc nào cũng có thể kéo được khoản tài chính đó tới nơi. 10 triệu không phải con số nhỏ, hơn nữa Vương Lệ Quyên mới tới mà đã dám lớn lối nói như vậy, điều này làm Khương Dương có chút kinh ngạc. Mặc dù khoản tài chính đó sau này không cần dùng nhưng cũng đủ nói lên năng lực của Vương Lệ Quyên không hề đơn giản. Y lúc ấy rất nghi ngờ có phải Vương Lệ Quyên nhận được hứa hẹn của Phó Thị trưởng Thường trực Triệu Quốc Đống phụ trách mảng tài chính hay không. Nhưng miệng Triệu Quốc Đống rất chặt, chưa bao giờ mở miệng dù bất cứ quận, huyện nào xin xỏ. Cho nên y cũng loại bỏ khả năng này. Nhưng đủ loại dấu hiệu sau đó đã ám chỉ Vương Lệ Quyên và Triệu Quốc Đống có quan hệ đặc biệt nào đó. Khương Dương cũng cẩn thận tra cứu lai lịch của Triệu Quốc Đống và Vương Lệ Quyên nhưng không thấy đã từng công tác ở đâu. Khi Vương Lệ Quyên nhận chức ở huyện Trường Tân, Triệu Quốc Đống mặc dù cũng công tác ở thành phố An Đô nhưng vẫn là một tiểu tốt ở huyện Giang Khẩu. Sau đó Triệu Quốc Đống rất nhanh lên sở giao thông quá độ vài tháng rồi điều xuống Ninh Lăng. Chính xác mà nói Triệu Quốc Đống phát triển từ Ninh Lăng, không có quan hệ gì với Vương Lệ Quyên. Nhưng trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể dùng lẽ thường mà phán đoán được. Chẳng qua bây giờ Khương Dương thật ra có thể khẳng định giữa Vương Lệ Quyên và Triệu Quốc Đống có quan hệ không bình thường. Mặc dù bề ngoài không nhìn ra vấn đề gì, nhưng đủ dấu hiệu cho thấy Vương Lệ Quyên và Triệu Quốc Đống đã có quan hệ. Có lẽ do hai người đều là cán bộ từ thành phố An Đô điều tới Hoài Khánh nên nhanh chóng có quan hệ. Sự bá đạo, cứng rắn của Triệu Quốc Đống thì Khương Dương sớm biết. Địch Huy thua Tang Khắc Minh trong khi cạnh tranh chức phó chủ tịch thường trực quận làm cho bản thân Khương Dương cũng mất mặt. Điều này nhất định có quan hệ với Vương Lệ Quyên và Triệu Quốc Đống. Chỉ là chuyện này lời nói của Lữ Thu Thần không bằng Triệu Quốc Đống, nhưng thật ra điều này đã nằm ngoài suy nghĩ của y. Theo y nghĩ một chức thường trực quận thì Lữ Thu Thần hoàn toàn có thể làm chủ, Trần Anh Lộc cũng không vì chuyện này mà làm cho Lữ Thu Thần mất mặt. Sau đó Tiêu Triều chuyển lại ý của Bí Thư Trần, bề ngoài là Bí Thư Trần có cái nhìn với Địch Huy, nhưng đây không phải là biện pháp nói cho qua chuyện sao, cũng là nhắc nhở bản thân y. Đây cũng làm cho Khương Dương thêm cảnh giác. Phương án quy hoạch đô thị lần này thay đổi rất nhiều so với phương án quy hoạch đô thị lần trước, hơn nữa ở Hoài Châu dính tới càng nhiều hơn. Vấn đề giải phóng mặt bằng từ trước đến giờ vẫn rất khó khăn, nhất là theo cuộc sống của nông dân ngoại ô tăng lên, ý thức pháp luật được đề cao khiến muốn lừa dân chúng cũng không dễ như trước nữa. Chính sách của thị xã mặc dù kết hợp chính sách của tỉnh nhưng vẫn chỉ là chung chung, trong đó có không ít đường để sử dụng. Chỉ là trước đó cần phải tranh thủ được thị xã hiểu, đây là thứ nhất, ngoài ra trên thị xã nếu để cho công ty khai thác đô thị phụ trách hết thì đâu đến lượt quận làm ăn gì. Tuy nói quy hoạch đã có, căn cứ phân chia theo quyền hạn thì về lý thuyết sẽ do thị xã phụ trách. Nhưng căn cứ kinh nghiệm thực tế khi áp dụng trước đây thì rất nhiều quyền lợi được đưa xuống cho cấp quận. Quan niệm lợi ích phải chia chác đã ăn sâu quá lâu, người ăn tham một mình sẽ bội thực mà chết.
Khuông Dương không tin Triệu Quốc Đống cùng Hứa Kiều không hiểu cái lý này. Có lẽ mình phải dùng đủ phương thức để chống lại, để làm khó mới có thể để bọn họ hiểu điều này không thể bỏ qua. Khuông Dương tin Vương Lệ Quyên cũng hiểu ý của mình, cô ta nếu là người thông minh làm theo ý mình thì mọi người đều vui vẻ. Khuông Dương cũng hy vọng Vương Lệ Quyên có thể làm như vậy. Địch Huy, trong thời gian này anh an phận một chút cho tôi. Khuông Dương trầm ngâm một chút rồi nói. Địch Huy há hốc mồm giống như không thể hiểu Khuông Dương luôn kiêu ngạo mà lại có thái độ như thế này. Đây không phải tác phong làm việc của Khuông Dương mà. Vương Lệ Quyên nói đúng, bây giờ còn không rõ ràng lắm tổ công tác của thị xã xuống có tác dụng gì, không nên vội vàng kết luận, phải xem một chút rồi nói tiếp. Khuông Dương nhíu mày nói. Thị trưởng Triệu khôn khéo như thế nào? Anh cho rằng hắn là kẻ ngu không biết gì sao, chỉ biết làm theo ý mình sao? Địch Huy cũng dần cân nhắc ra vấn đề trong đó. Bí thư Khuông, ý của ngài là tổ công tác lần này xuống có ý đồ không tốt. Hừ, cái gì là ý đồ không tốt? Khuông Dương trừng mắt nhìn Địch Huy rồi lạnh lùng nói. Anh ăn nói cho cẩn thận, đừng để mà lấy trứng gà đấu với hòn đá. Quyển 12, chương 23. Bí thư Khuông, không thể nói như vậy, thước cũng có cái dài cái ngắn mà. Triệu Quốc Đống hắn là kẻ kiêu căng, bá đạo thì tôi thừa nhận. Nhưng ngài nói hắn là kim cương đao thương không vào thì tôi không tin. Hơn nữa với thân phận của hắn bây giờ dám trở mặt hoàn toàn với chúng ta sao? Tôi thấy chưa chắc. Địch Huy tức giận nói. Hắn ăn thịt thì phải cho người khác uống bát canh chứ. Hắn muốn làm thánh để bò lên thì chúng ta không xen vào, nhưng đừng có chặn đường phát tài của chúng ta. Khuông Dương có chút tức giận nói. Địch Huy, anh đừng có mà ăn nói như vậy trước mặt tôi. Tôi không hỏi nhiều vì mấy việc này của anh, cũng không có nghĩa tôi ủng hộ anh làm như vậy. Tôi đã sớm nhắc anh đừng dính vào mấy thứ đó, anh không thiếu danh, không thiếu tiền, quan hệ với đám kia làm gì. Sao, anh thật cho là có bọn họ thì sẽ giúp anh làm được việc lớn ư? Tôi nói với anh, đám mèo mả gà đồng đó đều là kẻ không làm được việc gì. Nếu anh không biết chừng mực thì sớm muộn cũng hại chết anh. Hừ, bí thư Khuông, bọn họ là người như thế nào thì tôi hiểu. Tôi cũng không đặt hy vọng vào bọn họ bao giờ, nhưng ngài cũng phải thừa nhận có những lúc phải dựa vào bọn họ mới có thể làm được việc mà. Địch Huy nói với giọng điệu này làm Khuông Dương rất bất đắc dĩ. Lúc trước Địch Huy có thể ở trước bí thư đảng ủy chính pháp thoải mái, ngông nghênh như vậy cũng chính là nhờ đám bạn ngoài xã hội kia. Mình không phải coi trọng hắn từ việc hắn dám chơi, dám làm sao. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Địch Huy ngồi trên vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ mà vẫn còn như vậy rõ ràng là không hợp. Đây có lẽ là nguyên nhân chủ yếu mà bí thư Trần không coi trọng hắn. Địch Huy, tôi lúc này không muốn nói nhiều với anh. Nhưng anh phải hiểu một điều có những lúc anh cần phải nhẫn nhịn. Vương Lệ Quyên chính là tấm gương để anh học tập, nếu không anh vĩnh viễn không thể trưởng thành được. Khuông Dương lớn tiếng nói. Tổ công tác của thị xã lập tức sẽ tới, chúng ta đứng ngoài xem là được. Sau đó đưa ra phán đoán và quyết định, đừng có mà gây sự đâu đâu. Địch Huy hít sâu một hơi nói. Triệu Quốc Đống hắn nếu bất nhân đừng trách chúng ta bất nghĩa. Để làm thị trưởng thì hắn còn phải qua cửa hội nghị đại hội đại biểu nhân dân, tốt xấu gì Hoài Châu chúng ta cũng có nhiều đại biểu đại hội đại biểu nhân dân như vậy cơ mà. Hắn không muốn khó khăn trong hội nghị thì phải biết cách làm người. Thái độ này của Địch Huy làm Khuông Dương rất khó chịu. Địch Huy này như muốn thể hiện hết suy nghĩ của bản thân mà không biết giấu giếm gì vậy. Anh ngậm cái miệng của mình vào, không ai coi anh là kẻ câm niếc đâu. Khuông Dương không thèm để ý tới Địch Huy nữa. Y đang suy nghĩ xem đủ phiền phức mà tổ công tác mang tới, cũng cần phải có ứng phó, còn phải đề phòng Vương Lệ Quyên giở thủ đoạn. Không thể bị khắp nơi công kích, gặp sơ hở khắp nơi được. Phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Tiền Nghiễm Minh cùng Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy Trang Quyền đến Hoài Khánh chỉ đạo công tác tuyển cử cuối năm. Trần Anh Lộc và Triệu Quốc Đống cùng chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã Hoài Khánh Lương Khải Sơn cùng đi. Theo lý thuyết năm nay không phải năm tuyển cử, hội nghị theo lệ hàng năm cũng không cần làm lớn như thế này. Nhưng tình hình Hoài Khánh có vẻ không đúng, đó chính là Triệu Quốc Đống là quyền thị trưởng duy nhất được tuyển làm thị trưởng trong cả tỉnh An Nguyên. Ăn trưa xong, Trần Anh Lộc, Lương Khải Sơn và Tiền Nghiễm Minh vào khảo sát nghỉ ngơi. Còn Triệu Quốc Đống cùng Trang Quyền lại lái xe chạy quanh thị xã. Xe buýt từ đại lộ Song Diệp chạy đến đường Đại Khánh, tiến vào khu vực năm nhà máy, lưu lượng xe cũng tăng lên nhiều. Quốc Đống, không gấp được,
công việc không phải một hai ngày có thể làm hết mà là cần một quá trình cho mọi người tiếp nhận. Trang Quyền ngồi ở ghế bên tìm đống đĩa, tiện tay bật một đĩa, bài nhạc với giai điệu chậm làm tâm trạng người ta không thể bình tĩnh nổi. Triệu Quốc Đống không nói gì. Tôi không muốn can thiệp công việc của cậu, nhưng đừng có sơ sót quá sẽ mang tới tác dụng phụ. Phương án quy hoạch đô thị mới của cậu đưa ra được lãnh đạo tỉnh đánh giá rất cao. Nhất là một số chuyên gia của Sở Quy hoạch Kiến trúc đánh giá cao độ trước mặt Chủ tịch tỉnh Tề, nhưng cũng có một vài tiếng nói không hay. Triệu Quốc Đống lặng lẽ lắng nghe. Hắn biết chuyện tuyển cử ở Hoài Khánh không nhất định cần Trang Quyền tới, cùng lắm phái một phó trưởng ban hoặc một trưởng phòng nào đó đi theo Tiền Nghiễm Minh là đủ rồi. Còn Trang Quyền tới chỉ để tìm hiểu công việc mà thôi, còn thực hiện chính là do thị ủy Hoài Khánh. Có một số người nghi ngờ đô thị cấp 2 như Hoài Khánh có cần làm với diện tích lớn đến như vậy không? Hơn nữa tỷ lệ diện tích A xanh và trụ sở cho cơ sở văn hóa, giáo dục, nghiên cứu khoa học cũng hơn xa bố trí các đô thị khác. Thiết kế độ rộng của đường thậm chí còn hơn xa quy hoạch của Ando. Trang Quyền có quan hệ rất rộng ở trên tỉnh, không chỉ quen biết bên tỉnh ủy, cũng có không ít quan hệ thân bên ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi có quan hệ mật thiết với Triệu Quốc Đống, y cũng thật lòng hy vọng chú em này thuận lợi trưởng thành trong chính trị. Vì thế y rất chú ý những đánh giá của tỉnh về Hoài Khánh. Có phải là nói Hoài Khánh không thực tế, mơ tưởng xa vời không? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng rồi trầm giọng nói. Hắn cũng sớm chuẩn bị tư tưởng. Không đến mức như vậy. Dù sao đây cũng là quyết định của thị ủy, ủy ban thị xã Hoài Khánh, được thị ủy, ủy ban nhất trí thông qua. Người bình thường cũng khó có thể lấy chuyện ra này mà nói này nói kia. Nhưng cũng có âm thanh truyền ra nói cậu còn quá trẻ, táo bạo không yên, chỉ vì cái được trước mắt, dùng chiêu này để mua danh tiếng, tranh thủ được lãnh đạo hài lòng. Triệu Quốc Đống không khỏi dùng mình. Nếu như nói hắn mơ tưởng xa vời thì hắn còn sớm đoán được. Nhưng nếu nói hắn táo bạo, hơn nữa còn vì mua danh tiếng, ấn tượng này nếu hình thành trong lòng lãnh đạo như vậy rất có thể ảnh hưởng rất lớn đến bước tiến sau này của hắn. Mọi người đều biết kẻ ám chỉ mình lấy lòng lãnh đạo cũng không phải không có lý, nhưng người dám can đảm nói như vậy là ai? Trang Quyền cũng chú ý thấy Triệu Quốc Đống hơi trầm lắng khi nghe thấy câu này, biết lời này làm cho Triệu Quốc Đống xúc động lớn. Trang Quyền đưa tay vỗ vỗ vai Triệu Quốc Đống và nói. Quốc Đống! Cậu một lòng muốn Hoài Khánh phát triển thì tôi hiểu. Nhưng cậu phải nhớ cải cách cũng chính là tiến dần từng bước chứ không phải một bước là đến nơi. Như vậy có thể tạo được giai đoạn giảm sóc, nếu có động tác quá lớn thường mang tới mâu thuẫn không hề nhỏ. Trưởng Ban Trang, tôi biết chuyện này nhất định dẫn đến không ít phong ba, tôi cũng đã chuẩn bị về tư tưởng. Nhưng tôi đúng là không ngờ có người nhìn tôi như vậy. Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu chính mình. Người ăn cua khó tránh khỏi bị nghi ngờ. Tôi đã sớm chuẩn bị tư tưởng. Nhưng nếu lãnh đạo có cái nhìn như vậy đúng là quá oan cho tôi. Trang Quyền cười phá lên nói. Cũng không đến mức như vậy. Tôi chỉ là nhắc cậu làm việc gì cũng cần suy nghĩ kỹ càng, nhất là bây giờ cậu là quyền thị trưởng thì càng cần chú ý. Đương nhiên vấn đề trên nguyên tắc không thể nhân nhượng, nhưng cách làm cần điều chỉnh một chút. Ví dụ như cậu phái ra tổ công tác chính là nước cờ hay. Làm một quân cờ quan trọng trong tay Triệu Quốc Đống. Trong thời gian này Vu Văn Lượng cũng không được yên ổn gì. Triệu Quốc Đống đã giao nhiệm vụ rất rõ ràng, nhưng ý đồ chân chính lại rất mơ hồ. Vu Văn Lượng có thể đoán ra được một chút, nhưng loại chuyện này trước khi đối mặt với thực tế thì tất cả cũng có thể đi con đường khác, có kết quả khác. Nửa tháng nay Vu Văn Lượng dẫn theo tổ công tác đến Hoài Châu, tìm hiểu rõ tình hình các xã, thị trấn, trọng điểm hiểu rõ ảnh hưởng khi quy hoạch đô thị điều chỉnh mang tới với cuộc sống nông dân mất đất là như thế nào. Cùng với cơ cấu chính quyền xã, thị trấn có thể thay đổi, cùng với việc làm như thế nào để đối phó với biến hóa này. Cơ chế bồi thường khi giải phóng mặt bằng của các nơi không quá giống nhau. Bồi thường bằng tiền, bồi thường bằng nhà ở cùng với số tiền đảm bảo cuộc sống cơ bản cho nông dân sau khi mất ruộng đất, cũng có mấy cách để giải quyết. Triệu Quốc Đống có ý muốn thành lập cơ chế hỗ trợ thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho nông dân mất đất. Nhưng điều này cần phải có nền tài chính rất lớn làm chỗ dựa. Với khả năng tài chính hiện nay của Hoài Khánh thì tất nhiên còn có chút khó khăn. Hơn nữa đây cũng là một hệ thống rất phức tạp, không phải anh cứ nghĩ cái là thành lập được. Vì thế Triệu Quốc Đống và Vu Văn Lượng đã ngồi nói chuyện với nhau không ít lần. Điều này làm Vu Văn Lượng không khỏi kính sợ và rất khó hiểu về Triệu Quốc Đống. Một thị trưởng trẻ tuổi như vậy không ngờ lại suy nghĩ sâu sắc đến thế, còn có thể suy nghĩ đến vấn đề sống và nghề nghiệp cho nông dân mất đát. Mặc dù trong đó có không ít thứ cần phải điều tra và thương lượng.
nhưng Triệu Quốc Đống có thể có suy nghĩ này là đủ rồi, đáng để Vu Văn Lượng xuống Hoài Châu hơn nửa tháng tìm hiểu rõ tình hình. Lão Tang, xem ra tình hình Hoài Châu có chút phức tạp. Chuyến đi này tôi có không ít thu hoạch, việc giải quyết việc làm cho nông dân mất đất là rất lớn, làm như thế nào để cho nông dân mất đất không trở thành thành phần dưới cùng của xã hội, không vì mất đất mà nghèo. Tôi nghĩ trong này cần hai cấp thị xã và quận cùng ngồi xuống bàn bạc và nói chuyện, tìm một biện pháp thật tốt để thống nhất giải quyết. Vì thế việc bồi thường tiền một lần duy nhất hay là bồi thường bằng nhà ở cũng không phải biện pháp tốt nhất, khó có thể duy trì cuộc sống của nông dân mất đất một cách lâu dài. Một khi nông dân dùng hết tiền bồi thường thì bọn họ sẽ sống như thế nào bây giờ? Mà bây giờ nếu đưa ra việc tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, xúc tiến việc gây dựng sự nghiệp thì cũng không thể áp dụng ngay được, khó mang tới tác dụng quyết định. Vu Văn Lượng ngồi trong văn phòng Tang Khắc Minh, tháng nay hai người gần như hôm nào cũng đi với nhau nửa buổi. Hai người vốn khá quen với nhau, chỉ là không có bao nhiêu qua lại mà thôi. Bây giờ bởi vì chuyện này nên phải đi với nhau. Sau nhiều lần tiếp xúc hai người phát hiện mình có nhiều quan điểm và tiếng nói chung, hơn nữa càng nói chuyện càng cảm thấy hợp ý. Vì thế nửa tháng qua Vu Văn Lượng cũng thành khách quen của văn phòng Tang Khắc Minh. Chỉ cần không xuống xã, Tang Khắc Minh không có việc gì thì Vu Văn Lượng sẽ tới văn phòng Tang Khắc Minh ngồi. Về sự phức tạp khi giải phóng mặt bằng, hai người có lẽ nói vài tháng cũng không hết chuyện. Hai người đều cảm thấy theo tầm quan trọng của đô thị trong trung tâm nền kinh tế quốc dân, quá trình đô thị hóa cũng tiến hành càng lúc càng nhanh, quy mô đô thị không ngừng mở rộng, ngả sản nghiệp thứ hai, thứ ba hình thành sẽ khiến việc thu hồi đất diễn ra nhiều hơn, sẽ chiếm dụng đất sản xuất nông nghiệp nhiều lên. Nhất là khu vực ngoại ô càng dễ dàng bị thu hồi nhiều hơn cả. Mà vấn đề thu hồi đất gặp khó khăn lớn nhất là giải quyết công ăn việc làm cho nông dân. Mà cách bồi thường duy nhất hiện nay khi xây dựng thành thị cũng lộ ra những điểm không tốt của nó. Nông dân mất đất, thiếu kỹ năng sống, thiếu kỹ năng nghiệp vụ, thiếu quy hoạch cuộc sống cần thiết. Vì thế một khi nông dân mất đất dùng hết tiền, bọn họ không thể tránh khỏi thành người nghèo. Mà khi hệ thống bảo đảm an sinh xã hội chưa bao trùm đến quần thể này, bọn họ cũng càng lúc càng trở thành một nhân tố không ổn định ở xã hội. Trưởng Ban Vu, anh nói đúng. Tôi cũng sơ bộ thiết kế một chút thì thấy sự kiện quần thể ở Hoài Châu càng lúc càng nhiều, tăng trưởng với tốc độ rất nhanh. Những năm đầu 1990 thì không có mấy, nhưng đến tầm giữa thập kỷ thì có vài chục vụ một năm, đến cuối những năm 90 thì cứ nửa tháng lại có vụ, đã thành một vấn đề mà cả xã hội đều chú ý. Tang Khắc Minh cũng rất thích nói chuyện với Vu Văn Lượng như vậy. Vu Văn Lượng mặc dù ở trên thị xã không ít thời gian, nhưng cũng làm ở cơ sở không ít, kinh nghiệm cũng không thiếu. Hơn nữa lên thị xã nên phạm vi tiếp xúc cũng tăng lên rất nhiều, có thể hiểu rõ hơn nữa tình hình Hoài Khánh, nhất là thường xuyên được tiếp xúc với trên tỉnh. Vì thế Tang Khắc Minh cũng hiểu thêm về kinh nghiệm và chính sách pháp luật. Tôi cũng đã cẩn thận phân tích qua, bắt đầu từ giữa những năm 90 đến năm 98, việc cải cách các công ty nhà nước dẫn đến sự kiện quần thể chiếm tỷ lệ không hề nhỏ. Nhưng bắt đầu từ năm 1998, việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng khiến cho sự kiện quần thể tăng lên nhiều. Năm 1999 là rất rõ ràng. Hơn nữa không hề ít vụ là do nông dân không được giải quyết công ăn việc làm nên đến quận yêu cầu giải quyết vấn đề sống. Tôi lúc ấy có chút lo lắng, tình hình năm nay càng rõ ràng hơn nữa. Vu Văn Lượng lặng lẽ nghe Tang Khắc Minh phân tích, đây đều là những số liệu cụ thể từ cơ sở. Hoài Châu chúng tôi sở dĩ phát triển công ty vừa và nhỏ. Nhất là đưa ra các chính sách ưu đãi ở khu công nghiệp để phát triển các công ty vừa và nhỏ phát triển, có một nguyên nhân rất quan trọng là chúng tôi hy vọng lợi dụng sức lao động dư thừa để hấp dẫn các công ty này, đồng thời cũng để các công ty này giải quyết công ăn việc làm cho nông dân mất đất. Vì thế Hoài Châu còn chuyên môn đưa ra các chính sách ưu đãi hơn nữa cho các công ty nếu thuê nông dân mất đất và công nhân mất việc của địa phương. Hoài Châu chúng tôi chấp nhận giảm thuế đôi chút, cũng hy vọng có thể làm cho công nhân mất việc và nông dân mất đất tìm được việc ổn định. Có thể làm việc trong thời gian lâu dài, có thể đảm bảo cho cuộc sống gia đình bọn họ. Vu Văn Lượng gật đầu tán thành quan điểm của Tang Khắc Minh. Triệu Quốc Đống khi nói chuyện với cách làm này của Hoài Châu cũng khá tán thành, cũng yêu cầu y thu thập tài liệu liên quan đến điểm này, để thị xã về sau có thể áp dụng sang nơi khác. Mà bây giờ cách làm của thị xã đúng là chưa bằng bên Hoài Châu. Tại sao Hoài Châu lại có chút mâu thuẫn với phương án quy hoạch đô thị của thị xã? Một nguyên nhân rất quan trọng trong đó là chúng tôi lo việc bồi thường và cơ chế đảm bảo cuộc sống nông dân mất đất không được kiện toàn, hoặc là nói không khoa học. Đẩy mạnh quá trình đô thị hóa với quy mô lớn như vậy sẽ mang tới tác dụng phụ không hề nhỏ.
ở điểm này không biết trên thị xã đã chuẩn bị tư tưởng hay chưa. Trước đây còn không ít vấn đề cần được giải quyết, vậy xây dựng thành thị với quy hoạch lớn như vậy sẽ khiến bao nông dân mất đất, giải quyết công ăn việc làm cho bọn họ sau này như thế nào? Có thể lại xuất hiện một nhóm lớn nông dân nghèo đói vì mất đất không? Nếu là như vậy Hoài Khánh muốn thực hiện sự phát triển kinh tế liên tục, lâu dài, Hoài Khánh nếu muốn thành đô thị hấp dẫn người tới ở thì trong những đại lộ to đẹp sẽ chôn những quả bom lớn. Tang Khắc Minh liên tục đưa câu hỏi khiến Vu Văn Lượng phải chìm trong suy nghĩ. Tôi biết thị xã cũng có kế hoạch và ý tưởng trong việc này. Nhưng tôi cảm thấy nó như là nhìn hoa trong sương, không đưa vào thực tế được, đến cuối cùng có thể khiến chúng ta phải trả giá rất đắt không? Cho nên tôi rất hy vọng trên thị xã có thể đưa ra các chính sách thực tế, cụ thể hơn cho bên dưới áp dụng. Tang Khắc Minh cảm thấy mình có chút kích động, Vu Văn Lượng không phải người đưa ra chính sách, y nhiều lắm chỉ là nhận nhiệm vụ mà lãnh đạo giao xuống tìm hiểu tình hình mà thôi, sau đó đưa ra căn cứ để lãnh đạo quyết định. Lão Tang, lời anh nói đều là vấn đề thực tế. Thị xã đúng là có kế hoạch và ý tưởng. Ví dụ như thị trưởng Triệu đưa ra việc muốn thành lập trụ sở giáo dục dạy nghề lớn nhất tỉnh ở Hoài Khánh, trong đó có một nội dung quan trọng nhất là tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho công nhân mất việc và nông dân mất đất. Đây cũng không phải là những thứ vu vơ mà là làm thật như dạy lái xe, đánh máy tính, dạy ngành mộc, sửa chữa điện, sửa ô tô, xe máy. Đều là những kỹ năng mưu sinh cơ bản nhất, muốn cho các học viên sau vài tháng học tập có thể tìm được việc làm và nuôi được gia đình. Vu Văn Lượng suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Đây là tôi nghe được khi thị trưởng Triệu tại cùng thị trưởng An thảo luận. Thị trưởng An được thị trưởng Triệu yêu cầu nhanh chóng hợp nhất các trường giáo dục dạy nghề, nhanh chóng đưa trường này phục vụ công việc chung, làm cho nông dân mất đất và công nhân mất việc được tập huấn. Đó là nghiệp vụ hàng đầu. Nếu thị xã thật sự sẽ làm như vậy thì thật ra có thể giải quyết được một ít vấn đề, nhưng vẫn không thể giải quyết được vấn đề căn bản. Dù sao số người có thể tham gia tập huấn không nhiều. Hầu hết nông dân đều có trình độ văn hóa thấp, nhất là người trên 35 thì muốn bọn họ tập trung học kỹ năng nào đó thì rất khó khăn. Tang Khắc Minh rất thẳng thắn nói. Đây chỉ là một phương diện, thị trưởng Triệu đã liên lạc với 5 công ty lớn của thị xã, yêu cầu 5 công ty này khi thuê người không thể chỉ lấy con em công nhân của mình, mà phải chủ động cân nhắc nông dân mất đất xem có con cái phù hợp với điều kiện nhận việc của công ty không. Ngoài ra cũng yêu cầu bọn họ chủ động nhận con cái nông dân sau khi đi bộ đội xuất ngũ vào làm việc, coi như chủ động chia sẻ nhiệm vụ với thị xã, quận, huyện. Tang Khắc Minh vẫn lắc đầu nói. Đây đều là biện pháp bình thường, không thể nào giải quyết được căn bản vấn đề. Vu Văn Lượng cười cười một tiếng, Tang Khắc Minh này đúng là giỏi chui. Lão Tang, cái này không được, cái kia không được, vậy cũng chỉ có việc phát triển công ty vừa và nhỏ của Hoài Châu là thu hút được hết sức lao động phải không? Trưởng Ban Vu, anh cũng phải thừa nhận cách phát triển công ty vừa và nhỏ của Hoài Châu thu hút sức lao động nhiều hơn bất cứ cách nào mà. Tang Khắc Minh không hề khiêm tốn nói. Đương nhiên, nếu như vài phương diện kết hợp thì càng tốt hơn nữa. Ừ, tôi cũng nghe thị trưởng Triệu mơ hồ nhắc tới việc phát triển kinh tế để thu nhập sức lao động dư thừa là căn bản, nhưng không phải 5 năm, thậm chí 10 năm là có thể giải quyết được. Căn bản phải có một giới hạn nhất định. Vu Văn Lượng gật đầu nói. Đó chính là tạo ra một hệ thống bảo đảm an sinh xã hội. Ví dụ như đảm bảo thu nhập tối thiểu cho cuộc sống cho nông dân mất đất, làm như thế nào để đảm bảo bọn họ từ dân chúng có đất ở nông thôn chuyển sang dân chúng thành thị mà thiếu kỹ năng sống không bị ảnh hưởng quá nhiều. Đảm bảo cuộc sống tối thiểu, cấp bảo hiểm y tế, thậm chí là lương hưu, đây đều là vấn đề sẽ được giải quyết trong tương lai. Nhưng do tình hình thực tế các nơi khác nhau, tình hình tài chính cũng khác nhau. Hơn nữa Trung ương chỉ đưa ra một bộ khung, các nơi chỉ có thể căn cứ tình hình thực tế mà đưa ra chính sách tương ứng. Ở điểm này thị trưởng Triệu có cái nhìn rất xa, cho nên ngài mới có thể để tôi mượn cơ hội khi Hoài Châu gặp khó khăn mà đến tìm hiểu tình hình, nhất là khi việc xây dựng thành thị vừa tiến hành. Qua đó sẽ tạo thành cơ sở trụ cột để thăm dò trong phương diện này. Tang Khắc Minh có chút kinh ngạc nhìn Vu Văn Lượng. Thị xã thật sự có ý định này sao? Ừ, thị trưởng Triệu đúng là có suy nghĩ này. Phải nói là thị trưởng Triệu nghĩ xa hơn và toàn diện hơn chúng ta. Thị trưởng Triệu vừa muốn giải quyết vấn đề từ căn bản, lại muốn đưa ra một hệ thống bảo đảm an sinh xã hội, ít nhất theo tôi biết đây mới là sáng kiến. Hơn nữa đây là sáng kiến thật sự suy nghĩ về lợi ích lâu dài của dân chúng. Mặc dù có thể hiện nay có không ít khó khăn nhưng tôi cảm thấy sau này Hoài Khánh chúng ta nếu muốn giải quyết các vấn đề khi quá trình đô thị hóa mang tới cũng cần thử ở điểm này. Càng thử sớm thì chúng ta trả giá sẽ càng nhỏ.
Nếu muộn thì trả giá sẽ càng lớn. Hơn nữa tôi cảm thấy thị trưởng Triệu có thể sẽ áp dụng thí điểm tại Hoài Châu hoặc là Khánh Châu. Tang Khắc Minh run lên, y suy nghĩ một lúc và nói. Đây có lẽ là một công trình rất khó khăn và phức tạp, mà cũng có không ít mạo hiểm. Thị trưởng Triệu nếu thật sự có ý này, tôi cảm thấy đây là việc tốt. Nhưng chỉ dựa vào lực lượng từng đó ở thị xã thì chỉ sợ cũng khó có thể làm được. Điều này còn cần sự ủng hộ về quy định, chính sách của Trung ương, tỉnh. Quyển 12, chương 24. Triệu Quốc Đống nghe xong Vu Văn Lượng báo cáo liền gật đầu nói. Tôi thấy rất nhiều lãnh đạo quận, huyện của Hoài Khánh không có sự nhạy cảm bằng Tang Khắc Minh, bây giờ vẫn còn suy nghĩ cổ hủ, nghĩ làm theo hình thức sao cho lừa được nông dân là xong, nghĩ làm sao giải quyết được việc khó khăn này chứ không suy nghĩ làm như thế nào để nông dân mất đất có cuộc sống tốt hơn. Vu Văn Lượng không khỏi thừa nhận Triệu Quốc Đống đã đánh giá chính xác tâm tính của rất nhiều lãnh đạo bây giờ. Bọn họ căn bản không nghĩ đến cuộc sống của nông dân, mà chỉ muốn đạt được lợi ích của mình khi thu hồi đất mà thôi. Vu Văn Lượng cũng cho rằng còn một bộ phận người muốn tăng điểm cho tiền đồ chính trị của mình. Thị trưởng, nếu muốn giải quyết tốt mấy vấn đề này, lại muốn phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở thì tôi nghĩ cần có quy hoạch chu đáo cùng với ủng hộ về chính sách của Trung ương, của tỉnh. Vu Văn Lượng nói. Triệu Quốc Đống hài lòng nói. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tôi biết có một số việc không thể thành công ngay được. Nhưng chúng ta không thể vì thực tế khó khăn mà không làm gì mà, phải không? Hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân cuối năm rốt cuộc đã diễn ra. Các đại biểu vui vẻ tụ tập ở đại lễ đường và nhận các túi tài liệu nhỏ với logo tinh xảo của công ty Hòa Tân dán trên gió. Đây là đề nghị của Vu Văn Lượng, đề nghị công ty Hòa Tân có thể thông qua cách này để giới thiệu về mình, tăng thêm hình ảnh của bọn họ trong mắt dân chúng bình thường của thị xã Hoài Khánh. Công ty Hòa Tân cũng ngay lập tức chấp nhận đề nghị này. Mỗi một vị đại biểu đều nhận được một túi nhỏ bảo vệ môi trường, trong đó giới thiệu qua về triển vọng phát triển của công ty Hòa Tân, ngoài ra còn có một bộ ấm chén đẹp mắt với logo nhỏ của công ty Hòa Tân. Theo sát cách làm của công ty Hòa Tân, công ty Tinh Anh mới tiến vào khu khai phát Hoài Khánh cũng lập tức làm theo, cũng một túi nhỏ, một bản giới thiệu về triển vọng của công ty Tinh Anh, sau đó là một con dao nhỏ của Thụy Sĩ, bên trên là logo của công ty Tinh Anh. Công ty Tinh Anh còn đưa thêm vài thứ vào trong túi, ví dụ như thiếp mời, trong đó có một câu nói làm mọi người đều hài lòng. Một năm sau, CCTO chân thành mời ngài đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn Tinh Anh Hoài Khánh. Toàn thể cán bộ công ty Tinh Anh xin đợi ngài đến. Ngài đến là vinh hạnh lớn nhất của chúng tôi. Công ty Hòa Tân không cần nhiều lời, là công trình thương hiệu trong việc thu hút đầu tư của Hoài Khánh, tổng tiền đầu tư hơn 1,6 tỷ USD. Theo hạng mục này thành công khiến dân chúng toàn Hoài Khánh đều phấn chấn. Mà công ty Tinh Anh vẫn còn xa lạ với dân chúng nội thành Hoài Khánh và các đại biểu của Đại hội đại biểu nhân dân, nhưng cách làm này cũng thoáng cái kéo vị trí của công ty Tinh Anh lên cao. Điều này khiến các vị đại biểu không ngừng bàn tán năm nay thu hút được mấy công ty lớn trong lĩnh vực điện tử thông tin. Từ công ty Hòa Tân đến công ty Tinh Anh, tập đoàn Nhân Bảo, không ngừng có các công ty đến ký hợp đồng với khu khai phát Hoài Khánh. Hơn 400 đại biểu tiến vào hội trường, mỗi người một phiếu bầu, thị trưởng thứ 5 của Hoài Khánh sau khi thị xã thành lập cứ như vậy xuất hiện. Khuông Dương đang cầm cốc trà uống mà có tâm trạng rất phức tạp. Y không muốn xung đột trực tiếp với Triệu Quốc Đống, nhưng động tác quá lớn của Triệu Quốc Đống đúng là ảnh hưởng tới nhiều lợi ích của Hoài Châu, điểm này Hoài Châu muốn chống lại. Vương Lệ Quyên cùng Tang Khắc Minh cũng ủng hộ việc này, nhưng cấp độ khác nhau. Chỉ có Địch Huy là quá khích nhưng bị Khuông Dương kiên quyết phản đối. Giờ trò trong tuyển cử là hành vi ngu ngốc. Triệu Quốc Đống không ngừng tạo xu thế trước hội nghị cùng với thành tích trước đây của hắn khiến hắn đảm bảo được tuyển cử thuận lợi. Mà Trần Anh Lộc cũng làm chỗ dựa cho Triệu Quốc Đống ở việc này. Mà chiêu thức của công ty Hòa Tân cùng công ty Tinh Anh càng tạo thêm uy tín cho Triệu Quốc Đống. Ngay cả Khuông Dương xem xong hai chiếc túi của công ty Hòa Tân cùng công ty Tinh Anh đều giật mình, tim đập mạnh. Công ty công nghệ cao này đầu tư vào đâu chẳng những mang tới tài chính khổng lồ, còn giải quyết được nhiều công ăn việc làm cho dân chúng địa phương. Đồng thời cũng làm Hoài Khánh tăng trưởng mạnh về GDP. Kính thưa các vị đại biểu, sau đây tôi xin thay mặt Ủy ban Nhân dân thị xã báo cáo công tác của Ủy ban với hội nghị. Cũng xin mời các đại biểu đưa ra ý kiến quý báu. Đầu tiên là giới thiệu những gì đã đạt được trong năm nay. Giọng nói của Triệu Quốc Đống vang vọng đại lễ đường làm đông đảo các vị đại biểu đều tập trung muốn nghe vị thị trưởng này đưa ra ý tưởng gì để khôi phục, phát triển kinh tế Hoài Khánh. Mặc dù công ty Hòa Tân cùng công ty Tinh Anh đã làm cho bọn họ không ít vui mừng.
GDP toàn thị xã năm sau phải đảm bảo tăng trưởng trên 18%, thu tài chính cũng tăng trên 30% so với năm trước. Để đạt được chỉ tiêu này, chúng ta cần cố gắng khiến các hạng mục nhanh chóng đi vào sản xuất, nhất là 4 công ty lớn gồm công ty Hòa Tân, công ty Quảng Đạt, tập đoàn điện tử Nhân Bảo, công ty Tinh Anh, cũng mau chóng xác định công ty dây cáp Khang Ninh nước Mỹ cùng công ty điện khí ép Nhật Bản nhanh tiến vào giai đoạn xây dựng, làm cho ngành điện tử thông tin thành động lực tăng trưởng kinh tế của Hoài Khánh chúng ta. Cũng xúc tiến công ty máy công cụ, nhà máy thiết bị xăng dầu niêm yết lên thị trường chứng khoán. Phải đẩy mạnh kinh tế các quận, huyện, dựa vào trụ cột ngành công nghiệp cơ giới chế tạo mà đẩy mạnh ngành cơ khí. Cố gắng biến khu khai phát đi đầu trong lĩnh vực điện tử thông tin của tỉnh, của cả khu vực Trung Tây, phát triển công ty sản xuất thiết bị ô tô Quy Ninh, khu công nghiệp da giày, may mặc, công nghiệp nhẹ Hoài Châu, phát triển ngành sản xuất dược liệu Khánh Châu, phát triển ngành cơ giới chế tạo Lâm Giang, phát triển ngành công nghiệp thực phẩm ở huyện Tĩnh, Thanh Bình, phát triển ngành thủ công mỹ nghệ, ngành gỗ ở Vũ Xuyên, Cổ Lâu. Cần phải dùng hết khả năng xúc tiến công ty vừa và nhỏ cùng công ty tư nhân phát triển. Đây sẽ là công việc quan trọng nhất của các quận, huyện Hoài Khánh chúng ta. Công ty vừa và nhỏ cùng công ty tư nhân có sức năng động nhất. Triệu Quốc Đống cũng không hoàn toàn dựa vào bản thảo đã chuẩn bị sẵn mà đọc, hắn tùy ý phát huy, nhất là khi nói về mảng phát triển kinh tế và xây dựng thành thị hắn càng nói không ngừng, các con số không ngừng được đưa ra. Triệu Quốc Đống cũng rất lý trí khống chế bài phát biểu của mình. Hắn biết đây không phải sân khấu để mình phát huy. Một thị trưởng mới chúng cử có thể đưa ra hứa hẹn nhưng nếu thao thao bất tuyệt nói những điều ủy ban có thể làm, đó là coi nhẹ đầu óc và trí tuệ chính trị của các vị đại biểu đại hội đại biểu nhân dân thị xã. Hội nghị cuối cùng đã kết thúc khi Triệu Quốc Đống nói lời cảm ơn. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên không dứt, không biết là do mọi người cảm ơn Triệu Quốc Đống đưa ra viễn cảnh tốt đẹp, hay là cảm ơn hắn đã nói xong. Quyển 12, chương 25. Một tuần sau khi được bầu làm thị trưởng, Triệu Quốc Đống mới dọn lên văn phòng của thị trưởng. Trước đó khi làm quyền thị trưởng, hắn vẫn ở văn phòng của phó thị trưởng thường trực. Điều này làm cho Lữ Thu Thần có chút khó chịu, cho rằng Triệu Quốc Đống quá dối trá. Văn phòng thị trưởng nằm một mình ở tầng 6, văn phòng các phó thị trưởng khác nằm ở tầng 7, tầng 8. Từ nơi đây có thể nhìn thấy hồ La phía bên cạnh chính quyền thị xã. Hồ này rộng gần 100 mẫu. Được bầu làm thị trưởng nhưng không khiến Triệu Quốc Đống thấy kích động gì cả. Một tuần nay hắn vẫn đang suy nghĩ về kế hoạch trong 2, 3 năm tới. Vừa phải có hành động thiết thực xúc tiến kinh tế phát triển, vừa phải có sự sáng tạo trong công việc, đảm bảo cuộc sống dân chúng tăng lên. Vừa phải có kết quả ngay lập tức, vừa phải có bố trí lâu dài. Triệu Quốc Đống đưa ra thời hạn 2 năm cho mình để hoàn thành một số công việc. Triệu Quốc Đống ngồi lặng lẽ viết một chút. Cũng chính là những việc trọng điểm khi hắn được chính thức bầu làm thị trưởng. Thu hút đầu tư, chấn hưng sản xuất công nghiệp, chính là 10 chữ này. Đây là trụ cột tất cả, không có sản xuất công nghiệp hùng hậu làm chỗ dựa thì sẽ không thể làm gì được. Mà Hoài Khánh bây giờ đã có trụ cột tốt, hắn cần làm chính là thúc đẩy, xúc tiến kinh tế công nghiệp nhảy lên bậc thang mới, phát triển mạnh ngành điện tử thông tin và lợi dụng ngành này cải tạo ngành cơ giới chế tạo. Viết xong vấn đề thứ nhất. Triệu Quốc Đống nhanh chóng viết chuyện thứ hai cần làm. Đẩy mạnh xây dựng thành thị, tạo ra hình tượng đô thị Hoài Khánh hoàn toàn mới, đây chính là việc để tạo thương hiệu cho hắn. Hơn nữa cũng có thể tạo trụ cột tốt đẹp cho sự phát triển kinh tế sau này của Hoài Khánh. Nhưng muốn được thế phải tầm 5, 10 năm sau, còn bây giờ hắn sẽ bị ăn mắng. Chuyện thứ ba là gì? Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời cảm thấy có rất nhiều việc đặt ra trước mặt mình, cần hắn làm, hơn nữa việc nào cũng có vẻ rất gấp. Lợi dụng điều kiện hoàn cảnh tự nhiên của Hoài Khánh mà phát triển Hoài Khánh, chuyện này thoạt nhìn không gấp nhưng Triệu Quốc Đống biết chuyện này không thể chậm trễ được. Một khi nó đi vào quỹ đạo thì sau sẽ mang tới tiềm lực khó có thể tưởng tượng. Ví dụ như thu hút đầu tư từ ngoài vào làm việc nghiên cứu khoa học, thu hút nhân tài trong lĩnh vực giáo dục, tăng cường thực lực nghiên cứu khoa học, giáo dục của Hoài Khánh. Đây là quy hoạch lâu dài, thậm chí không phải 5 năm là có hiệu quả, phải tiến hành từ từ. Thành lập trụ sở giáo dục dạy nghề, xúc tiến công ty vừa và nhỏ phát triển, giải quyết khó khăn về công ăn việc làm cho nông dân mất đất, VNMV, giải quyết quyền lao động cho bọn họ. Tìm hiểu con đường mới cho vấn đề tam nông, đủ mọi việc làm Triệu Quốc Đống cảm thấy mình không thể thực hiện hết. Triệu Quốc Đống không khỏi suy nghĩ miên man, theo hắn thấy quan điểm giữa Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu thực tế không khác nhau là mấy. Xét đến cùng đều là cần phát triển kinh tế,
Kinh tế không phát triển thì dù quan điểm của Ninh Pháp hay Ứng Đông Lưu đều là xây nhà trên không, cùng lắm chỉ giải quyết được vài vấn đề xuất hiện trước mắt mà thôi. Còn các công việc có thể phát triển kinh tế thì của Ứng Đông Lưu và Ninh Pháp đều rất nhất trí. Vì thế điều hắn cần làm chính là phát triển kinh tế không phát triển thì mọi thứ là vô vọng. Triệu Quốc Đống từ có quyết định, cần phải đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu khai phát, các quận, huyện khác cũng cần phải tiến hành cải cách công ty nhà nước, thu hút đầu tư. Đủ vấn đề khó khăn khiến cho việc thu hút đầu tư của các huyện khác ngoài Quy Ninh và hai quận không đạt được hiệu quả mấy. Nhưng hắn không phải là chủ tịch của một quận, huyện nào, mà là thị trưởng của thị xã Hoài Khánh. Chỉ dựa vào một hai quận, huyện phát triển tăng tốc, hoặc là khu khai phát phát triển huy hoàng là khó có thể khiến kinh tế cả Hoài Khánh phát triển lên được, cũng là phát triển không cân bằng. Quy Ninh so sánh với một hai năm trước thì có tốc độ tăng trưởng kinh tế không chậm, nhưng vẫn còn chênh lệch với Hoài Châu. Còn bên Khánh Châu, Hồ Dương là người khá xông xáo, táo bạo, nhưng thật ra Mi Trọng Bình lại khá cẩn thận. Nhưng điều này ai cũng có thể hiểu vì Mi Trọng Bình chỉ làm hết nếu không xảy ra chuyện gì lớn thì sẽ có thể sang bên Đại hội đại biểu nhân dân ăn cơm an toàn vài năm, hoặc lên một ngành nào đó của thị ủy, ủy ban làm để đợi về hưu. Mấy huyện khác chỉ có bộ máy Lâm Giang là tạm được. Triệu Quốc Đống càng lúc càng cảm nhận rõ một quận, huyện phát triển kinh tế có quan hệ rất lớn đến năng lực, tố chất của bí thư, chủ tịch nơi đó. Đây là điển hình của câu một tướng vô dụng mệt chết ngàn quân. Hắn bây giờ chỉ là thị trưởng, quyền lên tiếng ở vấn đề nhân sự không quá lớn. Chấm. Xe nhẹ nhàng chạy ra khỏi trụ sở thị ủy. Phó Thiên ngồi trong xe lúc này đang nhắm mắt suy nghĩ. Ai nói thằng Triệu Quốc Đống là kẻ dễ xúc động, kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Sự thật chứng minh hắn rất thông minh. Cơn phong ba ở Hoài Châu không hề nhỏ nhưng sau khi tổ công tác xuống dưới tham gia kiểm tra khiến việc này dần trở lại bình tĩnh. Khuông Dương có lẽ đã phải chấp nhận việc cúi đầu, thái độ cũng trở nên mập mờ, không dám ngang nhiên như trước. Xem ra Khuông Dương đã hơi sợ, dù sao không ai muốn công khai chống đối thị trưởng mà. Từ số phiếu bầu rất cao của Triệu Quốc Đống đã nói rõ tất cả. Tất cả mọi việc đã chứng minh Triệu Quốc Đống đã không còn là Triệu Quốc Đống hồi ở Sở Giao thông. Triệu Quốc Đống không hề thua kém kẻ lão luyện trong chính trị về việc làm sao củng cố địa vị chính trị, đạt được lợi ích lớn nhất cho mình. Sau khi đến Hoài Khánh, Phó Thiên vẫn cẩn thận quan sát từng biến hóa dù là nhỏ nhất của nền chính trị Hoài Khánh. Các thường vụ, các phó thị trưởng, các bí thư, chủ tịch quận, huyện, lãnh đạo các ngành chức năng quan trọng, tư liệu của đám người đó đều được Phó Thiên ghi nhớ, đây cũng là yêu cầu cơ bản nhất của Phó Bí Thư phụ trách công tác tổ chức. Anh nếu không nhớ thì sẽ bị đám người ban tổ chức cán bộ lừa gạt. Hoài Châu không thể nghi ngờ chính là chiến trường chủ yếu của Triệu Quốc Đống. Đám cán bộ địa phương do Khuông Dương cầm đầu ở Hoài Châu đã mâu thuẫn không nhỏ với Triệu Quốc Đống do phương án quy hoạch đô thị mới. Mà đám người ở Ủy ban xây dựng do Phương Hùng Phi cầm đầu cũng vì nguyên nhân này khiến cho bọn họ lặng lẽ liên minh với Khuông Dương, thêm cả Lữ Thu Thần đứng giữa gây rối nên cuộc sống của Triệu Quốc Đống sau này cũng không quá sung sướng. Phó Thiên vẫn cho rằng ba phương này sẽ đủ để hình thành liên minh đầy sức mạnh, nhưng y rất nhanh thấy điều này là không thể. Khuông Dương không ngu, mà Phương Hùng Phi cũng không ngốc, rất nhiều việc chỉ có thể hiểu ý không thể nói ra. Trong công việc anh có thể kéo dài một chút, nhưng nhiều chuyện kết hợp lại sẽ khiến Triệu Quốc Đống nghi ngờ. Mà Lữ Thu Thần theo thời gian trôi đi cũng sẽ mất trụ cột quyền lực để đấu với Triệu Quốc Đống. Không nói bọn họ có thể hình thành liên minh hay không. Dù là có thể nhất trí ở một vấn đề nhất định nào đó thì cũng không thể kéo dài lâu vì thiếu lợi ích chung kéo lại với nhau. Đầu tiên là nội bộ Hoài Châu có cái nhìn khác nhau ở vấn đề này. Nhất là Triệu Quốc Đống làm ra tổ công tác xuống nghe ý dân lập tức khiến Hoài Châu mất sự đoàn kết. Mà trong hội nghị công tác xây dựng toàn thị xã, Triệu Quốc Đống lớn tiếng phê bình sự chậm chạp, tư tưởng bảo thủ của Ủy ban xây dựng càng làm đám người Ủy ban xây dựng câm như hến. Phương Hùng Phi cũng lập tức bị chèn ép. Quan trọng nhất chính là sự ủng hộ của Trần Anh Lộc. Trần Anh Lộc không ủng hộ, Triệu Quốc Đống từ quyền thị trưởng đi lên làm thị trưởng nhất định sẽ khó khăn hơn. Phó Thiên thở dài một tiếng, Triệu Quốc Đống rất thông minh. Hắn đã nắm rõ tâm lý của Trần Anh Lộc nên hắn sẽ không bại. Đáng tiếc đám người Lữ Thu Thần cùng Khuông Dương không thấy điều này, vẫn còn mong Trần Anh Lộc sẽ chèn ép Triệu Quốc Đống. Quyển 12, chương 26. Phó Thiên đến bây giờ cũng còn không rõ nguyên tắc công việc của mình ở Hoài Khánh sẽ là như thế nào. Làm như thế nào để xử lý tốt quan hệ với Triệu Quốc Đống, y biết việc này có quan hệ đến địa vị của mình. Y từ phó giám đốc sở biến thành phó bí thư,
nhìn như là điều ngang hàng nhưng nó sẽ làm y không chỉ còn giới hạn trong phạm vi hệ thống giao thông. Ngồi trên vị trí phó bí thư tự nhiên sẽ thành một cục nam châm hấp thu một số nhìn, nhưng chưa chắc đám người đó đã thành người muốn dùng. Có một số người mình cần chủ động thu nhận nhưng chưa chắc đã nhất trí với quan niệm của mình. Có được một nhóm người của mình đó là lựa chọn tất nhiên. Nếu không anh không thể làm gì được trong quan trọng, chẳng qua anh không thể không cân nhắc đến thân phận của mình, nếu làm cho bí thư nghi kỵ thì sẽ phản tác dụng. Vì thế anh cần phải nắm chắc chừng mực. Còn về quan hệ giữa anh với thị trưởng, Phó Thiên cười cười một tiếng. Trước là người thân thiết, sau đó xa cách, bây giờ cần phải xác định lại. Triệu Quốc Đống đã không là Triệu Quốc Đống trước đây, Phó Thiên cũng không phải Phó Thiên ngày xưa. Phó Thiên có tác phong làm việc của mình, Triệu Quốc Đống cũng vậy. Phó Thiên chỉ lấy việc nói việc mà thôi. Anh nhường tôi một bước, tôi kính anh một trượng, chỉ mong Triệu Quốc Đống đã lên làm cán bộ cấp giám đốc sở cũng hiểu rõ ràng điều này. Không phải ai dựa vào lực lượng của bản thân mà tạo được thiên hạ, cũng không phải chỉ dựa vào mình Trần Anh Lộc mà xử lý được mọi thứ. Điện thoại di động vang lên, là giám đốc công ty khai thác đô thị Trúc Trung Nguyên. Phó Thiên cười cười nghe điện nói. Lão Trúc, ừ, tôi đang trên đường. Các anh đã đến rồi à? 5 phút nữa tôi sẽ tới. Tôi chẳng qua chỉ là đến xem tình hình xây dựng thành thị như thế nào mà thôi. Dù sao làm vậy để khi lãnh đạo tỉnh biết thì tôi cũng có thể nói được mà. Phó Thiên đánh giá khá cao Trúc Trung Nguyên. Trúc Trung Nguyên này có thể được cả Đặng Nhược Hiền cùng Hứa Kiều coi trọng, đứng vững trước áp lực của Phương Hùng Phi là kẻ một tay che trời trong hệ thống ủy ban xây dựng, không có bản lĩnh là không được. Ngay khi Phó Thiên suy nghĩ về Trúc Trung Nguyên, Trúc Trung Nguyên cũng đang tự đánh giá về vị phó bí thư thị ủy này. Trên đời không có gì vô duyên vô cớ, Phó Thiên quan tâm tới công ty khai thác đô thị vượt quá sự chú ý của một vị phó bí thư thị ủy bình thường. Điều này tức là có điều gì đó khiến công ty khai thác đô thị quan tâm. Đương nhiên từ góc độ bản thân Trúc Trung Nguyên mà nói, phó bí thư thị ủy quan tâm anh, đó là coi trọng anh. Xe từ từ tiến vào công trường, xe của Phó Thiên mới được mua. Y không đi xe Buick New Century mà Đàm Lập Phong đã đi, thị xã mua một xe mới cho Y. Ai cũng nói chỗ ngồi giống như phụ nữ vậy, người khác đã dùng qua thì dù tốt mình dùng lại cũng không thích. Thà chấp nhận mua một xe rẻ hơn nhưng cũng là xe mới. Trúc Trung Nguyên vội vàng đi lên đón và mở cửa xe cho Phó Thiên. Thị trưởng Triệu không thích ai mở cửa xe cho hắn, nhưng Phó Thiên này lại khác. Phó Bí Thư, ngài tới. Đừng khách khí như vậy. Tôi chỉ đến xem một chút mà thôi. Mấy hôm trước tôi lên tỉnh họp, có lãnh đạo tỉnh khá quan tâm đến việc xây dựng đô thị ở Hoài Khánh chúng ta, cho rằng Hoài Khánh là đô thị cấp 2 mà khí phách rất lớn. Đương nhiên lãnh đạo cũng có chút lo lắng là việc xây dựng của chúng ta có phải là đầu voi đuôi chuột không. Cho nên tôi cũng muốn tìm hiểu một chút, dù sao đây cũng là công trình điểm trong năm 2001 của Hoài Khánh chúng ta. Trúc Trung Nguyên cẩn thận suy nghĩ lời Phó Thiên nói. Từ công trình điểm do Phó Thiên nói ra làm y khó có thể phán đoán được. Thị trưởng Hứa cũng không ngại nói đến từ này, thậm chí còn có muốn tạo điểm sáng hơn nữa. Nhưng thị trưởng Triệu có vẻ không thích từ công trình điểm này, còn chuyên môn phê bình Trúc Trung Nguyên. Phó Bí Thư, để tôi báo cáo với ngài một chút về tình hình hoạt động của công ty khai thác đô thị hiện nay. Phía Bắc đại lộ Song Diệp dài 7 km, mà đại lộ Song Diệp phía Bắc dài hơn phía Nam. Hơn nữa do trước đó bên Khánh Châu đã thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng nên phía Bắc đã hoàn thành, trước mắt chúng tôi đã tiến hành bắt tay vào làm đường. Chúng tôi lấy hình thức làm từ hai phía, tiến hành làm từ đầu Bắc Đại Lộ Song Diệp và phía Nam Đại Lộ Hiết Mã. Còn chỗ giao giới giữa quốc lộ 226 và Đại Lộ Song Diệp cũng được tiến hành nhanh chóng. Bởi vì con đường này là con đường chính qua lại nên chúng tôi tiến hành làm từng phía một. Coi như đảm bảo giao thông không bị gián đoạn. Đương nhiên việc giao thông qua lại cũng bị một vài ảnh hưởng. Ừ, như vậy chỉ ảnh hưởng đôi chút với xe cộ tiến vào nội thành cũng là tốt rồi. Phó Thiên cười nói, phương pháp này thì tốt nhưng mà về tổng thể sẽ khiến tiến độ chậm đi. Nhưng nếu như việc qua lại mà bị ảnh hưởng thì sẽ khiến quần chúng nhân dân phản ánh rất mạnh. Ừ, vì khắc phục ảnh hưởng do thi công chậm nên chúng tôi dự định đợt Tết chỉ nghỉ mùng 1, thời gian khác thì không, cố gắng duy trì hoạt động toàn tuyến. Cố gắng trước tháng 3 sẽ hoàn thành nửa phía đông, nửa phía tây. Còn đến cuối tháng 6 sẽ hoàn thành cả phía bắc đại lộ Song Diệp. Trúc Trung Nguyên một bên giới thiệu, một bên bảo nhân viên kỹ thuật mở bản đồ ra để Phó Thiên tìm hiểu rõ hơn. Ồ, như vậy có gấp quá không? Đúng là hơi gấp, cũng may đây là mùa đông và xuân nên thời tiết thích hợp.
Hơn nữa công ty khai thác đô thị cũng đã mua thiết bị cơ giới mới, ngoài ra cũng thuê một ít thiết bị nhằm đẩy mạnh tiến độ. Trúc Trung Nguyên gật đầu nói. Mặc dù là gấp nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình, tiến độ không được chậm. Đây là thử sức chiến đấu của bộ máy công ty khai thác đô thị. Đây là công trình trọng điểm của thị ủy, ủy ban, liên quan tới hình tượng của Hoài Khánh. Bí thư Trần cùng thị trưởng Triệu đều đã cam đoan với tỉnh, sang năm lãnh đạo tỉnh sẽ tới thị sát công việc Hoài Khánh. Mảng xây dựng thành thị là trọng điểm, có thể lưu lại ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo tỉnh hay không là rất quan trọng. Trung Nguyên, Lão Dương, điểm này công ty khai thác đô thị là quân chủ lực, không được chậm trễ. Phó Thiên nói rất nghiêm túc, Trúc Trung Nguyên và Dương Phong nghe xong đều gật đầu. Phó Bí Thư, ngài yên tâm, thị ủy, ủy ban giao nhiệm vụ cho công ty khai thác đô thị chúng tôi, dù khó khăn hơn nữa chúng tôi cũng sẽ tìm mọi cách hoàn thành đúng kỳ hạn và đảm bảo chất lượng công trình. Điểm này mời Phó Bí Thư xem xét. Trúc Trung Nguyên rất kiên quyết nói. Ừ, tôi đã xem qua quy hoạch, áp lực về đường không phải là lớn nhất. Nhưng còn có không ít vấn đề như quảng trường Thanh Xuân quy mô không nhỏ, còn có hành lang ở Thúy Hồ nữa chứ. Còn có cả công việc quy thọ cũng sẽ khởi công trong năm nay. Khối lượng công trình lớn như vậy, công ty khai thác đô thị có quy hoạch như thế nào? Phó Thiên nắm rõ quy hoạch đô thị nên nói ra được ngay các vấn đề còn tồn tại. Trúc Trung Nguyên hơi giật mình, vị phó bí thư này mặc dù xuất thân ở sở giao thông nhưng cũng không cần nắm rõ quy hoạch đô thị như vậy chứ. Phó bí thư, không giấu gì ngài, đây là khó khăn lớn nhất của công ty khai thác đô thị chúng tôi. Ngài cũng biết quy mô của công ty khai thác đô thị mặc dù không nhỏ nhưng lượng công trình là quá nhiều. Chúng tôi cũng cam đoan với thị xã, công trình đại lộ nhất định sẽ thông suốt, nhưng các công trình liên quan thì chúng tôi sợ không thể hoàn thành. Tôi và Lão Dương, Nhạc Minh đã bàn qua. Đầu tiên đảm bảo thuận lợi thông xe theo đúng tiến độ, về việc xây dựng các công trình liên quan thì làm từ dễ đến khó. Ngoài ra nếu thật sự không được thì có thể hỏi ý kiến thị xã xem có thể đấu thầu một chút công trình ra ngoài hay không. Lão Trúc, Lão Dương, tiến độ xây dựng thành thị của Hoài Khánh ảnh hưởng trực tiếp đến địa vị của Hoài Khánh đối với tỉnh. Năm ngoái tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hoài Khánh đứng thứ tư toàn tỉnh, năm nay thị xã đưa khẩu hiệu tranh vị trí thứ ba. Kinh tế đã lên, tiến độ xây dựng thành thị cũng phải theo kịp. Cho nên các anh cần có nhiều biện pháp, không nên câu nệ theo hình thức vốn có. Đến khi Phó Thiên rời đi, Trúc Trung Nguyên vẫn cân nhắc lời Phó Thiên nói. Câu nói cuối cùng của Phó Thiên có hàm nghĩa rất rộng. Trúc Trung Nguyên rất muốn hỏi Phó Thiên có điều kiện gì tốt nhưng cuối cùng đã nhịn đi. Y tin Phó Thiên rất nhanh sẽ lại đi thị sát, đến lúc đó sẽ có manh mối. Quyển 12, chương 27. Lục Nhị. Triệu Quốc Đống cười nói. Đến bao giờ vậy? Cô gái xinh đẹp Lục Nhị đến làm Triệu Quốc Đống khá vui vẻ. Một năm không gặp, Lục Nhị đột nhiên xuất hiện làm cho tâm trạng hắn vui vẻ hơn chút. Em cùng Sở Lị Tỷ. Lệnh Hồ Triều là kẻ trọng sắc khinh bạn, bây giờ chỉ lo thân thiết với Sở Lị Tỷ. Hai người bọn họ vứt em sang bên. Lục Nhị vui vẻ đi vào văn phòng Triệu Quốc Đống. Cô nhìn quanh và nói. Thị trưởng Triệu, em không làm phiền ngài chứ? Ồ. Lục Nhị câu nệ như vậy từ bao giờ thế? Theo tôi nhớ Lục Nhị không phải thế mà. Triệu Quốc Đống ra hiệu Lục Nhị ngồi xuống và cười ha hả nói. Sao lâu như vậy mới tới thăm tôi? Không phải Sở Lị bảo đi cùng thì chắc cô không tới phải không? Đây đúng là điển hình người đi trà lạnh. Lục Nhị hơi đỏ mặt, cô vội vàng giải thích. Không phải đâu thị trưởng Triệu, ngài bây giờ là thị trưởng, mỗi ngày đi vạn dặm, em sao có thể đến làm phiền ngài? Thực ra em định lên An Đô để gặp ngài nhưng ngài lại đi họp. Em đã đến chỗ liên doanh ngồi mấy lần rồi. Ồ, Lệnh Hồ sao không nói với tôi? Mà tôi bận đến mức như vậy sao? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Là em bảo Lệnh Hồ đừng nói với ngài. Ngài bây giờ bận hơn trước nhiều. Ngài lại mới tới Hoài Khánh nên cần thời gian quen thuộc. Em muốn chờ ngài chính thức thành thị trưởng mới tới chúc mừng mà. Lục Nhị khá dẻo miệng, nói cũng có lý lẽ. Lục Nhị nói xong liền rất tự nhiên đi rót nước thêm cho Triệu Quốc Đống, sau đó đặt xuống rồi tiện tay cắm lại bình hoa. Triệu Quốc Đống không khỏi thầm than phụ nữ đúng là cẩn thận hơn đàn ông. Lệnh Hồ Triều làm việc này tuy tốt nhưng vẫn không thể bằng Lục Nhị. Ha ha, tôi bây giờ được bầu nên cô mới tới thăm hả? Triệu Quốc Đống hài lòng cười cười. Lục Nhị là cô gái khá ngoan ngoãn, mặc dù trước đó hắn có ấn tượng không tốt với cô. Nhưng sau khi lên Tây Giang, Lục Nhị rất nhanh bằng biểu hiện thực tế của cô làm Triệu Quốc Đống phải nhìn lại.
Lục Nhị là người bình tĩnh xử lý mọi việc nhưng không hề hám lợi, hoặc là nói cô có thể dùng lý trí phân tích cuộc sống của mình để tìm được đường đi thích hợp nhất đối với cô. Đương nhiên cô có lẽ sẽ tiến hành việc mượn lực lượng bên ngoài để mình sống tốt hơn, Triệu Quốc Đống cũng cho rằng đó là điều cần thiết. Hi hi, em chưa từng nghĩ thị trưởng Triệu sẽ gặp vấn đề gì. Em tin ngài ở cổ đại nhất định là người có thể bày mưu nghĩ kế thắng xa ngàn dặm, tất cả biến hóa đều nắm trong bàn tay ngài. Lục Nhị gần như là mù quáng sùng bái Triệu Quốc Đống. Biểu hiện của Triệu Quốc Đống lúc ở Ninh Lăng làm cho cô rất khâm phục. Hắn đánh cờ trong hội nghị thường vụ thị ủy, Giản Hồng, Ngụy Hiểu Lam phát triển mạnh, người Triệu hệ ở Tây Giang rất đoàn kết, đến khi hắn rời đi, Triệu Quốc Đống còn đưa Lô Miễn Dương lên làm chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Ninh Lăng. Thành tích huy hoàng này khiến Triệu Quốc Đống dù đã đi 2 năm vẫn còn sức ảnh hưởng lớn ở Ninh Lăng. Mà Triệu Quốc Đống chỉ hơn cô vài tuổi. Hơn nữa cô biết Triệu Quốc Đống xuất thân bình thường, điều này làm cô cũng là người xuất thân bình thường cảm thấy tự hào như mình thành công vậy. Lục Nhị, cô đúng là vừa mở miệng có thể được xưng là nói ra hoa, làm người ta nghe thấy vui vẻ. Tôi cũng không tránh thoát. Được rồi, không nói nữa, tối nay chuẩn bị ăn gì? Em cùng Sở Lị tỷ tới đây, ngày mai em có người bạn thân ở Ando kết hôn nên em phải tới tham gia. Vì thế tối nay em phải về Ando. Lục Nhị lắc đầu nói. Ồ, hôm nay là thứ sáu rồi phải không? Triệu Quốc Đống nhìn lịch và nói. Không sao, hôm nay tôi cũng định về Ando. Như vậy chúng ta ăn ở Hoài Khánh, ăn xong cô cùng tôi về Ando, thế nào? Em sao dám làm phiền ngài? Lục Nhị có chút xấu hổ nói. Được rồi, bạn từ nơi xa tới mà. Lục Nhị, chúng ta cũng làm việc với nhau hơn năm, coi như là bạn phải không? Triệu Quốc Đống nháy mắt nói. Ăn lẩu chứ? Lẩu cay Hoài Khánh nổi tiếng cả tỉnh đó, xuất thân từ nẩu trùng Khánh nên ăn rất ngon. Gọi cả hai người lệnh hồ nữa. Tôi nhớ sau khi tôi đi khỏi Ninh Lăng vẫn nợ việc mời mọi người bữa cơm nhưng chưa thực hiện được. Lệnh hồ này cũng không nhắc tôi, hôm nay mọi người có mặt đông đủ thì bù vậy. Lục Nhị cảm thấy có chút ấm áp. Chuyện nhỏ như vậy mà Triệu Quốc Đống còn nhớ, chuyện đã qua 2 năm, hắn làm thị trưởng mà còn nhớ đến lời hứa nhỏ với cấp dưới, đây là điều không dễ làm được. Bảo sao chủ nhiệm Lô hay nói tới hắn, ngay cả nguyên bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát Lưu Như Hoài cũng rất tôn trọng hắn. Xe buýt chạy lên quốc lộ 226, Lục Nhị lặng lẽ ngồi ở ghế bên. Quốc lộ 226 là đường chủ đạo của khu vực Tây Nam tỉnh An Nguyên. Khi đường sắt An Kiềm chưa chính thức khánh thành thì quốc lộ này là con huyết mạch đối với Thiên Châu và Hoài Khánh. Đường sắt An Kiềm cuối năm nay sẽ xây dựng xong, lúc ấy ưu thế về giao thông của Hoài Khánh càng thêm rõ ràng. Quốc lộ 226 cũng sẽ được phân tải, nhất là hiện tượng tắc đường từ Hoài Khánh đến Thiên Châu sẽ được giảm đi nhiều. Cũng may đoạn đường từ Hoài Khánh đến An Đô của quốc lộ 226 đã được mở rộng ra 4 làn xe, mặt đường khá tốt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chỉ tầm tiếng là về tới An Đô. Lục Nhị, cô làm việc ở ban quản lý khu khai phát có vui không? Triệu Quốc Đống nhìn về trước và nói. Rất tốt, bí thư Lưu cùng chủ nhiệm Lô đều rất tốt. Em ở ban quản lý khá vui vẻ. Vì thế trưởng ban Vưu hỏi em có muốn tới ban tổ chức cán bộ không, em nói tạm thời chưa tính tới. Em định làm ở khu khai phát 2-3 năm nữa để rèn luyện mình. Lục Nhị thản nhiên nói. Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu, đến ban tổ chức cán bộ là chuyện nhiều người mơ tưởng nhưng Lục Nhị lại khéo léo từ chối, mặc dù cô lúc nào cũng có thể được điều tới ban tổ chức cán bộ nhưng cũng nói Lục Nhị có suy nghĩ rất sâu sắc. Lục Nhị, làm việc ở cơ sở sẽ rèn luyện được mình, nhưng làm việc trong văn phòng cũng có ưu thế của nó. Nhiều lúc từ văn phòng đi xuống thì có ý nghĩa khác. Nói thế nào nhỉ, thường người từ trên đi xuống dễ được đồng tình hơn, dễ tạo trụ cột cho mình hơn. Lục Nhị là cô gái thông minh, cũng giỏi chịu khổ, càng quan trọng là cô có dã tâm. Lời của Triệu Quốc Đống làm Lục Nhị phải suy nghĩ. Cô rất coi trọng ý kiến của Triệu Quốc Đống. Thị trưởng Triệu, ý của ngài là em nên tới ban tổ chức cán bộ. Triệu Quốc Đống đang định gật đầu nhưng đột nhiên nghĩ tới việc gì đó. Mai cô có việc gì không? Thị trưởng Triệu, có chuyện gì sao? Lục Nhị cảm nhận được gì đó. Chỉ chưa mai tham gia đám cưới. Chiều không có việc gì. Ừ, 3 giờ chiều mai cô tới câu lạc bộ Mân Lâm Khải, ừ, mang theo áo tắm. Câu lạc bộ Mân Lâm Khải, ở đâu? Lục Nhị có chút khó hiểu nói. Cô không biết Triệu Quốc Đống đột nhiên muốn mình đi bơi làm gì. Chẳng lẽ là, nhưng cô lập tức phứt ngay suy nghĩ viển vông của mình.
Đến cô sẽ biết mà, có thành công hay không là do cô. Triệu Quốc Đống nói. Quyển 12, chương 28. Nhìn hai nàng tiên cá bơi trong hồ, Triệu Quốc Đống khá vui vẻ. Đời người thi thoảng gặp cơ hội rất hiếm có. Nó giống như tối qua hắn đột nhiên nghĩ vậy. Hắn không thể CM đoan thậm chí không nắm chắc chút nào, nhưng nếu anh không thử thì sao biết thành công hay thất bại. Thư ký của Cam Bình đã được xác định xuống thành phố Miên Châu làm phó bí thư thành đoàn, sang năm là sẽ rời đi, một năm sau sẽ về thành phố An Đô làm phó bí thư huyện ủy hoặc chủ tịch huyện. Đương nhiên đây chỉ là tính toán sơ bộ mà thôi. Chẳng qua chỉ cần Cam Bình vẫn còn ở vị trí này thì vấn đề chắc không lớn. Trước đó vài hôm khi Triệu Quốc Đống cùng Cam Bình ăn cơm với nhau, Cam Bình đã vô tình nhắc tới việc này. Thư ký do văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh giới thiệu không làm Cam Bình hài lòng. Cam Bình không thích đám người làm nhiều năm ở văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Thư ký hiện tại của Cam Bình bây giờ được chọn từ bên tỉnh đoàn sang, cũng không phải chọn từ văn phòng ủy ban nhân dân. Do Cam Bình là người ngoài đảng nên văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh khá tôn trọng ý kiến của Cam Bình. Lục Nhị rất thông minh. Khi Triệu Quốc Đống nhắc qua với cô việc chủ tịch Cam cần chọn thư ký, cô hiểu ngay cơ hội đang xuất hiện trước mặt mình. Nếu có thể nắm bắt cơ hội này thì nó đủ để thay đổi cả cuộc đời cô. Trước khi Cam Bình tới, Triệu Quốc Đống đã nhắc Lục Nhị phải giữ sự tôn kính nhưng không được quá nịnh nọt. Phải nói biểu hiện của Lục Nhị làm Triệu Quốc Đống rất hài lòng. Nhưng có thể lọt vào mắt Cam Bình hay không thì hắn không rõ. Cam Bình và Lục Nhị nói chuyện khá vui vẻ, đây là một điểm báo rất tốt. Anh nếu muốn hy vọng xa vời hai người phụ nữ ở cấp bậc khác nhau vừa gặp đã nói chuyện vui vẻ đó là không tưởng. Có thể nói chính là ấn tượng đầu tiên của Cam Bình về Lục Nhị là khá tốt, cũng không phản cảm Lục Nhị. Về phần sau này phát triển như thế nào thì do chính Lục Nhị. Lục Nhị bơi không giỏi bằng Cam Bình, nhưng cũng có thể miễn cưỡng bơi theo Cam Bình hai vòng. Lục Nhị khá biết ý, nửa tiếng sau cô lấy lý do mình có việc lễ phép rời đi, chỉ còn lại Triệu Quốc Đống và Cam Bình. Quốc Đống, sao, định bố trí thư ký thay tôi ư? Cam Bình cười hì hì dùng khăn lau tóc và cổ. Chủ tịch Cam, tôi không phải nghe ngài nói không thích các cô gái làm ở văn phòng sao? Lục Nhị cũng được, lúc tôi làm ở Ninh Lăng, cô ấy làm ở văn phòng khu khai phát, bằng chỉ là giáo viên nhưng ngòi bút khá tốt, hơn nữa Lục Nhị này khá thông minh, hiểu ý người. Triệu Quốc Đống nói, ha ha, hiểu ý người, Quốc Đống, Lục Nhị là CN gái, không phải từng làm thư ký cho cậu chứ? Cam Bình cười cười trêu chọc, vậy sẽ không phải tin tức tốt đâu. Đâu có, quy định tôi chẳng lẽ còn không biết sao? Thư ký của tôi ngài vẫn biết mà. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói, tôi chỉ là cảm thấy Lục Nhị này cũng được, đúng lúc chủ tịch Cam thiếu người nên đề cử một chút mà thôi. Cam Bình xua tay nói, ừ. Lục Nhị này cũng được, chẳng qua tôi cũng phải xem một chút, văn phòng tỉnh sợ là sẽ có ý kiến nếu tôi toàn dùng người bên ngoài. Không vội, để sang năm đi. Cam Bình nói vậy làm Triệu Quốc Đống khá vui vẻ, Cam Bình có thể nói như vậy là không dễ dàng, cũng nói rõ chị ta có chút cảm tình với Lục Nhị. Cuối năm đến gần, chuyện luôn luôn rất nhiều. Triệu Quốc Đống rất muốn hỏi đám người ở văn phòng ủy ban thị xã có phải là không tìm được việc gì mới cho cuối năm hay không. Mà năm nào cũng lặp lại liên tục như vậy. Chỉ là hắn mới lên làm thị trưởng, hắn không thể làm khác người, như vậy sẽ bất lợi cho triển khai công việc. Xe Toyota Coaster chạy nhanh trên đường, Triệu Quốc Đống đang trầm ngâm suy nghĩ. Trưởng ban thư ký ủy ban Kha Nam ngồi bên xem tài liệu về nhà máy thiết bị xăng dầu, một bên nhíu mày. Việc niêm yết lên thị trường chứng khoán của nhà máy thiết bị xăng dầu không quá thuận lợi. Chỉ tiêu năm ngoái của tỉnh không nhắc tới Hoài Khánh. Nhưng nhà máy thiết bị xăng dầu vẫn làm đủ công tác chuẩn bị. Phải nói hiệu quả kinh doanh của nhà máy thiết bị xăng dầu bây giờ chỉ kém mỗi nhà máy cơ giới sau khi cải cách, còn có xu thế hồi phục rất nhanh. Bởi vì nguyên nhân này nên Phó Thị trưởng Đặng Nhược Hiền mới cố gắng để nhà máy thiết bị xăng dầu thông qua việc lên thị trường chứng khoán để thu hoạch thêm tài chính mà phát triển, nhanh chóng mở rộng quy mô. Hơn nữa mấy lần Đặng Nhược Hiền đã cùng đại diện của Đặng Nhược Hiền lên Bắc Kinh tìm cơ hội nhưng vẫn chưa có đột phá. Vì thế Đặng Nhược Hiền đã đề nghị với Triệu Quốc Đống, nên cải cách công ty nhà nước ở nhà máy thiết bị xăng dầu, mà không nên đặt ở công ty máy công cụ có quy mô lớn hơn nhưng hiệu quả kinh doanh kém hơn. Mặc dù công ty máy công cụ là công ty thuộc thị xã nhưng nó là gánh nặng không hề nhỏ. Thị trưởng Đặng, năm nay tốc độ tăng trưởng của nhà máy thiết bị xăng dầu rất nhanh. Kha Nam xem qua số liệu rồi nói với Đặng Nhược Hiền. Ừ,
nhà máy thiết bị xăng dầu được lợi từ chính sách tiến vào Trung Á khai thác dầu mỏ, khí thiên nhiên của Trung ương. Năm ngoái đã ký được vài hợp đồng lớn, có lẽ mấy năm tới quy mô hiện tại của nhà máy thiết bị xăng dầu sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu. Cho nên tôi mới hy vọng nhà máy thiết bị xăng dầu vừa cố gắng phát huy tiềm lực, vừa cố gắng huy động thêm tài chính. Đặng Nhược Hiền nhìn sang Triệu Quốc Đống và nói. Thị trưởng Triệu, anh thấy sao? Triệu Quốc Đống cũng vẫn suy nghĩ về việc này. Mặc dù năm ngoái hiệu quả kinh doanh của nhà máy thiết bị xăng dầu không bằng nhà máy cơ giới sau cải cách nhưng xu thế phát triển của nó lại không hề kém. Chẳng qua do cơ chế nên mặc dù nhà máy thiết bị xăng dầu bây giờ vẫn đang cố gắng nhưng ngành thiết bị xăng dầu là ngành chuyên môn, anh muốn nâng cao năng lực sản xuất là không dễ. Anh muốn xây dựng nhà máy mới để mở rộng quy mô sản xuất lại cần thời gian khá dài. Đặng Nhược Hiền vẫn đang cố gắng vận động Triệu Quốc Đống nghĩ cách để nhà máy thiết bị xăng dầu niêm yết lên thị trường chứng khoán. Nhưng quan điểm của lãnh đạo thị xã khác lại cho rằng nên chú tâm vào công ty máy công cụ đang sống dở chết dở hơn. Công ty máy công cụ kinh doanh kém hiệu quả, hồi phục chậm, số công nhân không ít, thêm nữa lại là công ty thuộc thị xã nên áp lực của thị xã là rất lớn. Vì thế hy vọng đưa công ty máy công cụ lên thị trường chứng khoán để tìm lối thoát. Chẳng qua giai đoạn đầu của việc đưa công ty máy công cụ lên thị trường chứng khoán mặc dù thuận lợi, nhưng lại bị ngăn cản ở giai đoạn cuối cùng. Hiệp hội giám sát chứng khoán cho rằng công ty máy công cụ kinh doanh kém hiệu quả nên không chấp nhận. Nguyên nhân do chính bản thân công ty máy công cụ tồn tại nhiều vấn đề. Vấn đề thuế vụ có nhiều vấn đề, giá trị máy móc cũng không rõ ràng, không thể nào trả lời rõ ràng với Hiệp hội giám sát chứng khoán. Vì nguyên nhân này nên Đặng Nhược Hiền và các lãnh đạo thị xã khác mới có cái nhìn khác nhau. Nhà máy thiết bị xăng dầu có hiệu quả kinh doanh tốt, tương lai tươi sáng, có trụ cột lớn mạnh nhưng lại không thể đạt được thị xã hoàn toàn ủng hộ. Nhược Hiền, xu thế phát triển của nhà máy thiết bị xăng dầu đúng là tốt, nhưng là lãnh đạo thị xã chúng ta cần phải coi trọng tầm quan trọng khi đưa công ty máy công cụ lên thị trường chứng khoán. Chúng ta phải học cách nhìn nhận vấn đề từ góc độ chính trị. Nếu nhà máy thiết bị xăng dầu có thể niêm yết thành công, công ty máy công cụ lại thất bại thì anh nghĩ sức ảnh hưởng của nó đối với mấy ngàn công nhân công ty máy công cụ như thế nào không? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Công ty máy công cụ bây giờ rất không ổn định, lương thưởng của công nhân rất thấp, oán khí lớn, chúng ta nếu như không cân nhắc cẩn thận thì sẽ tạo thành vấn đề rất lớn. Quyển 12, chương 29. Chính trị quyết định tất cả, câu châm ngôn này luôn chính xác. Không ai có thể bỏ qua sức ảnh hưởng của công ty máy công cụ đối với Hoài Khánh. Chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã Lương Khải Sơn chính là nguyên giám đốc kiêm bí thư đảng ủy công ty máy công cụ. Thường vụ thị ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Tiêu Chiều cũng là cán bộ trưởng thành từ công ty máy công cụ. Mặc dù lúc ấy chỉ làm phó bí thư đảng ủy nhưng mà lại có kinh nghiệm công tác 10 năm, tình cảm sâu sắc. Đặng Nhược Hiền muốn chọn làm việc dễ rồi khó sau. Dùng đủ lực lượng đưa nhà máy thiết bị xăng dầu lên thị trường chứng khoán trước. Những điều này Triệu Quốc Đống hiểu, hơn nữa ở một số trường hợp nhất định ý kiến của Đặng Nhược Hiền lại bị Lương Khải Sơn cùng Tiêu Chiều kiên quyết phản đối. Bọn họ cho rằng tài nguyên của Hoài Khánh có hạn, sự sống còn của công ty máy công cụ đang rất khó khăn. Toàn lực đưa công ty máy công cụ lên thị trường chứng khoán là công việc hàng đầu của thị xã hiện nay, tuyệt đối không thể thay đổi. Mà nhà máy thiết bị xăng dầu không có thị xã giúp thì vẫn có thể sống. Vì vấn đề này Triệu Quốc Đống đã trao đổi với Trần Anh Lộc. Trần Anh Lộc cuối cùng đã khuyên Triệu Quốc Đống tạm thời giữ lại thái độ ở việc này, tránh bị ảnh hưởng cho hội nghị đại hội đại biểu nhân dân cuối năm. Mà Đặng Nhược Hiền lúc ấy cũng biết vấn đề rất phức tạp nên không còn theo quá sát. Bây giờ Triệu Quốc Đống đã được bầu chính thức vào chức thị trưởng, Đặng Nhược Hiền liền nói việc này ra. Thị trưởng Triệu, chúng ta không thể vì công ty máy công cụ mà không thể làm gì mà phải không? Đặng Nhược Hiền nói. Chúng ta cũng không phải vận động để công ty máy công cụ lên thị trường chứng khoán. Nhưng công ty máy công cụ có quá nhiều vấn đề, mấy lần đều bị Hiệp hội giám sát chứng khoán bác bỏ. Anh nói nên làm như thế nào bây giờ? Yêu cầu thay đổi cơ chế thì đám người ở công ty máy công cụ đều cản trở, bọn họ còn muốn thị xã làm gì nữa chứ? Đặng Nhược Hiền hiếm khi tức giận nhưng lần này đúng là vì đau đầu với việc của công ty máy công cụ nên mới nói như vậy. Triệu Quốc Đống im lặng không nói. Trong xe rơi vào yên lặng, trên xe mặc dù còn có mấy cán bộ văn phòng ủy ban nhưng cũng biết điều im lặng. Lão Đặng, nguyên nhân chính mà công ty máy công cụ không qua được là gì? Triệu Quốc Đống biết mấy chính sách niêm yết lên thị trường chứng khoán của Trung Quốc là khá tùy ý,
nhất là 1-2 năm qua quốc gia đưa ra chính sách đưa các công ty nhà nước lên thị trường chứng khoán để giải quyết khó khăn. Có không tí công ty khó khăn hơn cả công ty máy công cụ mà vẫn đường hoàng lên thị trường chứng khoán. Theo lý thuyết công ty máy công cụ không phải không có cơ hội. Tài sản không rõ, khoản nợ quá cao, ngoài ra là vấn đề về thuế. Đặng Nhược Hiền nói khá hàm hồ vì việc này đúng là không thể nói rõ ràng. Triệu Quốc Đống thực ra cũng mơ hồ biết vấn đề của công ty máy công cụ, nhưng chuyện này vẫn do Đặng Nhược Hiền phụ trách nên hắn không quá quan tâm. Bây giờ công ty máy công cụ gặp khó khăn khi lên thị trường chứng khoán, thậm chí còn ảnh hưởng đến công việc chuẩn bị cho nhà máy thiết bị xăng dầu. Tài sản không rõ hay là không thể tính toán giá trị tài sản, bây giờ nếu trông cậy vào việc niêm yết lên thị trường chứng khoán để thu hút tài chính quá nhiều là không thực tế. Anh có thể đưa lên đã là may rồi, nhà nước vẫn chiếm giữ cổ phần lớn, thị xã không có ý kiến, bọn họ còn có ý kiến gì nữa? Triệu Quốc Đống hừ một tiếng. Khoản nợ quá lớn, có phải là nghĩ đến biện pháp khác không? Vấn đề khoản nợ do ai phụ trách mới là điều quan trọng nhất. Đặng Nhược Hiền nói khá mờ mịt. Lữ Thu Thần đã nói rõ ràng nếu như để thị xã bỏ tiền ra thanh toán khoản nợ lớn của công ty máy công cụ, sau đó để công ty máy công cụ sạch sẽ lên thị trường chứng khoán thì y tuyệt đối không đồng ý. Khoản nợ khổng lồ đó sẽ kéo tài chính Hoài Khánh xuống vực sâu. Lúc ấy Đặng Nhược Hiền rất hàm xúc nói sau khi công ty máy công cụ lên thị trường chứng khoán sẽ nghĩ biện pháp đền bù. Thị xã là cổ đông lớn nhất, có quyền khống chế công ty máy công cụ, hoàn toàn có thể làm được điểm này. Nhưng Lữ Thu Thần lại từ chối phương án này. Triệu Quốc Đống cũng hiểu ý của Đặng Nhược Hiền. Hắn đương nhiên cũng hiểu rõ sau khi công ty lên thị trường chứng khoán, thị xã nắm quyền khống chế cổ phần của công ty máy công cụ thì sẽ có nhiều phương án để lấy lại tiền. Tôi thấy như thế này, còn có mấy hôm nữa mới đến Tết, chúng ta nghiên cứu một chút không hề vì công ty máy công cụ gặp khó khăn mà ảnh hưởng tới sự phát triển của nhà máy thiết bị xăng dầu. Đương nhiên chúng ta cũng cân nhắc quan điểm của một số điều chỉnh. Trước mắt hai chúng ta nghĩ biện pháp, sau đó sợ rằng còn phải tiến hành thay đổi cơ chế của công ty máy công cụ, phải tranh thủ giải quyết dứt điểm. Thị trưởng Quốc Đống, chào mừng. Lương Khải Sơn có chút ngạc nhiên khi Triệu Quốc Đống tới. Mặc dù lúc trước bên ủy ban đã liên lạc với thư ký của y, nhưng Lương Khải Sơn đã qua thời kỳ huy hoàng trong chính trị nên cũng có những lịch trình của riêng mình. Sáng y đi làm khoảng tiếng rồi đến sông Khúc Giang đi một chút, sau đó tới công việc Yến Hồ, đây là thói quen của y sau khi làm chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã. Lương Khải Sơn cảm thấy rất may mắn mình khi còn tại vị đã không ngừng kiên trì bảo vệ hoàn cảnh tự nhiên của Hoài Khánh. Chỉ như vậy thì tất cả dân chúng nội thành Hoài Khánh mới sống trong không khí tươi đẹp như thế này. Chủ nhiệm, ngài nói như vậy là phê bình ủy ban thị xã ít được Đại hội đại biểu nhân dân giám sát phải không? Triệu Quốc Đống nói. Ha ha, thị trưởng Triệu, anh nói là thật sao? Lương Khải Sơn cười ha hả nói rồi mời Triệu Quốc Đống ngồi xuống. Lương Khải Sơn thực ra cũng có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống. Nhất là khi Triệu Quốc Đống làm phó thị trưởng thường trực vẫn duy trì quan điểm thà hy sinh GDP mà giữ được hoàn cảnh tự nhiên của Hoài Khánh. Điều này làm cho Lương Khải Sơn trước đó không coi trọng Triệu Quốc Đống vì hắn còn trẻ đã phải thay đổi cái nhìn. Lương Khải Sơn vốn lo Triệu Quốc Đống vì đạt thành tích mà sẽ tìm mọi cách phát triển công nghiệp, kể cả ngành gây ô nhiễm môi trường cao. Nhưng những gì Triệu Quốc Đống thực hiện được lời hứa với Đại hội đại biểu nhân dân, phát triển kinh tế và bảo vệ hoàn cảnh sinh thái, tự nhiên. Lợi dụng hoàn cảnh sinh thái tốt của Hoài Khánh mà hấp dẫn ngành công nghệ cao, ô nhiễm môi trường thấp, chấn hưng nền kinh tế Hoài Khánh. Bởi vì biểu hiện của Triệu Quốc Đống khiến cho quy hoạch đô thị lớn của ủy ban đưa ra đã được Lương Khải Sơn ủng hộ tuyệt đối, cũng được Đại hội đại biểu nhân dân thị xã thông qua. Không giống bản quy hoạch các đợt trước, luôn bị bên Đại hội đại biểu nhân dân bác bỏ. Điều này có thể cho thấy rõ sự tin tưởng của Lương Khải Sơn đối với Triệu Quốc Đống. Thị trưởng Triệu, anh mới nhận chức chắc áp lực công việc không nhỏ phải không? Bây giờ là cuối năm mà có thời gian rảnh sang chỗ chúng ta ngồi ư? Lương Khải Sơn biết Triệu Quốc Đống nhất định có việc mà tới, hơn nữa không phải việc nhỏ, nếu không với quan hệ khá hòa hợp của hai người thì chỉ cần gọi điện là đủ. Chủ nhiệm, tôi cũng không muốn vòng vo, tôi có công việc cần báo cáo với ngài một chút, mong ngài ủng hộ. Triệu Quốc Đống đi thẳng vào vấn đề. Sau khi Triệu Quốc Đống giới thiệu xong, Lương Khải Sơn không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Câu nói cuối cùng của Triệu Quốc Đống, nhà máy thiết bị xăng dầu gặp cơ hội tốt nhất để phát triển không thể bỏ qua, nếu không sẽ là nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời chính trị của hắn. Lời này làm Lương Khải Sơn rất cảm động. Thái độ của Triệu Quốc Đống rất chân thành,
có lẽ do hắn còn trẻ nên lấy thái độ người đi sau hỏi tiền bối. Lương Khải Sơn đã gặp không ít lãnh đạo trẻ tuổi, nhưng kẻ nào cũng cho rằng mình bất phàm, nhưng Triệu Quốc Đống là kẻ cứng rắn mà lại rất khiêm tốn với y, hơn nữa cũng do quan hệ hòa hợp nên Lương Khải Sơn không tiện trực tiếp từ chối. Thị trưởng Quốc Đống, tôi không giấu gì anh, tôi đúng là có tình cảm với công ty máy công cụ, phải nói rằng những năm 80, đầu những năm 90 công ty máy công cụ đã cống hiến rất lớn cho sự phát triển của Hoài Khánh chúng ta. Tôi là cán bộ từ công ty máy công cụ đi ra nên không thể khoanh tay đứng nhìn được. Anh nói tôi dùng quyền mưu lợi riêng thì tôi cũng nhận. Công ty máy công cụ đã thành tâm bệnh của ông lão sắp về hưu là tôi. Lương Khải Sơn trầm giọng nói. Quyển 12, chương 30. Triệu Quốc Đống lặng lặng ngồi nghe Lương Khải Sơn kể lại về công ty máy công cụ. Công ty máy công cụ bắt đầu suy thoái khi kinh tế Hoài Khánh suy thoái. Còn bây giờ người Hoài Khánh phải gánh trách nhiệm khôi phục nền kinh tế Hoài Khánh. Ra khỏi văn phòng Lương Khải Sơn, Triệu Quốc Đống cũng thấy đầy xúc động. Lương Khải Sơn không phải người hẹp hòi, chỉ là không thể vứt bỏ các đồng chí đã cùng chung hoạn nạn bao năm. Trong mắt Lương Khải Sơn, y mãi là giám đốc kiêm bí thư công ty máy công cụ, mãi là thành viên của công ty máy công cụ. Triệu Quốc Đống cũng đã nói rõ mọi chuyện với Lương Khải Sơn. Lương Khải Sơn không phải người không biết lý lẽ. Nhà máy thiết bị xăng dầu mặc dù là công ty thuộc tỉnh nhưng giá trị sản lượng và GDP đều tính trên đầu Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống làm thị trưởng đương nhiên cũng muốn nhà máy thiết bị xăng dầu phát triển lớn mạnh. Triệu Quốc Đống đến đã cho thấy hắn tôn trọng Lương Khải Sơn. Lương Khải Sơn cũng có thể nhận ra điều này. Thị xã không thể vì công ty máy công cụ mà đình trệ thủ tục niêm yết lên thị trường chứng khoán của nhà máy thiết bị xăng dầu. Có thể làm như thế này đã là hết lòng. Đương nhiên Triệu Quốc Đống cũng nói ra điều làm Lương Khải Sơn thấy hứng thú. Loại bỏ khoản nợ của công ty máy công cụ, giải quyết vấn đề thuế sẽ có thể khiến cho công ty máy công cụ niêm yết được lên thị trường chứng khoán. Điều này cần Triệu Quốc Đống giải quyết vấn đề tài chính. Mà Lương Khải Sơn cũng cần đi làm công tác tư tưởng ở công ty máy công cụ. Nếu Lương Khải Sơn có thể chủ động tới tìm Trần Anh Lộc nói chuyện thì áp lực bên thị ủy sẽ giảm đi, nhiều chuyện có thể đẩy nhanh tiến độ. Triệu Quốc Đống tin Trần Anh Lộc sẽ nể mặt Lương Khải Sơn. Một chữ, mệt, nhưng lại cảm thấy mình gặp việc gì cũng khó có thể làm, đúng là không sảng khoái hư khi em làm phó thị trưởng thường trực. Triệu Quốc Đống uống cạn chén và nói. Cậu bây giờ mới nhận ra sự khó chịu của anh lúc trước phải không? Thiếu quân, thiếu tướng, làm việc gì cũng khó khăn. Việc không muốn làm mỗi ngày xếp đầy như núi, không nói có chuyện còn cần phải cúi người. Ánh mắt phải nhìn xa trông rộng nhưng khi làm việc cần có chừng mực. Đó mới là một vị thị trưởng. Vương Phủ Mỹ cười nói. Cũng có vẻ như anh nói, chẳng qua không hoàn toàn giống như vậy. Triệu Quốc Đống không thể không thừa nhận mình làm thị trưởng đúng là rất khó khăn. Thảo nào thư chí cao ở Ninh Lăng hay Hà Chiếu Thành ở Hoài Khánh đều không quá thoải mái ở chức thị trưởng này. Ngay cả Mạch Gia Huy khá cứng rắn nhưng sau khi Kỳ Dư Hồng thể hiện quyền lực của bí thư thị ủy cũng phải buồn bã rời đi. Thị trưởng chính là thị trưởng, có một khe sâu không thể bù đắp nổi với bí thư thị ủy. Thị ủy phụ trách phương hương, quản lý cán bộ, nói thẳng ra là quản việc lớn. Còn bên chính quyền là chấp hành, tất nhiên không phải chấp hành ý đồ của ủy ban thị xã mà là ý đồ của thị ủy. Hiểu hay không hiểu đều phải chấp hành. Thị trưởng thông minh hoặc là nói thị trưởng có năng lực mạnh thì sẽ khôn khéo đưa suy nghĩ của mình cho bí thư thị ủy biết, mong được bí thư thị ủy hiểu. Như vậy quan điểm của anh có thể được bí thư thị ủy dùng, như vậy anh làm việc sẽ dễ dàng hơn. Nếu như quan điểm của thị trưởng và bí thư thị ủy hoàn toàn khác nhau, vậy anh muốn làm một thị trưởng tốt thì cần phải học cách điều chỉnh tâm trạng, học cách thích ứng. Vì thế khi thị ủy có quyết định thị ủy ban cần phải toàn lực chấp hành. Chẳng qua nếu như quan điểm xung đột quá lớn với suy nghĩ của bên ủy ban, mâu thuẫn quá mạnh thì sẽ khiến cho việc chấp hành của ủy ban giảm đi nhiều. Đương nhiên ở tình huống này bí thư thị ủy có thể bồi dưỡng vị phó thị trưởng thường trực đến để phân hóa cơ cấu quyền lực của thị trưởng, đồng thời thị trưởng có thể tìm kiếm ủng hộ của vị phó bí thư thị ủy. Đây là quá trình thỏa hiệp và đối đầu. Vương Phủ Mỹ đã vượt qua giai đoạn ban đầu, đã tìm được điểm thăng bằng với Mục Cương. Ở điểm này cả hai cùng bắt tay vì mục tiêu chung. Hơn năm nay kinh tế Thiên Châu phát triển rất nhanh đã chứng minh hiệu quả của việc thỏa hiệp của hai người. Còn nói mạnh miệng, mới một tháng thôi, cuộc sống còn dài, cậu cứ từ từ mà thưởng thức. Vương Phủ Mỹ không nói nhiều vì Triệu Quốc Đống thông minh như vậy thì sao không hiểu được vấn đề. Làm thị trưởng chính là bị chịu áp lực từ nhiều phía, nếu không sao có thể trưởng thành được.
Có đôi khi em đúng là muốn bỏ qua tất cả mà làm mạnh một phen, nhưng mà lý trí bảo em phải nhịn. Có thể nói không ngừng nhẫn nhịn là tâm trạng chính xác của một thị trưởng. Triệu Quốc Đống chép miệng nói. Đúng, nói cho cùng làm thị trưởng phải có thị trưởng như vậy, nếu như vội vàng sao động thì nhất định không được. Làm thị trưởng giống như một người cô con dâu vậy, vừa phải chăm chỉ, vừa không thể làm trái ý bố mẹ chồng. Nếu nắm giữ tốt việc này thì làm thị trưởng cũng ổn. Vương Phủ Mỹ gắp miếng cá bỏ vào miệng nhai rồi nói. Tương ca, không biết vị thị trưởng Mễ chỗ anh có phải lo này lo kia giống tôi và Quốc Đống không? Tương Uẩn Hoa từ nãy không nói mà chỉ ngồi ăn. Đến khi Vương Phủ Mỹ bắn thẳng vào mình, Tương Uẩn Hoa mới từ tốn nói. Các cậu làm thị trưởng chỉ biến kêu trời kêu đất, chẳng lẽ nghĩ bí thư sung sướng muốn làm gì thì làm sao? Trên đời đâu có chuyện tốt như vậy, quyền lợi nghĩa vụ luôn đan xen vào nhau. Hừ, chờ đi, khi các cậu làm bí thư thì sẽ biết việc bị kẹp không chỉ có mình thị trưởng mới nhận thấy. Ồ, sao cảm thấy như Tương ca cũng kêu trời trách đất vậy? Chẳng lẽ thị trưởng Mễ kia dám chống đối hẳn sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Thị trưởng Thông Thành Mễ Phái là nhân vật khá khôi hài. Triệu Quốc Đống đã gặp Mễ Phái vài lần khi họp. Mễ Phái cũng biết Triệu Quốc Đống đã từng làm việc với Tương Uẩn Hoa ở Ninh Lăng nên khá quen thuộc. Nhưng y không rõ quan hệ cá nhân của hai người là như thế nào. Không đến mức đó nhưng y cũng không đến mức như các cậu nói. Tương Uẩn Hoa thản nhiên nói. Nhưng các cậu nếu hy vọng quan điểm của một người hoàn toàn phù hợp với mình thì đó là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tương Uẩn Hoa nói vậy làm Triệu Quốc Đống và Vương Phủ Mỹ hiểu rõ quan hệ của Mễ Phái và Tương Uẩn Hoa là như thế nào. Thấy Vương Phủ Mỹ cùng Triệu Quốc Đống im lặng không nói, Tương Uẩn Hoa cười ha hả nói. Sao thế, tôi chỉ nói một câu đã im lặng sao? Không đến mức như vậy, quan hệ giữa tôi và Mễ Phái không đến mức như các cậu nghĩ. Chính xác mà nói nó giống quan hệ giữa các cậu và bí thư nơi mình làm việc vậy. Quan hệ công việc bình thường, chỉ thế mà thôi. Ai muốn vượt quá quan hệ này thì kẻ đó không làm tốt công việc, chỉ là bù nhìn. Tương Uẩn Hoa nói làm cả Triệu Quốc Đống, Vương Phủ Mỹ đều giật mình. Triệu Quốc Đống bưng chén lên và nghĩ tới lúc mình và Trần Anh Lộc ngồi uống rượu lần đầu tiên. Bởi vì bữa rượu đó làm cho quan hệ của hắn và Trần Anh Lộc trở nên hòa hợp hơn. Điều này làm hắn là phó thị trưởng thường trực có chỗ dựa mạnh. Nhưng bây giờ thì sao? Triệu Quốc Đống thầm nghĩ mình và Trần Anh Lộc chẳng lẽ thật sự cũng phải như lời Tương Uẩn Hoa nói ư? Quyển 12, chương 31. Em muốn tìm cùng Hán Sương vì việc công ty của Hoài Khánh lên thị trường chứng khoán. Lưu Kiều không ngờ gần cuối năm Triệu Quốc Đống chuyên môn bay lên Bắc Kinh mà không phải vì thăm Lưu Nhược Đồng, lại vì công việc nên có chút không hài lòng. Chẳng qua Triệu Quốc Đống trông rất chăm chú và cố chấp làm cô không tiện từ chối. Dù sao người trong chốn quan trường nếu như không làm thật ăn thật thì không thể lên vị trí càng cao. Vâng, tứ tỷ, chị cũng biết công ty máy công cụ Hoài Khánh đang bị mắc trong việc niêm yết lên thị trường chứng khoán, không qua được cửa kiểm duyệt. Vì thế em phải tới nhờ chị giúp một chút. Triệu Quốc Đống thực ra cũng biết Lưu Nhược Đồng vừa về nên hắn nhân cơ hội lên Bắc Kinh làm cả việc công và tư. Hơn nữa chuyện của công ty máy công cụ không thể kéo dài được nữa, trước cuối năm không thể lấy được tin tức chính xác thì sang năm đúng là càng thêm khó khăn. Củng Hán Sương mà muốn gặp sợ không dễ. Hơn nữa theo chị biết Củng Hán Sương làm ở ban giám sát tài chính, còn chuyện của Hoài Khánh Mắc ở bên ban giám sát phát hành chứng khoán mà. Lưu Kiều nhíu mày nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào ngón tay được vẽ đỏ rực của mình giống như muốn quan sát nó có đẹp gì hay không. Triệu Quốc Đống nhạy cảm nhận ra Lưu Kiều có chút khó chịu. Nhưng hắn không biết đối phương tại sao lại không hài lòng với mình. Triệu Quốc Đống vừa tới Bắc Kinh liền cảm nhận không khí ở đây không đúng. Ở Bắc Kinh không ai thèm chú ý tới anh, đi trên đường thấy lái xe taxi cũng trông như cán bộ. Đầu đường, cuối hẻm tùy tiện người nào đi ra cũng có thể là cán bộ cấp giám đốc sở. Lưu Kiều cũng vừa từ Hoài Khánh về. Công ty đầu tư Trung Hoa có không ít hạng mục đầu tư ở nội địa, nhưng thật ra không hứng thú với ngành sản xuất. Công ty đầu tư Trung Hoa tập trung chính vào mảng tài chính, vay vốn, hơn nữa khá tập trung vào các công ty trong lĩnh vực giao thông, năng lượng, bất động sản, đây là các ngành thu lợi lớn nhưng khá mạo hiểm. Triệu Quốc Đống cũng không rõ Lưu Kiều sao lại chui vào công ty đầu tư Trung Hoa làm giám đốc điều hành. Chẳng qua hắn từ Lưu Nhược Đồng biết tin hình như có liên quan đến nhà chồng của Lưu Kiều. Đúng thế, nhưng có thể thông qua anh ta một chút thì em mới tìm được đúng người. Hiệp hội giám sát chứng khoán quá sâu. Những người này đều là mắt cao hơn trán, không dễ tiếp xúc.
phó thị trưởng phụ trách ở thị xã đã chạy nhiều lần mà không gặp được người phụ trách việc này. Thời gian trôi đi, đầu tư vào đó không ít mà tới bây giờ vẫn tắc. Bây giờ vì chuyện này mà thị xã có chút tức giận. Triệu Quốc Đống cười khổ nói. Biết rõ là làm việc ngu ngốc mà vẫn phải làm. Nghe Triệu Quốc Đống oán giận, Lưu Kiều không khỏi lắc đầu. Triệu Quốc Đống ở dưới dù có năng lực hơn nữa nhưng gặp đủ chuyện phê duyệt như thế này cũng khó làm. Có một số việc không phải anh dùng tiền là xử lý được. Được rồi, cuối năm cùng Hán Sương nhất định không có thời gian nói chuyện với em. Như vậy đi, chị gọi điện cho y, nói chuyện của em ra để y tìm hiểu chút. Có lẽ bên các em cũng phải có động tác, nếu như bị ngăn ở bên giám sát niêm yết thì tức là bên Hoài Khánh đưa ra mấy thứ còn vững. Chị nói, em hiểu chứ? Lưu Kiều hơi cứng rắn mà nói giống như đang giao việc cho cấp dưới vậy. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không quá để ý. Lưu Kiều đã giúp hắn không ít ở việc thu hút đầu tư. Nhất là mấy công ty Đài Loan, Mỹ Tiến và Hoài Khánh đều có bóng dáng của Lưu Kiều. Năng lực tài chính khổng lồ và mạng lưới quan hệ rộng lớn của khó là nguyên nhân chủ yếu để các nhà đầu tư bên ngoài tới Hoài Khánh. Chấm. Nhìn Lưu Nhược Đồng cuộn mình trên sofa, một chiếc chăn mỏng rơi dưới chân, con gấu lớn nằm nghiêng ở bên, Triệu Quốc Đống có chút hoảng hốt. Dù là hắn hay Lưu Nhược Đồng đều đã lâu không tới đây, căn biệt thự cao cấp này đối với cả hai chỉ là thứ qua đường. Đến cũng vội, đi cũng vội. Nhà cũng đã được quét dọn sạch sẽ, hoa cũng được cắm mới khiến căn phòng khách trở nên ấm áp hơn. Sao thế? Lưu Nhược Đồng thấy vẻ mặt của Triệu Quốc Đống nên có chút kinh ngạc nói. Không có gì. Triệu Quốc Đống lắc đầu. Trong thời gian này khi Lưu Nhược Đồng ra nước ngoài, Triệu Quốc Đống cũng từng lên Bắc Kinh và ở đây một lát nhưng hắn thấy nơi đây như khách sạn vậy. Bây giờ có lẽ thêm Lưu Nhược Đồng nên cảm giác khác hẳn. Anh thấy tâm trạng tứ tỷ có vẻ không tốt, không biết ai chọc chị ấy. Lưu Nhược Đồng cười cười không nói. Lưu Kiều đã nói với cô, nói cô không mấy khi về nước vậy mà Triệu Quốc Đống vừa lên Bắc Kinh đã vì công việc, điều này làm tứ tỷ có chút không hài lòng. Thực ra Lưu Kiều đã trách oan Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh đã gặp Lưu Nhược Đồng, hai người còn tới quán cà phê ngồi cả buổi chiều. Hai người vẫn có cảm giác mới mẻ, chẳng qua Lưu Nhược Đồng cũng phát hiện có một tình cảm như có như không đã xuất hiện giữa hai người, nó giống như quấn hai người lại với nhau. Tứ tỷ bận nhiều việc, suốt ngày chạy quanh, tính cách chị ấy là như vậy, làm việc gì cũng muốn có thành tích. Tứ tỷ tuyệt đối không làm thất vọng với chức vụ đang có của mình. Lưu Nhược Đồng đôi tư thế. Trên TV đang chiếu tin ủy viên trưởng Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đến thăm Ấn Độ, nhất là đi thăm ngành sản xuất phần mềm, thông tin và văn hóa của nước bạn. Ừ, anh cũng phải cảm ơn tứ tỷ vì đã giúp rất nhiều cho anh. Mặc dù Trương Giật Kinh cũng giúp Triệu Quốc Đống liên lạc công ty Nhân Bảo, Quảng Đạt và Tinh Anh. Nhưng vấn đề sau đó đều do Lưu Kiều toàn lực vận động, cũng vì công ty đầu tư Trung Hoa làm cầu nối nên mới khiến mấy công ty này thuận lợi đầu tư vào Hoài Khánh. Mà công ty Khang Ninh nước Mỹ tiến vào khu khai phát Hoài Khánh càng là điểm sáng. Một công ty có trình độ khoa học kỹ thuật còn cao hơn cả công ty Nhân Bảo, Quảng Đạt thì càng có khả năng phát triển mạnh hơn nữa. Anh đừng nói việc này, trong nước đúng là cần một số công ty như công ty đầu tư Trung Hoa. Có bọn họ đầu tư vào trong nước khiến cho việc tiếp xúc giữa chính quyền trong nước và nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng hơn nhiều, có thể hóa giải mâu thuẫn một cách tốt nhất, tránh cho hai bên nghi ngờ lẫn nhau. Triệu Quốc Đống cũng phát hiện công ty đầu tư Trung Hoa có tác dụng lớn ở điểm này. Hơn nữa công ty đầu tư Trung Hoa bây giờ cũng đã bắt đầu đầu tư vào các công ty tư nhân có tiềm năng phát triển ở trong nước. Lưu Kiều cũng hỏi qua hắn xem bên Hoài Khánh có công ty nào thích hợp thì đề cử, để công ty đầu tư Trung Hoa tiến vào. Chẳng qua bọn họ không có hứng thú mấy với công ty nhà nước. Lưu Kiều thậm chí còn hỏi Triệu Quốc Đống về việc tập đoàn Thương Lãng có kế hoạch lên thị trường chứng khoán không. Triệu Quốc Đống đã đề cử với Lưu Kiều về công ty Tinh Lãng của anh em Đào Gia. Lưu Kiều cũng có hứng thú nên đi tiếp xúc với bọn họ, có lẽ rất nhanh sẽ tiến hành vận động. Còn bên Thương Lãng thì Triệu Quốc Đống lại không tỏ thái độ mà bảo Lưu Kiều trực tiếp liên lạc với Trường Xuyên. Theo ý của Trường Xuyên, Thương Lãng về tổng thể không thích hợp niêm yết lên thị trường chứng khoán, nhưng có lẽ lúc nào đây sẽ lựa chọn một nghiệp vụ của Thương Lãng đưa lên. Ví dụ như công ty kinh doanh nước Thương Lãng. Còn ngành dược đang phát triển mạnh của Thương Lãng thì Trường Xuyên nói rõ sẽ không lên thị trường chứng khoán. Một hai năm nay ngành dược đạt lợi nhuận lớn khiến địa vị chủ chốt của kinh doanh nước suối trong tập đoàn bị uy hiếp. Tập đoàn Thương Lãng cũng không xuất hiện vấn đề đa nguyên hóa quá nhiều như Triệu Quốc Đống vẫn lo. Trường Xuyên đã tính toán kỹ và khống chế trong phạm vi nhất định,
tập trung chính vào việc kinh doanh nước suối và ngành dược. Mà mảng thương mại dịch vụ hầu hết là tiến hành trong mảng bất động sản. Quyển 12, chương 32. Nằm trên giường, Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng đều thích cảm giác này. Không biết từ lúc nào Lưu Nhược Đồng đã lặng lẽ cuộn mình vào lòng hắn. Mặc dù hai người còn cách chăn nhưng khi dựa vào người hắn vẫn làm Lưu Nhược Đồng thấy rất bình yên. So sánh với nước ngoài nằm một mình, lần đầu tiên Lưu Nhược Đồng phát hiện cảm giác gia đình lại tốt đến thế, nó dễ dàng phá vỡ hàng phòng ngự trong tim cô. Triệu Quốc Đống cũng có cảm giác như vậy, nằm trong lòng hắn là vợ chính thức của hắn. Mặc dù hai người đi con đường khác nhau nhưng hai con đường này có thể đan vào nhau không thì ai biết được chứ. Triệu Quốc Đống có thể khẳng định Lưu Nhược Đồng cũng đang rơi vào hoang mang, có lẽ cảm thấy lý trí không thể khống chế được tình cảm. Hai người cứ như vậy lặng lẽ nằm ôm nhau giống như không muốn phá vỡ không khí này. Bắc Kinh mùa đông luôn lạnh nhưng khô ráo. Triệu Quốc Đống biết Thái Chánh Dương lúc này khá bận nhưng hắn không thể không gọi cho y, hỏi Thái Chánh Dương có thời gian không. Cũng may Thái Chánh Dương dành được bữa trưa cho hắn. Một giờ chiều Thái Chánh Dương có cuộc họp, mặc dù chỉ có một tiếng ngắn ngủi nhưng đủ để Triệu Quốc Đống nói ra ý đồ của mình. Nhà máy thiết bị xăng dầu hy vọng chiếm được một chỉ tiêu lên thị trường chứng khoán của Bộ Năng lượng. Theo ý đồ của tỉnh An Nguyên và thị xã Hoài Khánh thì năm nay nếu công ty máy công cụ muốn lên thị trường chứng khoán thì 1-2 năm tới Hoài Khánh sẽ không có chỉ tiêu nào nữa. Nhà máy thiết bị xăng dầu mặc dù liên quan mật thiết đến ngành năng lượng nhưng lại không thuộc quản lý của Bộ Năng lượng. Vì thế muốn lấy một chỉ tiêu từ Bộ Năng lượng là rất khó khăn. Cũng may Bộ Năng lượng bây giờ lại đứng đầu trong lĩnh vực này, hàng năm có không ít chỉ tiêu lên thị trường chứng khoán. Hơn nữa quan trọng nhất chính là ngành năng lượng là ngành nhà nước lũng đoạn. Bởi vì nguyên nhân này mới khiến Thái Chánh Dương đồng ý suy nghĩ để nhà máy thiết bị xăng dầu lấy một chỉ tiêu lên thị trường chứng khoán của Bộ Năng lượng. Đương nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân của Thái Chánh Dương, còn cần phải nghiên cứu kỹ càng. Không thuận lợi. Hùng Chính Lâm cười cười một tiếng, cơ thể béo mập của y không hề giảm đi vì thường xuyên chạy quanh. Cảm ơn Hùng ca quan tâm, em cũng được, ít nhất là biểu hiện. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng và thấy có chút ấm áp. Có thể hiểu vấn đề của mình nói rõ Hùng Chính Lâm quan tâm tới hắn. Chú đó, bị kiềm chế cũng là việc tốt mà. Hùng Chính Lâm nhấm nháp miếng thịt gà giống như rất thích ăn đặc sản ở đây. Con cá om dưa trước mặt đã không còn bao nhiêu. Triệu Quốc Đống chưa gắp được vài miếng đã bị Hùng Chính Lâm ăn gần hết. Ăn như vậy bảo sao Hùng Chính Lâm không béo. Em bị kiềm chế không sao, em chỉ lo ảnh hưởng đến sự phát triển của Hoài Khánh mà thôi. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng không quá để ý đến lời trêu chọc của Hùng Chính Lâm. Lưu Nhược Đồng lặng lặng ngồi bên và tò mò nhìn vị sư huynh mập mập của chồng. Cô mặc dù không hỏi mấy về việc chính trị ở trong nước nhưng cô cũng hiểu đôi chút về Hùng Chính Lâm. Không vì gì khác, chỉ vì Hùng Chính Lâm là người cũng thuộc dạng nổi tiếng trong quan trường Trung Quốc. Mặc dù là Lưu gia cũng phải nói đừng nên để Hùng Chính Lâm chú ý tới. Ôi, làm ít một việc. Tiến chậm nửa bước là ảnh hưởng đến sự phát triển của Hoài Khánh sao? Chú đúng là ngựa mà không biết mặt ngựa dài. Hùng Chính Lâm nở nụ cười nói. Trần Anh Lộc xem ra cũng là nhân vật khá thông minh. Đừng nhìn lúc chú làm thường trực thì thoải mái, nhưng nếu y quyết tâm túm chú thì chú chưa chắc đã dễ chịu. Triệu Quốc Đống im lặng không nói. Làm phó thị trưởng thường trực thì hắn còn không thấy, hắn vốn nghĩ mình ở ủy ban thị xã có thể tạo mưa tạo gió. Nhưng sau khi Hà Chiếu Thành và Đàm Lập Phong đi, hắn làm quyền thị trưởng thì hắn mới cảm nhận được cái mùi của chức thị trưởng. Sức ảnh hưởng của Trần Anh Lộc có ở khắp nơi. Đừng nhìn đối phương không lên tiếng, cũng không chỉ trò tay chân với công việc bên ủy ban thị xã nhưng hắn lại luôn cảm thấy có một chiếc lưới vô hình bao lấy mình, làm hắn không thể làm việc theo ý riêng. Sau khi hội nghị đại hội đại biểu nhân dân diễn ra, thị xã có một loạt thay đổi về nhân sự. Đoạn Kỳ Ngôn cùng Cáo Đan đều không lọt vào mắt Trần Anh Lộc. Vị trí cục trưởng cục tài chính lại do nguyên phó trưởng ban thư ký ủy ban thị xã Tần Hướng Nam đảm nhiệm. Triệu Quốc Đống rất bất mãn với chuyện này nhưng lại thấy mình không thể thay đổi. Trần Anh Lộc, Phó Thiên, Tiêu Triều cùng ủng hộ Tần Hướng Nam làm cục trưởng cục tài chính, vì thế đề nghị của Triệu Quốc Đống hoàn toàn bị bác bỏ. Ở vấn đề chủ tịch huyện Cổ Lâu, Triệu Quốc Đống cũng thất bại. Lam Hữu Phương được Triệu Quốc Đống đánh giá khá cao nhưng Phó Thiên lại tỏ ý kiến không đồng ý. Mặc dù Tiêu Triều có vẻ ủng hộ hắn nhưng Trần Anh Lộc nói là do mọi người không thống nhất ý kiến nên để lại để khảo sát, ngược lại chức chủ tịch huyện Cổ Lâu do phó trưởng ban thư ký ủy ban thị xã Kha Chu làm. Sau đó việc Kha Nam làm trưởng ban thư ký ủy ban thị xã,
Triệu Quốc Đống cũng không thể từ chối, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Anh Lộc bố trí nhân sự. Bởi vì liên tục thất bại trong vấn đề nhân sự mới khiến Triệu Quốc Đống cảm thấy mình chỉ có thể làm mưa làm gió ở vấn đề công việc cụ thể. Còn ở vấn đề nhân sự thì hắn là quá yếu. Hùng Chính Lâm cũng nhận ra tâm trạng của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống lúc làm phó thị trưởng thường trực Hoài Khánh có thái độ khác, bây giờ hắn làm thị trưởng vẫn kéo dài phong cách khi đó. Vì thế Hùng Chính Lâm cũng muốn nhắc nhở Triệu Quốc Đống một chút. Có vài thứ người trong cuộc mơ hồ, người ngoài lại nhận ra rõ ràng. Có vài thứ bản thân anh không tự mình trải qua thì anh sẽ không bao giờ chính thức nhận ra. Điều này làm cho Triệu Quốc Đống bị đả kích một chút cũng được. Quá thuận buồm xuôi gió sẽ làm hắn bị lật thuyền sớm hơn. Hùng Chính Lâm thậm chí còn cho rằng Trần Anh Lộc dùng cách như bây giờ để nhắc nhở Triệu Quốc Đống là quá khách khí. Không trực tiếp bác bỏ hoặc là làm mất mặt Triệu Quốc Đống ở hội nghị thường ủy đã là quá nương tay. Quốc Đống, thị trưởng khác phó thị trưởng. Làm thị trưởng cần phải khống chế toàn cục, bày mưu tính kế. Chú có thể thử việc phát triển ở hướng nào đó nhưng không được tự mình ra trận, như vậy sẽ khiến chú không còn đường sống mà về. Lúc cần thiết có thể ra mặt một chút, nhưng không nên bao hết, phó thị trưởng chính là tay chân tốt nhất để chú phát huy. Quan hệ với bí thư thị ủy, anh nghĩ mình không cần nói nhiều. Chú có đủ năng lực để xử lý tốt việc này. Chỉ là anh nhắc một điều, chú không nên dễ dàng thử phá vỡ quy tắc là trụ cột của tất cả, phải học cách làm tròn chức trách, phục tùng đại cuộc. Đương nhiên chú cũng không nên vì việc mà nhũn nhường quá nhiều. Quan hệ giữa bí thư thị ủy và thị trưởng vốn chính là sự hạn chế lẫn nhau. Làm như thế nào để thị trưởng vừa làm tốt công việc, vừa bồi dưỡng thân tín, vừa rèn luyện mình mới là điều quan trọng nhất. Lưu Nhược Đồng ngồi bên nghe thì thấy có vẻ dễ hiểu, nhưng nếu cẩn thận mà nghe thì lại thấy không phải như vậy. Cô thấy Hùng Chính Lâm nói chuyện với Triệu Quốc Đống khá chăm chú, hơn nữa thường suy nghĩ kỹ trước khi lên tiếng. Cô vốn nghĩ Triệu Quốc Đống đến kể khổ với Hùng Chính Lâm, mà Hùng Chính Lâm cũng sẽ giúp Triệu Quốc Đống. Với lực lượng của Hùng Chính Lâm thì tạo cơn gió lốc ở Hoài Khánh là không khó. Điều này Lưu Nhược Đồng rất tin tưởng. Nhưng kết quả lại là điều cô không ngờ đến, làm cô thấy mình nghĩ hình như hơi ngây thơ. Quyển 12, chương 33. Triệu Quốc Đống vừa ra khỏi máy bay, một cảm giác ấm áp ùa tới làm hắn khá vui vẻ. Điều kiện sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á khá bình thường, nó kém hơn sân bay Thái Bình An Đô rất nhiều. Chẳng qua đối với Hải Nam gặp cơn lốc bất động sản những năm 90 mà nói thì dù là Hải Khẩu hay Tam Á, đây đều là nơi nổi tiếng ở Hải Nam đổ nát. Chẳng qua theo thời gian Hải Nam cũng dần trở lại, ít nhất tập đoàn Thiên Phú sau khi vào Hải Nam đã đánh thức thị trường bất động sản ngủ đông của Hải Nam. Tết 2001 có thể nói là Tết buồn bực nhất của Triệu Quốc Đống. Bạn bè, người thân đều có thể nhận ra biểu hiện của Triệu Quốc Đống không đúng nhưng hắn không nói gì. Bất cứ lúc nào Triệu Quốc Đống cũng tỏ ra trầm tĩnh, đương nhiên khi ở bên người phụ nữ của mình thì khác. Cù Vận Bạch là người hiểu Triệu Quốc Đống rõ nhất, trong công việc hắn có thể che giấu được bất cứ ai nhưng không thể là cô. Tâm trạng Triệu Quốc Đống có vẻ không tốt, Cù Vận Bạch đã nhận ra mấy ngày trước đó. Vì thế Cù Vận Bạch thậm chí còn hủy mấy cuộc gặp quan trọng để ở bên hắn. Chẳng qua Triệu Quốc Đống đã khéo léo bảo cô không cần làm như vậy. Triệu Quốc Đống biết những khó khăn mà mình gặp phải là điều ai cũng sẽ gặp được. Giống như lúc trước hắn bình tĩnh phân tích cho Vương Phủ Mỹ vậy, bây giờ hắn cũng trả qua việc này. Điều chỉnh tâm trạng, thả lỏng bản thân là điều cần thiết. Thực ra khi máy bay cất cánh, hắn cũng thấy mình hoàn toàn thả lỏng, cảm thấy tất cả phiền não đều đã biến mất. Này, anh không lên xe bus ra khỏi sân bay sao? Một giọng con gái vang lên cũng không làm Triệu Quốc Đống chú ý. Hắn lần này tới một mình, Cổ Tiểu Âu vốn định đi cùng nhưng Triệu Quốc Đống đã từ chối. Cổ Tiểu Âu cũng ngoan ngoãn, cô thấy tâm trạng Triệu Quốc Đống không tốt nên biết ý không đòi theo. Bản thân cô lại cùng Kiều San Đồng Úc sang Tứ Xuyên chơi. Thấy người đàn ông đằng trước vẫn lặng lẽ đi về phía trước, điều này làm Bùi Nghi và bạn gái đi cùng có chút tức giận. Tiểu Nghi, bà nói người kia sao kiêu căng như vậy? Cô bạn gái thở hổn hển đi lên hai bước nói. Không thấy Bùi đại tiểu thư đang gần tức đen lên sao? Đi đi, ai thèm tức? Bùi Nghi nghe cô bạn nói thế không khỏi phì cười nói. Mình chỉ thấy người này là lạ. Bắt đầu từ lúc lên máy bay đã trông như người ơ ngủ, giống như việc xung quanh không liên quan gì tới hắn vậy, hoặc như người chưa đi máy bay bao giờ. Mình thấy không giống, bà nhìn hắn trông tùy tiện như thế này, đây là người khá quen thuộc đi lại các nơi. Hay là hắn cố ý ra vẻ để tán bà?
Cô bạn mở to mắt, càng nghĩ càng thấy giống. Tiểu Nghi, tôi thấy chúng ta phải đề phòng hắn. Được rồi, người ta lên xe rồi, còn gì mà phải cẩn thận. Bùi Nghi dậm chân nói. Mau, chúng ta gọi hắn lại. Gọi hắn làm gì, bà không phải thật sự muốn nhìn thấy hắn đó chứ? Chẳng lẽ chỉ cần tên nào đó ra vẻ lạnh nhạt là bà mắc câu sao? Bà không đến mức nông cạn thế chứ? Cô bạn có chút khó hiểu nói. Đừng nói nhiều, mình chỉ muốn biết hắn làm gì thôi. Bùi Nghi thấy hắn ngồi cạnh mình mấy tiếng mà không thèm để ý tới mình. Mặc dù cách con đường nhưng cũng chỉ là lối đi nhỏ. Hai người cô nói chuyện mà hắn lại ra vẻ không nghe thấy, đúng là làm người ta không thể nhịn nổi. Triệu Quốc Đống đúng là không chú ý hai cô gái này. Sau khi lên máy bay, hắn lúc thì nhìn ra, lúc thì suy nghĩ nên sao biết có người để ý tới mình. Này, anh làm sao vậy hả? Con gái gọi mà anh coi như không thấy sao? Sau lưng truyền tới giọng nói dễ nghe làm Triệu Quốc Đống phải quay lại. Hai cô gái xinh xắn cầm túi du lịch đang đứng gọi hắn. Ồ, hai cô gọi tôi. Chúng ta hình như không quen mà. Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu gãi đầu, sau đó nhìn quanh thấy không có ai khác. Các hành khách khác đã lên xe bus rời đi, hoặc là đến bãi đỗ xe bắt taxi, đi xe đến đón. Chỉ có hắn cảm thấy mình muốn đi bộ ra ngoài để cảm nhận cảnh đẹp xung quanh mà thôi. Không quen là không thể gọi sao. Cô gái hơi béo hơn một chút trông như muốn gây sự. Hai tay chống eo, chiếc áo sơ mi không ngừng phồng lên do ngực liên tục đập. Triệu Quốc Đống càng khó hiểu. Vốn không quen biết, hai cô gái này nhìn khá ngây thơ, không phải là loại con gái kéo khách, sao lại gọi mình. Vậy nếu hai cô không có gì thì tôi đi trước. Đi, anh đi như thế nào? Cô gái nhe răng đe dọa nhưng không làm cô thêm dữ dằn mà lại có vẻ đáng yêu. Đi như thế nào ư? Đi xe bus ra ngoài. Triệu Quốc Đống càng lúc càng không hiểu nổi hai cô này định làm gì. Chẳng lẽ là công an cảm thấy mình đi buôn lậu, hay buôn ma túy nên muốn kiểm tra sao? Đi xe bus ở bên kia, anh đi sang đây làm gì? Cô gái hơi béo nói. Ồ, tôi đi taxi vậy. Triệu Quốc Đống nhẫn nại giải thích, hai cô gái này không giống nhân viên công an mà giống sinh viên đại học hơn.